Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1801, lĩnh ngộ chiến vương nộ. Thiên Âm Thành phế tích bên trong, ánh mắt của mọi người đều bị cổng sao hấp dẫn. Giữa bầu trời cổng sao tại từng điểm bị mở ra. Có người nói chỉ có tại cổng sao chân chính hoàn toàn mở ra thời điểm, người tu luyện mới có thể tiếp cận cổng sao. Tinh cửa mở ra tốc độ phi thường chậm chậm. Cách mỗi mấy phút đồng hồ mới sẽ rời đi một điểm, phải chờ tới cổng sao hoàn toàn mở ra, e sợ tối thiểu yếu khoảng một tiếng rồi, thậm chí là thời gian dài hơn. Diệp Thần Phong thấy thập giai bất khuất kiếm ý không có đem huyết thiên cho bổ làm hai, hắn không lo được giữa bầu trời chậm rãi tại mở ra cổng sao rồi, hắn biết nếu như không nắm chặt ở cơ hội này lời nói, vậy hắn cùng Tô Nguyệt đám người liền rất có thể sẽ được ma đế giết chết. Cầm trong tay thanh vân kiếm Diệp Thần Phong. Hắn dưới bàn chân linh khí bạo phát, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại ma đế huyết thiên trước người. Mất đi một cái cánh tay trái huyết thiên, hắn trả rơi vào không dám đưa trong thư, hắn huyết thiên lại bị người cho chém đứt một cánh tay. Đối với cực kỳ tự kiêu huyết thiên tới nói, này làm cho hắn căn bản vô pháp tiếp thu, cho tới hắn chậm chạp không cách nào phản ứng lại. Diệp Thần Phong xuất hiện tại huyết thiên trước người, sau đó trong tay hắn thanh vân kiếm không chút do dự hướng về huyết thiên cổ tìm tới. Trong không khí kiếm khí phân tán, thanh vân kiếm còn chưa có tới huyết thiên cổ, trên cổ của hắn liền xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết máu. Mắt thấy thanh vân kiếm liền muốn xẹt qua huyết thiên cổ rồi. Thế nhưng, từ trôi nổi ở trên bầu trời cổng sao thượng, đột nhiên nhất cổ ánh sáng màu lam tỏa ra, khiến người ta có phần không mở mắt ra được. Này bôi ánh sáng màu lam trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cùng huyết thiên bao phủ ở trong đó. Được này bôi ánh sáng màu lam bao phủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác toàn thân không cách nào nhúc nhích, thanh vân kiếm ngừng lưu tại khoảng cách huyết thiên cái cổ 5 cm trái phải địa phương. Bất luận Diệp Thần Phong làm sao vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, thân thể của hắn trước sau không cách nào nhúc nhích mảy may. Huyết thiên cùng Diệp Thần Phong cảm thụ giống nhau như đúc. Hắn cũng cảm thấy thân thể của mình bị hạn chế ở, hắn rốt cục chưa bao giờ dám tin tưởng bên trong phục hồi tinh thần lại rồi. Nhìn xem cách mình cái cổ chỉ có 5 cm thanh vân kiếm, huyết thiên trong con ngươi một chút sợ hãi chợt lóe lên. Ở đây chỉ có Diệp Thần Phong cùng huyết thiên được ánh sáng màu lam bao phủ, còn lại không có bị bao phủ người, bọn hắn không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Tô Nguyệt đám người và bốn đại ma tướng nhìn xem không nhúc nhích Diệp Thần Phong cùng huyết thiên. Bọn hắn vừa vặn muốn áp dụng hành động thời điểm. Bao phủ lại Diệp Thần Phong cùng huyết thiên ánh sáng màu lam hướng về bốn phía bại tản ra ngoài đến. Này tán loạn ánh sáng màu lam tứ tán ở Tô Nguyệt bọn người trên thân. Tô Nguyệt đám người và bốn đại ma tướng đột nhiên không kịp chuẩn bị, bọn hắn căn bản không có tránh đi khả năng. Được những này tán loạn ánh sáng màu lam lan đến gần, sau đó Tô Nguyệt đám người và bốn đại ma tướng. Bọn hắn lập tức cảm giác thân thể của mình cũng không cách nào nhúc nhích. Mà ở ánh sáng màu lam hướng về bốn phía tán loạn trong nháy mắt. Diệp Thần Phong cùng ma đế huyết thiên nhưng trong nháy mắt khôi phục năng lực hoạt động. Đang khôi phục một chút sau, Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm tiếp tục hướng về ma đế huyết thiên cổ nhanh chóng vạch tới. Tại vừa nãy bừng tỉnh sau đó huyết thiên cũng đã sớm làm chuẩn bị, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thanh vân kiếm xẹt qua. Trong không khí tàn ảnh liên tục, huyết thiên nhanh chóng lùi về phía sau, bất quá, trên cổ của hắn vẫn là xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, máu tươi từ trên cổ hắn vết máu bên trong liên tục tràn ra. Huyết thiên tại tránh thoát chí mệnh nhất kiếm sau đó thân ảnh của hắn lập tức cùng Diệp Thần Phong tách rời ra một khoảng cách lớn, này làm cho Diệp Thần Phong không có nhân cơ hội công kích nữa khả năng. Huyết thiên cánh tay trái chỗ gãy chân. Tiên huyết còn tại hô hố chảy xuôi mà ra, hắn đã ngừng lại chỗ gãy chân tiên huyết, tay phải của hắn vuốt vết thương trên cổ, khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo lên. Cảm giác trong tay phải dính cộc cộc tiên huyết, hắn huyết dịch cả người đều tức giận phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Cầm trong tay thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn bỏ lỡ hai lần giết chết huyết thiên cơ hội. Bây giờ huyết thiên đã làm xong phòng bị, e sợ phải giải quyết huyết thiên liền không dễ dàng như vậy rồi. Diệp Thần Phong liếc nhìn không cách nào nhúc nhích Tô Nguyệt đám người và bốn đại ma tướng. Trong lòng của hắn đại khái đoán được một ít chuyện, vừa vặn bốn cái mở ra cổng sao chìa khóa là từ huyết thiên trong tay bay ra ngoài. Nói cách khác, cổng sao là huyết thiên mở ra.
Vừa vặn Việt kia ánh sáng màu lam yếu bao phủ người là Huyết Thiên, mà Diệp Thần Phong vừa vặn công kích Huyết Thiên, cho nên hắn cũng mới sẽ bị ánh sáng màu lam bao phủ đi vào. Hào quang màu xanh lam này đối tượng người không phải mở ra cổng sao, mà là những kia không có mở ra cổng sao người, tại cổng sao lái chậm chậm khải đoạn này trong quá trình, hẳn là chỉ có mở ra cổng sao người mới có thể tự do hành động, những người khác thân thể đều sẽ được tạm thời hạn chế trụ. Cũng may Diệp Thần Phong đánh bậy đánh bạ cũng bị ánh sáng màu lam cho bao phủ lại rồi, bằng không thân thể của hắn bị hạn chế ở, như vậy hắn chẳng phải là muốn mặc cho Huyết Thiên làm thịt sao. Mất đi một cái cánh tay trái, đầu suýt chút nữa đều bị Diệp Thần Phong cho cắt đi Huyết Thiên, trong lòng hắn hổ thẹn. Nhục là vô hạn lan tràn, trong cổ họng hắn thanh âm dường như gào thét dã thú, bên trong loại cảnh giới đó rồi, ta làm sao có thể sẽ chết trong tay ngươi thượng. Ngươi ít nằm mơ. Huyết Thiên cũng không còn vừa vặn đến Thiên Âm Thành lúc cái loại này bình tĩnh. Diệp Thần Phong biết không có thể chờ đợi Huyết Thiên chủ động công kích, bên trong thân thể của hắn Phượng Hoàng Áo Nghĩa, Kỳ Lân Áo Nghĩa cùng cấp 3 hỏa chi kiếm ý đồng thời vận chuyển. Thanh Vân kiếm được ngọn lửa màu đỏ cho bao trùm rồi, ở trong không khí ném ra một đạo màu lửa đỏ đường nét thần thú phá thiên. Ba con to lớn hỏa Phượng Hoàng cùng ba con to lớn hỏa Kỳ Lân, ở trong không khí đột nhiên ngưng tụ, chu vi nhiệt độ mãnh liệt kéo lên, chúng nó nhanh chóng hướng về Huyết Thiên lao nhanh mà đi. Huyết Thiên trong cơ thể linh khí đã sớm sôi trào, bàn tay phải bỗng nhiên đánh ra, nhất cổ lửa nóng từ bàn tay hắn bên trong tuôn ra, hỏa vân bạo. Tại Huyết Thiên đánh ra bàn tay phải thời điểm, nhiệt độ chung quanh leo lên càng thêm kịch liệt rồi. Trong không khí bốc hơi vô số nhiệt khí. Từng mảng thiêu đốt màu đỏ rực đám mây ở trong không khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó từng luồng cực hạn lửa nóng sức mạnh. Huyết Thiên cánh tay run lên. Từng mảng thiêu đốt màu đỏ rực đám mây, hướng về phía trước nhanh chóng tung bay đi rồi. Oanh, 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 tiếng nổ lớn tràn ngập ở trong thiên địa. Từng mảng to lớn màu đỏ rực đám mây cùng hỏa Phượng Hoàng, hỏa Kỳ Lân tiếp xúc trong nháy mắt, này từng mảng màu đỏ rực đám mây lập tức nổ tung ra. Trong không khí là sóng nhiệt cuồn cuộn. Diệp Thần Phong thần thú phá thiên cùng Huyết Thiên hỏa vân bạo triệt tiêu lẫn nhau rồi. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Chính lúc hắn yếu công kích lần nữa thời điểm, Huyết Thiên lại so với hắn nhanh một bước. Huyết Thiên ngón trỏ tay phải hướng về Diệp Thần Phong chỉ ra, hắn trên ngón trỏ ánh sáng màu đen tốc biến, vô tận quỷ chỉ. Khí tức âm trầm không ngừng ở trong không khí sinh sôi. Trong không khí phảng phất còn có gào khóc thảm thiết thanh âm. Rậm rạp chằng chịt ngón tay màu đen hư ảnh hiện lên ở Huyết Thiên trước mặt, những này ngón tay hư ảnh tại hiện lên trong nháy mắt. Như thủy triều hướng về Diệp Thần Phong dâng tới. Hơn nữa những này ngón tay hư ảnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sắp đến rồi để Diệp Thần Phong không kịp né tránh. Diệp Thần Phong chỉ có thể lập tức nhấc lên linh khí phòng ngự. Xì xì, xì xì, xì xì, xì xì, xì xì. Nhưng là Diệp Thần Phong cánh tay, bắp đùi cùng ngực các loại tất cả vẫn bị ngón tay hư ảnh cho xuyên thấu. Tại thân thể không ngừng được xuyên thấu trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức lại thi triển lần thứ hai là bất tử kim thân, được ngón tay hư ảnh xuyên thấu địa phương, lại tại bất tử kim thân ảnh hưởng khôi phục nhanh chóng. Đang sử dụng xong lần đầu tiên vô tận quỷ chỉ sau, Huyết Thiên lại lập tức thi triển lần thứ hai vô tận quỷ chỉ, rậm rạp chằng chịt ngón tay màu đen hư ảnh lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong bảo. Bắn tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần. Trên đất huyền giới không ai có thể chiến thắng ta Huyết Thiên. Ngươi cho ta an tâm đi gặp Diêm Vương ra đi. Ngươi cho ta chậm chậm thưởng thức loại này thân thể không ngừng được xuyên thấu tư vị đi. Huyết Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong thân thể được ngón tay hư ảnh xuyên thấu, trong lòng của hắn liền có một loại sảng khoái cảm giác. Huyết Thiên một lần lại một lần thi triển vô tận quỷ chỉ. Diệp Thần Phong một lần lại một lần thi triển bất tử kim thân khôi phục. Nơi xa không cách nào nhúc nhích Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người. Trong lòng bọn họ đều sinh ra không đành lòng, tuy nói Diệp Thần Phong đang không ngừng khôi phục, nhưng bọn họ đều suy đoán loại này khôi phục không cách nào một mực kéo dài, Diệp Thần Phong hoàn toàn là một phương diện đang bị Huyết Thiên dằn vặt. Tại Diệp Thần Phong thi triển 4 lần là bất tử kim thân sau đó thân thể của hắn không ngừng bị phá hỏng, sau đó lại khôi phục. Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể hắn chiến vương cường thân quyết tự mình vận chuyển.
Như vậy liên tục bị thương lại khôi phục, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể chiến vương cường thân quyết có đột phá dấu hiệu rồi. Nguyên bản Diệp Thần Phong chiến vương cường thân quyết một mực nằm ở tầng thứ hai, bên trong thân thể của hắn gân mạch đang nhanh chóng mở rộng, thân thể của hắn cường độ cũng đang tăng thêm. Một cái nào đó trong nháy mắt, Diệp Thần Phong phát hiện mình đột phá tầng thứ hai, khóa nhập chiến vương cường thân quyết tầng thứ ba. Cơ thể hắn cường độ vốn là tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Thế nhưng, tại bước vào chiến vương cường thân quyết tầng thứ ba sau, nhục thân cường độ một đường hát vang tiến mạnh. Trong nháy mắt đã tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà, nhục thân cường độ chả không có đình chỉ dâng lên. Cuối cùng trực tiếp đột phá niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cơ thể hắn cường độ đã tới trong truyền thuyết loại cảnh giới đó. Này chiến vương cường thân quyết tổng cộng chia làm vì 5 tầng. Vừa đến 5 tầng đều là không ngừng cường hóa nhục thân. Nhưng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 3, liền có thể từ đó lĩnh ngộ một chiêu tên là chiến vương nộ chiêu thức. Chiến vương nộ có thể theo chiến ý tăng lên càng chiến càng hăng, có thể nói chiến vương nộ một chiêu này là gặp mạnh thì mạnh, gặp nhược thì yếu. Tại nhục thân cường độ đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó sau đó Diệp Thần Phong vết thương trên người khôi phục càng nhanh hơn rồi. Bởi Diệp Thần Phong nhục thân cường độ là biến hóa trên người. Huyết thiên là căn bản cảm giác không ra được, sự kiên nhẫn của hắn đang chậm rãi được làm hao mòn sạch sẽ, vô tận quỷ chỉ. Huyết thiên tay phải ngón trỏ thậm chí ngay cả tiếp theo điểm ra hai lần, này bằng với là đem hai lần vô tận quỷ chỉ trong nháy mắt triển khai ra. Huyết thiên giữ tợn quát lên, người tốc độ khôi phục có hạn, trải qua vừa vặn quan sát, ta đây thuấn phát hai lần vô tận quỷ chỉ, là có thể cho ngươi không kịp khôi phục, cho ngươi lập tức đi gặp Diêm Vương gia. Ta nghĩ chỉ cần ngươi vừa đứt khí, ngươi nên không thể khôi phục chứ. Phô thiên cái địa ngón tay màu đen hư ảnh hướng về Diệp Thần Phong mãnh liệt mà tới. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người hàm răng cắn chặt môi, cảm thụ cái kia phô thiên cái địa ngón tay hư ảnh. Tô Nguyệt biết, coi như là người đối mặt công kích như vậy, e sợ người cũng sẽ lập tức mất mạng. Hơn nữa người cũng quan sát qua, máu này thiên tuấn phát hai lần vô tận quỷ chỉ, gần như có thể để Diệp Thần Phong lập tức bị mất mạng. Căn bản sẽ không để Diệp Thần Phong có cơ hội khôi phục rồi. Diệp Thần Phong đối mặt cái kia phô thiên cái địa ngón tay hư ảnh, hắn là đến không kịp né tránh rồi, nếu không cách nào tránh né, như vậy liền chỉ có thể tiếp được rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến vương cường thân quyết vận chuyển, hai vai đột nhiên run lên, chiến vương nộ. Khóa nhập chiến vương cường thân quyết tầng thứ ba, hắn đương nhiên yếu thi triển chiến vương nổi giận. Hắn ngược lại muốn xem này chiến vương nộ hội có cỡ nào cường hãn. Chương 1802, phá giết ma ấn. Tiểu, tạp, loại, không nên tại sắp chết vùng vẫy, đi chết đi cho ta. Đi chết đi cho ta. Huyết thiên nhìn xem phô thiên cái địa ngón tay hư ảnh, khoảng cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần. Hắn giống đến sắc mặt vi vi đỏ lên, nhìn thấy tay trái mình cánh tay địa phương trống rỗng, lửa giận của hắn liền ở ngực không ngừng tích lũy. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân các loại Diệp Minh bên trong cường giả, bọn hắn đều không đành lòng nhìn xem Diệp Thần Phong bị vô số ngón tay hư ảnh xuyên thấu mà chết, nhưng ánh mắt của bọn họ lại không nghĩ rời đi, trong lòng bọn họ có như vậy từng tia một chờ mong lấy có thể có kỳ tích xuất hiện. Huyết Thiên hướng về phía Tô Nguyệt đám người hung tàn cười cười, làm sao? Các ngươi còn đang chờ đợi phát sinh kỳ tích, không thể nào, hắn chắc chắn phải chết rồi. Diệp Thần Phong đang sử dụng xuất chiến vương nộ sau. Hắn trong nháy mắt cảm giác cơ thể của mình lại trở nên cường hãn một ít, hơn nữa bên trong thân thể thật khí thế cũng đi lên kéo lên rất nhiều, bên trong thân thể của hắn linh khí liên tục phun trào, tại quanh thân hắn tạo thành một tầng phòng hộ, lần sau hắn cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị lần nữa thi triển bất tử kim thân. Bây giờ Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi. Hắn biết huyết thiên thuấn phát hai lần vô tận quỷ chỉ là không thể nào muốn tánh mạng của hắn, dù như thế nào hắn đều cũng có thời gian thi triển bất tử kim thân. Phô thiên cái địa ngón tay hư ảnh đột nhiên mà tới. Cái này từng đạo nhanh chóng mà lại khủng bố ngón tay màu đen hư ảnh hướng đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Xì xì, xì xì, xì xì, thanh âm vẫn cứ đang vang lên. Thế nhưng... cái này từng đạo ngón tay màu đen hư ảnh căn bản xuyên thấu không được Diệp Thần Phong thân thể, chỉ là phá tan rồi hắn mặt ngoài da thịt, căn bản không đả thương được trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ rồi. Diệp Thần Phong tối đa chỉ là bị thương ngoài da,
thậm chí ngay cả một tia một hào nội thương cũng không có chịu đến. Nhục thân đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó. Hơn nữa thì triển chiến vương nộ, Diệp Thần Phong không nghĩ tới hiệu quả sẽ nhiều như thế tốt. Thân ảnh của hắn trực tiếp đón nhận rậm rạp chằng chịt ngón tay màu đen hư ảnh, hắn nơi tay chỉ hư ảnh bên trong mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền thoát khỏi cái kia rậm rạp chằng chịt ngón tay màu đen hư ảnh. Tuy rằng Diệp Thần Phong trên người nhưng vẫn là máu me đầm đìa, dáng dấp nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng là tinh thần của hắn cũng rất tốt. Cầm trong tay thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn nhìn thẳng huyết thiên, cười lạnh nói ta chắc chắn phải chết. Người đủ tư cách giết chết ta sao? Coi như là Diêm Vương cũng không dám thu ta Diệp Thần Phong mệnh, huống hồ là ngươi huyết thiên rồi. Chỉ còn dư lại một cánh tay phải cánh tay huyết thiên, tại vừa vặn phô thiên cái địa ngón tay hư ảnh không cách nào xuyên thấu Diệp Thần Phong thân thể lúc, hắn liền trong nháy mắt lâm vào cực độ trong khiếp sợ, hắn phi thường rõ ràng chính mình thuấn phát hai lần vô tận quỷ chỉ power. Hơn nữa, trải qua vừa vặn chiến đấu, huyết thiên cũng biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu cùng đại khái nhục thân cường độ, hắn thuấn phát hai lần vô tận quỷ chỉ không thể không cách nào xuyên thấu Diệp Thần Phong thân thể. Chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn như vậy, cơ thể hắn cường độ đang không ngừng tăng vọt. Này Diệp Thần Phong đến cùng là quái thai gì? Nơi xa không cách nào nhúc nhích Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn trong con ngươi lóe lên đặc sắc ánh sáng, Diệp Thần Phong thật sự lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Diệp Thần Phong đích thực tại huyết thiên trong tay còn sống. Vừa nãy bởi vì ngây người, huyết thiên đầu suýt chút nữa được Diệp Thần Phong cắt đi một lần rồi, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Tuy nói nội tâm khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là thứ nhất tỉnh táo lại. Huyết thiên trong con ngươi lóe lên âm trầm ánh sáng, hắn cười gằn nói tiểu. Tạp, loại, ngươi sống sót cũng tốt, ngươi đã muốn chết càng thêm thống khổ. Như vậy ta há có lý do không thành toàn ngươi? Cho dù cơ thể ngươi cường độ dâng lên thì đã có sao? Thực lực của ngươi còn tại niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, tốc độ của ngươi cùng sức mạnh cũng không bằng ta. Ngươi làm sao chiến thắng ta? Ta liền cho ngươi tới xem một chút ta và ngươi ở giữa chênh lệch, ngươi chặt bỏ ta một cái cánh tay trái. Như vậy ta trước đem hai ngươi cánh tay đều lôi kéo xuống. Dứt tiếng thời khắc. Huyết thiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, Diệp Thần Phong trong tay nắm chặt thanh vân kiếm. Xa xa Tô Nguyệt đám người chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bên trái không khí đột nhiên sản sinh một cơn chấn động. Huyết thiên thân ảnh đột nhiên tốc biến. Mãnh liệt một trường hướng về Diệp Thần Phong ngực đập tới. Khi tiến vào chiến vương giận trong trạng thái sau, Diệp Thần Phong phát hiện hắn khắp mọi mặt năng lực đều đang chậm chậm không ngừng trở nên mạnh mẽ. Năng lực phản ứng đương nhiên cũng là như thế rồi. Diệp Thần Phong bóng người sau này đột nhiên lùi lại, tuy rằng lùi quá vội vàng, suýt chút nữa không có đứng vững, nhưng hắn vẫn là hiểm mà lại hiểm tránh qua huyết thiên một trường này. Huyết thiên thân ảnh lần thứ hai áp sát, Diệp Thần Phong lần thứ hai chật vật né tránh. Huyết thiên không ngừng công kích. Diệp Thần Phong không ngừng tránh né. Theo thời gian trôi đi, khởi điểm Diệp Thần Phong tránh né động tác cực kỳ khó coi. Thậm chí khiến người ta cười, hắn đều là ở trong lúc vội vã né tránh huyết thiên công kích. Thế nhưng, sau đó từ từ Diệp Thần Phong tránh né tốc độ đang thay đổi nhanh, động tác của hắn cũng không lại khó coi như vậy cùng chật vật rồi. Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể chiến ý đang nhanh chóng tăng lên. Theo, trong cơ thể chiến ý tăng lên, Diệp Thần Phong cảm giác được tốc độ của hắn và khí thế cũng đang chậm rãi tăng lên, xem ra những thứ này đều là chiến vương nộ mang đến. Huyết thiên thấy Diệp Thần Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng của hắn khiếp sợ cũng càng phát nồng nặc, này Diệp Thần Phong thật sự là thật là quỷ dị, hắn không thể tại kéo dài thêm rồi, lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn yếu lôi kéo dưới Diệp Thần Phong hai cánh tay, này làm khó khăn, khi hắn muốn phải tiếp tục thi triển chiến kỹ kết thúc này chàng thời điểm chiến đấu. Diệp Thần Phong dĩ nhiên không lại lựa chọn tránh né, thân ảnh của hắn chủ động đón nhận huyết thiên, bên trong thân thể của hắn chiến ý dâng trào. Khí thế trên người không ngừng tại kéo lên, giống như một tôn giống như chiến thần. Diệp Thần Phong tay phải biến trưởng thành quyền, mãnh liệt nắm đấm phảng phất có thể phá tan sơn nhạc, tại nắm đấm phải của hắn thượng tràn đầy chiến ý. Huyết thiên thấy Diệp Thần Phong đột nhiên vung quyền, hắn không kịp thi triển chiến kỹ rồi, hắn phẫn nộ quát tiểu. Tạp, loại,
cho rằng có thể né tránh công kích của ta, ngươi liền có cùng ta đang đối mặt chiến tư cách sao? Ngươi muốn chết? Huyết Thiên trong cơ thể khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Diệp Thần Phong thực lực một mực đều không nhắc tới thăng, tuy rằng Huyết Thiên không rõ ràng tại sao Diệp Thần Phong tốc độ một mực tại tăng nhanh, nhưng hắn không tin Diệp Thần Phong sức mạnh cũng đang không ngừng tăng cường. Huyết Thiên nắm tay phải vậy đột nhiên oanh ra. Kết quả nhất định phải để Huyết Thiên thất vọng rồi. Một tiếng. Diệp Thần Phong cùng Huyết Thiên từng người lui về phía sau ba bước, hai người dĩ nhiên về mặt sức mạnh bất phân cao thấp. Phải biết một quyền này Huyết Thiên xứ ra cực hạn toàn lực, mà Diệp Thần Phong cũng sử dụng cực hạn toàn lực. Rõ ràng vừa nãy Huyết Thiên xử xuất toàn lực oanh kích Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong chỉ có thừa nhận phần, cuối cùng trực tiếp được Huyết Thiên đánh bay ra ngoài. Nhưng bây giờ Diệp Thần Phong về mặt sức mạnh cùng Huyết Thiên bất phân cao thấp. Huyết Thiên cảm giác tay phải của mình cánh tay tê dại một hồi, nội tâm của hắn nổi lên sóng biển ngập trời, này Diệp Thần Phong đến cùng là quái vật nào? Mà xa xa Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn đã từ lâu là nhìn trợn mắt hốc mồm. Từ vừa vặn Diệp Thần Phong cực kỳ chật vật tránh né Huyết Thiên một lần lại một lần công kích, lại tới Diệp Thần Phong tốc độ không ngừng tăng lên, có thể xinh đẹp né tránh Huyết Thiên công kích, cuối cùng lại cho tới bây giờ Diệp Thần Phong cùng Huyết Thiên toàn lực đối oanh, sức mạnh của hai người dĩ nhiên phân không ra thắng bại đến. Tại Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân trong mắt, Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Huyết Thiên trong miệng hàm răng thật chặt cắn, hắn dường như muốn đem chính mình hết thảy hàm răng đều cắn nát bình thường. Hắn Huyết Thiên thực lực đã bước vào trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi, mà Diệp Thần Phong rõ ràng chỉ có niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn Huyết Thiên làm sao có thể sẽ bại bởi Diệp Thần Phong. Ma đế Huyết Thiên con ngươi ngưng lại. Bàn tay phải của hắn nhanh chóng trở mình chuyển động. Theo, bàn tay phải của hắn chuyển động, bên trong thân thể của hắn ma khí nồng nặc không ngừng tràn ra tới. Đen như mực ma khí trong nháy mắt đem Huyết Thiên cho bao phủ ở trong đó. Huyết Thiên trong cơ thể linh khí mãnh liệt sôi trào, bàn tay phải của hắn nhanh chóng đánh ra, phá giết ma ấn. Lúc này ta xem ngươi làm sao chống lại của ta một chiêu này. Phá giết ma ấn hội tiêu hao Huyết Thiên trong cơ thể phần lớn linh khí, cho nên hắn mới một mực không có thi triển. Tại bàn tay phải đánh ra trong nháy mắt, Huyết Thiên trước mặt không khí trở nên cuồng bạo lên, mạnh mẽ phong tướng trên mặt đất cát đá thổi tới giữa không trung. Huyết Thiên chu vi mặt đất dồn dập nổ tung. Một con lớn vô cùng bàn tay màu đen ấn ở trong không khí ngưng tụ mà thành. Con này bàn tay màu đen in lại tràn ngập uy nghiêm đáng sợ ma khí. Toàn bộ bàn tay màu đen ấn đang ngưng tụ mà thành thời điểm, lập tức hướng về Diệp Thần Phong đập tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1803, Mệnh trời tuyệt sát. Trong không khí kích động mãnh liệt áp bức, hướng về Diệp Thần Phong vỗ tới to lớn bàn tay màu đen ấn, dường như mở ra cái miệng lớn như chậu máu yêu thú, phải đem Diệp Thần Phong một cái cắn nuốt. Tại đây to lớn bàn tay màu đen ấn trước, Diệp Thần Phong thân thể có vẻ thập phần nhỏ bé. Phàm là bàn tay màu đen ấn chỗ kinh chi địa, trên mặt đất nổ tung từng đạo rộng lớn vết rách. Không khí rất có vặn vẹo, bàn tay màu đen in lại uy nghiêm đáng sợ ma khí, phảng phất khiến người ta cảm thấy ở trong địa ngục bình thường. Cự đại thủ trưởng ấn vẫn không có triệt để tới gần. Diệp Thần Phong liền cảm giác dưới chân yếu đứng không yên, thân thể của hắn hơi rung nhẹ. Hắn bên người hòn đá toàn bộ bay đến giữa không trung, cảm thụ to lớn bàn tay màu đen ấn bên trong khủng bố uy năng, Diệp Thần Phong biết muốn phá vỡ một chiêu này, trừ phi là lôi đình giết, nhưng hắn căn bản không kịp thi triển lôi đình giết. Sát theo đó, Diệp Thần Phong trong đầu toát ra long thần phiên thiên ấn một chiêu này, lần trước hắn tại huyễn cảnh rừng rậm trước thời điểm, hắn miễn cưỡng thi triển một lần long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn. Thi triển long thần phiên thiên ấn tốc độ muốn so lôi đình giết nhanh hơn rất nhiều, nhưng lần trước miễn cưỡng thi triển ra long thần phiên thiên ấn, khả năng vẫn là không cách nào ngăn trở này phá giết ma ấn, trừ phi là đem hoàn chỉnh long thần phiên thiên ấn triển khai ra. Hiện tại Diệp Thần Phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Xa xa Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, sắc mặt của bọn họ lần thứ hai kịch biến, nguyên bản bọn hắn cho là có chuyển cơ. Nhưng ma đế một chiêu này phá giết ma ấn thật sự là quá kinh khủng. Thân thể của bọn họ tuy rằng hạn chế trụ rồi,
nhưng trong miệng vẫn có thể nói chuyện. Tô Nguyệt nói ra, lẽ nào chúng ta thật sự yếu toàn bộ chết ở huyết thiên trên tay sao? Đồng dạng không cách nào nhúc nhích bốn đại ma tướng, bọn hắn cung kính nhìn xem ma đế huyết thiên. Huyết thiên trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, hắn cơ hồ đã có thể nhìn thấy. Diệp Thần Phong bị hắn phá giết ma ấn đập thành huyết vụ rồi. Tại to lớn bàn tay màu đen ấn không ngừng áp sát thời điểm, Diệp Thần Phong bàn tay phải kết ấn. Trong không khí lập tức trưởng ấn liên tục. Huyết thiên thấy thế, hắn quát lên, ngươi còn muốn chặn ở của ta phá giết ma ấn. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Diệp Thần Phong đối huyết thiên lời nói phỏng theo như không nghe thấy. Hắn bàn tay phải xoay chuyển tốc độ càng thêm nhanh, ở trong không khí là ngay cả liên kết ấn. Trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng được rút đi. Khi tiến vào chiến vương nộ vào loại trạng thái này sau, Diệp Thần Phong cảm giác lần này thi triển long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn, thật giống yếu so với lần trước thi triển cảm giác thông thuận không ít. Diệp Thần Phong trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo lên, mồ hôi trên trán như nấm mọc sau mưa măng bốc lên, tại bàn tay phải của hắn thượng đột nhiên có một cổ kinh khủng uy năng chở mình vọt lên. Diệp Thần Phong bàn tay phải đột nhiên trở nên trầm trọng vạn phần, hắn dùng hết toàn lực đưa bàn tay vỗ ra. Oanh, một tiếng. Long thần phiên thiên ấn, một ấn nhưng phiên hải. Diệp Thần Phong trước mặt không gian tạo nên từng đợt gợn sóng, giống như là phù động nước biển bình thường. Một con to lớn bàn tay màu trắng khác ở Diệp Thần Phong trước mặt ngưng tụ mà thành. Tại bàn tay màu trắng ấn ngưng tụ thành hình trong nháy mắt. Không gian tạo nên gợn sóng càng ngày càng lợi hại rồi. Một tầng hướng về bốn phía liên tục khuếch tán, cuối cùng không gian chung quanh đều giống như sôi trào lên, phảng phất là bốc lên lên nước biển. Bàn tay màu trắng ấn hướng về bàn tay màu đen ấn ầm ầm mà tới. Hai đạo dấu bàn tay đụng vào trong nháy mắt. Ầm, một tiếng. Không gian chung quanh phảng phất đều nổ tung ra, huyết thiên bàn tay màu đen ấn đột nhiên biến mất, mà bàn tay màu trắng ấn lại vẫn không có tiêu tan. To lớn bàn tay màu trắng ấn tiếp tục hướng về huyết thiên vỗ tới. Huyết thiên căn bản không có đến hội là kết quả như thế, hắn miệng quát, không thể. Đây tuyệt đối không thể. Oanh, một tiếng. Màu trắng cự đại thủ trưởng do trên hướng xuống vỗ vào huyết thiên trên người, trực tiếp đem huyết thiên đánh vào trong lòng đất. Diệp Thần Phong lúc này là thi triển ra hoàn chỉnh long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn. Đang sử dụng xong này đệ nhất ấn sau. Hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, bên trong thân thể của hắn linh khí tiêu hao nghiêm trọng, hắn cảm giác hắn đã thoát ly chiến vương giận trạng thái. Xem ra chiến vương nộ cũng là có thời gian hạn chế. Bây giờ Diệp Thần Phong đại khái có thể tại chiến vương nộ trạng thái như thế này trong, duy trì khoảng 15 phút thời gian. Thiên âm thành phế tích bên trong một mảnh yên tĩnh. Tô Băng Vân tại huyễn cảnh rừng rậm trước, người gặp Diệp Thần Phong thi triển này đệ nhất ấn, bất quá. Lúc trước này đệ nhất ấn power, xa còn lâu mới có thể cùng hiện tại so sánh, cho nên nàng vừa vặn hầu như cũng cho rằng Diệp Thần Phong có thể phải chết ở huyết thiên trong tay. Tô Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp lóe lên khác thường ánh sáng. Người không nghĩ tới Diệp Thần Phong không chỉ chống lại rồi huyết thiên này cường hãn một đòn, hơn nữa còn đem huyết thiên đánh vào dưới mặt đất. Mà bốn đại ma tướng mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn hắn nhìn chằm chằm huyết thiên vị trí. Linh khí rất có tiêu hao Diệp Thần Phong, hắn biết mình không thể chờ đợi. Hắn tại nuốt mấy viên bổ linh đan sau đó hắn muốn thừa cơ hội này giải quyết triệt để huyết thiên. Nhưng mà, một tiếng, huyết thiên trực tiếp từ trong lòng đất vọt ra. Chỉ thấy huyết thiên nửa người trên quần áo biến thành cho tàn, tại trên người hắn che kín từng cái vết máu, khóe miệng của hắn cũng tràn ra tiên huyết đến, sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Huyết thiên ngực không ngừng phập phồng, đang đối mặt chiến được Diệp Thần Phong dồn đến mức độ như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, cảm thụ trên người đau đớn kịch liệt, hắn trong con ngươi tràn ngập màu đỏ. Huyết thiên nổi giận nói tiểu, tạp, loại, đây là mày bức tao đấy, ta huyết thiên mới là địa huyền giới vương người, ta huyết thiên mới có thống nhất địa huyền giới tư cách. Huyết thiên sắc mặt dữ tợn dường như lệ quỷ. Nguyên bản đang sử dụng phá giết ma ấn sau. Huyết thiên trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, mà hắn xuất hiện ở trong người linh khí nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng, thao thiên ma khí từ trên người hắn phóng lên trời. Huyết thiên trên người khí thế tại không ngừng mà dâng lên,
trên người hắn từng cái vết máu đang không ngừng mở rộng, hắn không có đi để ý tới từ mở rộng vết máu bên trong chảy ra tiên huyết, trong cơ thể hắn có nhất cổ cực hạn sức mạnh yếu bạo phát, mệnh trời tuyệt sát. Huyết thiên bên trong thân thể linh khí căng vọt, khí thế của hắn hoàn toàn khóa nhập một cái cảnh giới mới, phảng phất giơ tay cử túc giữa đều có hủy diệt núi đổi uy năng. Mệnh trời này tuyệt sát chính là một loại cấm thuật. Một khi thi triển mệnh trời tuyệt sát, tuy nói thực lực hội tạm thời tăng vọt, thế nhưng mệnh trời giết tuyệt hiệu quả đi qua đó, hắn di chứng về sau cũng là cực kỳ to lớn, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng căn cơ, có lẽ cả đời thực lực cũng không còn cách nào đột phá. Xem ra máu này trời cũng là bị dồn vào đường cụt rồi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thi triển mệnh trời giết tuyệt. Đang sử dụng mệnh trời tuyệt sát sau đó khí thế hoàn toàn thay đổi huyết thiên, hắn không có lại bất kỳ nhiều lời. Bàn tay phải linh khí trong nháy mắt sôi trào lên, nhất cổ lửa nóng từ trong bàn tay hiện lên, hướng về Diệp Thần Phong đánh ra, hỏa vân bạo. Một chiêu này vừa vặn huyết trời đã từng dùng tới rồi. Nhưng, tại bây giờ khí thế thượng đã tăng tới một cái giai đoạn mới sau, ở trong không khí ngưng tụ mà thành từng mảng thiêu đốt màu đỏ rực đám mây, trở nên càng thêm cự đại rồi, hơn nữa trong đó lửa nóng uy năng càng thêm kinh khủng. Này từng mảng thiêu đốt màu đỏ rực đám mây lập tức đem Diệp Thần Phong súng lại, chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền đem Diệp Thần Phong thôn phệ ở trong đó. Oanh, 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 tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Theo từng mảng to lớn màu đỏ rực đám mây tại Diệp Thần Phong trên người nổ tung. Diệp Thần Phong lập tức trở nên máu thịt be bét, bất quá, tại màu đỏ rực đám mây không có nổ tung trước, hắn liền ở trong người bắt đầu vận chuyển thần huyết đã quyết. Kèm theo màu đỏ rực đám mây nổ tung, Diệp Thần Phong trong cơ thể một lần lại một lần thi triển bất tử kim thân. Nếu như đợi được những này màu đỏ rực đám mây nổ tung xong, Diệp Thần Phong lại triển khai bất tử kim thân lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi. Diệp Thần Phong liều mạng không ngừng dùng tới bất tử kim thân. Nguyên bản tốc độ khôi phục theo không kịp, cũng may tối ngàn cân treo sợi tóc, Lão Bạch cùng Lão Hắc truyền đưa cho Diệp Thần Phong một phần sức mạnh, để Diệp Thần Phong tốc độ khôi phục có thể đuổi tới. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đã thi triển xong một lần cuối cùng là bất tử kim thân. Từng mảng màu đỏ rực đám mây nổ tung uy năng cũng cơ bản tiêu hao hết. Oanh, cuối cùng một tiếng nổ tung. Máu thịt be bét Diệp Thần Phong, thân thể hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, thân ở trên đều che kín vết thương, mũi cùng trong miệng khí tức bắt đầu đứt quãng lên. Huyết thiên thấy Diệp Thần Phong tại hỏa vân nổ cho dưới chả có thể sống sót, hắn trong con ngươi tránh qua kinh hãi ánh sáng, phải biết thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn bất đồng, chống trơn là hỏa vân bạo thì có thể muốn Diệp Thần Phong tính mạng. Huyết thiên âm thanh khàn giọng quát, ngươi không chết cũng được, ta cũng có thể thực hiện lời hứa của ta rồi. Đem ngươi hai cánh tay cho lôi kéo xuống. Chương 1804, Lão Bạch cùng Lão Hắc ra tay. Ngã vào phế tích bên trên Diệp Thần Phong. 9 lần là bất tử kim thân toàn bộ thi triển xong rồi, ở trong cơ thể hắn thần huyết không khôi phục dưới tình huống, hắn không cách nào nữa thi triển bất tử kim thân. Tiên huyết không ngừng từ Diệp Thần Phong trong vết thương chảy ra đến, cả người hắn đều bị tiên huyết bao trùm lại rồi, thân thể của hắn vi vi co quắp. Bên trong thân thể cũng lại khiến không ra bất kỳ một tia sức mạnh, trong lỗ mũi khí tức đang nhanh chóng yếu bớt bên trong. Thi triển mệnh trời giết tuyệt huyết thiên, hắn khí thế trên người vô cùng mãnh liệt, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất thượng kéo dài hơi tàn Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ Diệp Thần Phong thật khí thế đúng là tiêu tán, hắn biết Diệp Thần Phong không cách nào để cho thân thể lần thứ hai khôi phục, hắn cũng có thể khẳng định Diệp Thần Phong đã không có chiêu sau. Chỉ còn dư lại một cánh tay phải cánh tay huyết thiên, hắn từng bước hướng về Diệp Thần Phong đi đến, mỗi bước ra một bước, bị hắn đạp ở dưới bàn chân hòn đá liền sẽ trong nháy mắt nát tan. Tại khoảng cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần sau đó huyết thiên khóe miệng nụ cười dữ tợn cũng càng ngày càng thịnh vượng, hắn đối Diệp Thần Phong hận ý ngập trời, hắn một cái cánh tay trái là bị Diệp Thần Phong chặt đi xuống, hắn sở dĩ thi triển mệnh trời tuyệt sát. Này cũng đều là Diệp Thần Phong chỗ bức bách, này rất có thể khiến hắn sau này thực lực không cách nào nữa đột phá mảy may rồi. Đây đối với theo đuổi thực lực huyết thiên tới nói, quả thực là so với chết còn muốn thống khổ. Huyết thiên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn chân phải giẫm tại Diệp Thần Phong trên ngực. Chân phải chỉ là hơi dùng lực một chút.
Răng rác, răng rác, răng rác. Diệp Thần Phong ngực liền vang lên dày đặc tiếng xương gãy, từng ngụm máu tươi từ miệng hắn bên trong phun ra tung tóe. Hắn trong lỗ mũi khí tức như có như không rồi, trong đầu ý thức cũng đang nhanh chóng biến mất. Huyết Thiên cười tàn nhẫn nói tiểu, xúc, sinh, ngươi cho ta tại đứng lên a hát, ngươi không phải là muốn chiến thắng ta sao? Ngươi không phải là muốn giết chết ta sao? Ngươi có tư cách này sao? Huyết Thiên chân phải lại giẫm tại Diệp Thần Phong hai đầu trên cánh tay, hắn trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong hai cánh tay bên trong xương toàn bộ đạp vỡ. Huyết Thiên khuôn mặt lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Nói ra, đem ngươi cánh tay xương giẫm nát tan chỉ là bước thứ nhất, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cho ta tắt thở, ta còn muốn đem ngươi hai cánh tay cho lôi kéo xuống. Cho ngươi cũng nếm thử mất đi cánh tay tư vị. Huyết Thiên trên người khí thế bàng bạc một mực áp bức tại Diệp Thần Phong trên người, Diệp Thần Phong mỗi một giây đồng hồ đều nằm ở cực hạn trong thống khổ. Nơi xa không cách nào nhúc nhích Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người. Bọn hắn nhìn thấy Huyết Thiên đạp vỡ Diệp Thần Phong ngực xương, đạp vỡ Diệp Thần Phong hai cánh tay bên trong xương, thân thể bọn họ bên trong lửa giận cũng không ngừng đi lên tháo chạy, nhưng bọn họ hiện tại động một cái cũng không làm được, trong con ngươi của bọn họ là huyết hồng một mảnh. Tô Nguyệt cực kỳ cô đơn tự nói một tiếng, xem ra thật sự yếu kết thúc. Một đám Diệp Minh cường giả, bọn hắn cũng từng cái trầm mặc không nói, Tả Đức Nguyên này một ít cùng Diệp Thần Phong quan hệ khá tốt người, thân thể bọn họ bên trong lửa giận đều phải nổ tung ra rồi. Nhưng bọn họ vẫn là không giúp được Diệp Thần Phong bất kỳ một điểm bận bịu, liền ngay cả để Diệp Thần Phong chết đau nhức mau một chút cũng không làm được. Bốn đại ma tướng nhìn thấy cuộc chiến đấu này rốt cuộc yếu hạ màn rồi. Bốn người bọn họ trong lòng cũng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần Phong có thể lập tức trốn hỗn độn trong chiếc nhẫn, cần phải khiến hắn bỏ xuống Tô Nguyệt đám người không quan tâm, hắn vẫn là không làm được. Tại ngực xương cùng hai cánh tay bên trong xương toàn bộ được giẫm nát tan thời điểm, Diệp Thần Phong trong đầu cũng đã sớm vang lên Lão Bạch cùng Lão Hắc thanh âm. Tiểu gia hỏa, xem ra chỉ có thể do chúng ta tới giúp ngươi một tay rồi, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng lập tức nói ra, tiểu tử, ta cùng Lão Bạch chỉ là một sợi tàn hồn, chúng ta có sức mạnh cũng có giới hạn. Chúng ta tại đem một phần lực lượng tạm thời cho ngươi mượn, sau đó chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trong giấc ngủ say. Huyết Thiên tại đem Diệp Thần Phong hai cánh tay bên trong xương toàn bộ giẫm nát tan sau đó chính lúc hắn muốn dùng tay phải trói lại Diệp Thần Phong cổ. Thanh Diệp Thần Phong từ trên mặt đất nhắc tới. Sau đó lôi kéo mất Diệp Thần Phong cánh tay lúc. Huyết Thiên tay phải vẫn không có trói lại Diệp Thần Phong cổ. Diệp Thần Phong trong cơ thể lao ra khỏi nhất cổ lực đẩy, trong nháy mắt thanh thân thể của hắn đẩy ra ngoài xa 2 mét, để Huyết Thiên tay phải rơi vào khoảng không. Huyết Thiên nhìn thấy bị đẩy ra 2 mét Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn có một chút sức mạnh. Nhưng là ngươi một cái lại kéo dài hơi tàn hữu dụng không? Ngươi bây giờ tối đa là một con ta tiện tay có thể bóp chết con kiến. Huyết Thiên lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Nhưng mà, làm Huyết Thiên vừa vặn bước ra hai bước thời điểm. Nằm trên mặt đất thượng nguyên bản thoi thóp một hơi Diệp Thần Phong, hơi thở của hắn đột nhiên đang trở nên hùng hậu lên. Oanh! Diệp Thần Phong xung quanh cơ thể mặt đất nhanh chóng nổ tung, từ trong cơ thể hắn lao ra khỏi nhất cổ dường như vòi rồng gió vậy linh khí. Chung quanh hắn tảng đá lớn toàn bộ bị cuốn đã đến giữa không trung, những này tảng đá lớn ở giữa không trung dồn dập biến thành bột phấn. Từ trên người Diệp Thần Phong truyền đến từng trận tế vi tiếng vang. Bộ ngực hắn cùng cánh tay gãy vỡ xương tại trong khoảnh khắc khép lại. Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, dường như lốc xoáy giống như mạnh mẽ linh khí, ở trong thiên địa tùy ý rít gào. Diệp Thần Phong trên người khí thế ầm ầm sóng dậy. Vào thời khắc này, liền ngay cả Huyết Thiên cũng không cách nào tới gần Diệp Thần Phong. Huyết Thiên sắc mặt kịch biến. Diệp Thần Phong thật khí thế hoàn toàn lấn át hắn, sao lại có thể như thế a hát. Hắn nhưng là thi triển mệnh trời giết tuyệt. Diệp Thần Phong rõ ràng là muốn chết rồi, nhưng kết quả tại sao lại như vậy? Diệp Thần Phong tóc được sức lực gió thổi không ngừng di động, mắt trái của hắn trong nháy mắt trở nên đen nhánh cực kỳ. Hắn mắt phải lại hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu, trên mặt biểu lộ gợn sóng không khỏi. Diệp Thần Phong đã đem trong tay Thanh Vân kiếm thu hồi hỗn độn trong nhẫn,
hắn không nhìn ra có bất kỳ tâm tình gì, con ngươi như ngừng lại huyết thiên trên người. Một cỗ cuồng bạo kình khí lấy Diệp Thần Phong làm trung tâm, tấn mãnh hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Ầm, một tiếng. Đơn riêng chỉ là nhất cổ kình khí, huyết thiên liền không thể chịu đựng rồi, đang bị kình khí xung kích đến sau đó thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong con ngươi của hắn lộ ra sợ hãi. Nhưng là tại huyết thiên bay ngược ra ngoài, thân ảnh còn chưa xuống địa. Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Huyết thiên đồng tử trong nháy mắt phóng to, chỉ thấy Diệp Thần Phong xuất hiện tại chính bay ngược ra ngoài huyết thiên bên cạnh, bàn tay phải nhanh chóng giữ ở huyết thiên cổ. Diệp Thần Phong trực tiếp đem huyết thiên đè ở giữa không trung bên trong. Diệp Thần Phong trong cơ thể mãnh liệt khí thế khóa lại huyết thiên, này làm cho huyết thiên căn bản liền một đầu ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích. Con ngươi một con đen nhánh cực kỳ, một con huyết hồng vô cùng Diệp Thần Phong, hắn mặt không thay đổi, trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, ngươi muốn đem ta hai cánh tay lôi kéo xuống. Được Diệp Thần Phong trói lại cái cổ huyết thiên, hắn cảm giác miệng cùng trong lỗ mũi hô hấp đều khó khăn, sắc mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, trong miệng hắn chật vật nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Vừa vặn rõ ràng Diệp Thần Phong chỉ có bị hắn hành hạ phần rồi, nhưng làm sao thoáng qua trong lúc đó, hắn và Diệp Thần Phong quan hệ đối điều tới, hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt liên ti hào sức phản kháng cũng không có. Diệp Thần Phong không hề trả lời huyết thiên vấn đề. Tay phải hắn thủ sẵn huyết thiên cổ, tay trái kéo lại huyết thiên cánh tay phải, trên tay trái linh khí hiện lên. Đột nhiên lôi kéo kéo. Xoẹt, một tiếng. Huyết thiên cánh tay phải trực tiếp được Diệp Thần Phong cho xé kéo xuống, hắn nhìn xem huyết thiên vẻ mặt thống khổ, hắn nói ra, ta không thích nói quá nhiều phí lời, đang đối chiến trong quá trình bất cứ lúc nào cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngươi vừa vặn chính là quá phí lời. Huyết thiên nhìn mình cánh tay phải chỗ gãy chân, tiên huyết đang không ngừng dâng trào ra, hắn trên trán dường như con giun tráng kiện gân xanh từng chiếc nổi lên, trong cổ họng hắn quát lên, Diệp Thần Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ngươi còn có giết chết cơ hội của ta sao? Diệp Thần Phong phải lỏng tay ra rồi. Tại huyết thiên hướng xuống đất thượng rơi xuống thời điểm, Diệp Thần Phong chân phải liên tục đá ra, hắn vừa vặn đá vào huyết thiên hai đùi bên trên, từ Diệp Thần Phong chân phải bên trong bạo phát ra nhất cổ cực hạn sức mạnh. Ầm, ầm, hai tiếng. Huyết thiên hai đùi trong nháy mắt ở trong không khí biến thành hai luồng huyết vụ, hắn là biến thành một cái hoàn toàn người. Côn rồi. Thống khổ tiếng kêu rên liên tục từ huyết thiên trong cổ họng truyền ra, hắn thống khổ cũng không phải đau đớn trên thân thể, mà là mất đi tay chân, hắn liền biến thành một tên rác rưởi rồi, hắn đường đường ma đế huyết thiên làm sao có thể tiếp thu trở thành rác rưởi sự thực này. Chương 1805, vô tận tinh không, nước chảy bèo trôi. Thiên âm thành phế tích bên trong. Trầm muộn tiếng hít thở nhấp nhô liên tục. Thân thể không cách nào nhúc nhích Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn nhìn xem tay chân toàn bộ không còn huyết thiên, dường như thằng hề trên mặt đất liều mạng vặn vẹo, bọn hắn ngực trái tim nhảy lên liền không khỏi ầm ầm càng nhanh chóng dẫn. Mà Nitrogen ngày thực lực đã đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi, lại tăng thêm huyết thiên thi triển mệnh trời tuyệt sát, thực lực của hắn so với ban đầu lại đề cao một đoạn dài. Có thể nói huyết thiên thực lực không đơn thuần là đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó đơn giản như vậy. Nguyên bản Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong hai tay của cũng bị huyết thiên lôi kéo xuống, mà kết quả lại hoàn toàn trái ngược, Diệp Thần Phong không những đem huyết thiên cánh tay phải cho xé kéo xuống, còn đem huyết thiên hai cái chân đá cho hai luồng huyết phụ. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân, bao quát cùng Diệp Thần Phong tương đối quen thuộc Tả Đức Nguyên đám người. Bọn hắn đều càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, mỗi lần bọn hắn tự cho là nhìn rõ ràng Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong lại sẽ thể hiện ra một loại khác thần bí, thật giống Diệp Thần Phong trên người chỗ thần bí là tầng tầng lớp lớp. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người căng thẳng thần kinh thả lỏng ra, đã đến vào giờ phút này, hôm nay cuộc chiến đấu này nên tính là kết thúc chứ. Đồng dạng không cách nào nhúc nhích bốn đại ma tướng, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy không thể tin được. Ma đế ở trong lòng bọn họ là vô địch tồn tại, bọn hắn tận mắt thấy ma đế ở trước mặt mình biến thành một người. Côn, trong lòng bọn họ một mực lấy đến tín ngưỡng vật gì đó, vào thời khắc này hoàn toàn bị Diệp Thần Phong đạp vỡ.
mà một con mắt đen nhánh, một con mắt huyết hồng Diệp Thần Phong, hắn nhìn trên mặt đất thân thể không ngừng đang vặn vẹo huyết thiên. Hắn nói ra, chuẩn bị kỹ càng lên đường thôi. Địa huyền giới nhất định không phải là ngươi ma nai cho dần thiên thống một. Chính lúc Diệp Thần Phong chân phải giơ lên, hắn chuẩn bị dẫm nát tan huyết thiên đầu lúc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ lớn, từ bầu trời bên trong truyền xuống rồi, này làm cho Diệp Thần Phong dừng lại một chút. Chỉ thấy giữa bầu trời cái kia phiến chậm rãi mở ra cổng sao. Bây giờ đã hoàn toàn mở ra. Tại tinh cửa bị mở ra trong nháy mắt. Nhất cổ không sợ tới, không thấy được sức mạnh, từ tinh trong môn phái vọt ra, nguyên bản không cách nào nhúc nhích Tô Nguyệt đám người và bốn đại ma tướng, bọn hắn trong nháy mắt khôi phục năng lực hoạt động. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân là phản ứng đầu tiên, hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong bên người lao đi rồi. Bốn đại ma tướng cũng theo sát phản ứng lại, bốn người bọn họ thân ảnh cũng hướng về ma đế lướt tới. Về phần Diệp Minh bên trong những người khác nhưng là chậm một nhịp. Diệp Thần Phong chỉ là hơi chút lăng thần một cái, hắn liền lập tức phản ứng lại, hiện tại sắp biến thành phế nhân ma đế giết. Mới là chuyện gấp gáp nhất, làm Diệp Thần Phong chân phải lần thứ hai giơ lên thời điểm. Oanh, một tiếng. Diệp Thần Phong giơ lên chân phải còn chưa kịp đạp xuống đi, nhất cổ ánh sáng màu trắng từ cổng sao bên trong lướt ra khỏi. Trong nháy mắt bao phủ ở Diệp Thần Phong cùng huyết thiên mảnh đất kia phương. Mà Tô Nguyệt, Tô Băng Vân cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn cũng vừa hay xông vào mảnh này ánh sáng màu trắng bên trong. Đang bị ánh sáng màu trắng bao phủ sau đó Diệp Thần Phong chỉ cảm giác thân thể của mình mất đi khống chế, thân thể của hắn lại đang được một cổ lực lượng cường đại hướng về giữa bầu trời hút đi rồi. Diệp Thần Phong hoàn toàn mất đi đối thân thể mình trưởng khống lực lượng. Đồng dạng đang ở trong ánh sáng Tô Nguyệt, Tô Băng Vân cùng bốn đại ma tướng, bao quát ma nai cho dần thiên, thân thể của bọn họ cũng giống như Diệp Thần Phong. Bọn hắn đều không tự chủ đang bị lôi kéo hướng về trên bầu trời. Những kia không có đúng lúc nhảy vào ánh sáng màu trắng bên trong Diệp Minh cường giả, đợi đến bọn hắn muốn đi vào thời điểm, bọn hắn phát hiện mình được một nguồn sức mạnh cho ngăn cách, bất luận bọn hắn làm sao công kích. Bọn hắn cũng không cách nào phá tan nguồn sức mạnh này. Tiến vào ánh sáng màu trắng bên trong, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Thần Phong đám người không ngừng được lôi kéo hướng về phía trên bầu trời. Diệp Thần Phong đám người khoảng cách giữa bầu trời cổng sao càng ngày càng gần, cỗ lực hút này là tới từ ở cổng sao bên trong. Ồ, một tiếng. Cuối cùng Diệp Thần Phong đám người toàn bộ được hút vào tinh trong môn phái. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn tiến vào cổng sao bên trong sau. Chỉnh phiến cổng sao bắt đầu từ từ đóng cửa. Cổng sao bên trong. Diệp Thần Phong tại tiến vào bên trong sau đó hắn cảm giác bên trong thân thể một trận khó chịu. Hắn có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Chỉ thấy bốn phía dường như tinh không bình thường ngoại trừ đen nhánh ở ngoài. Tại đây đen nhánh bên trong có điểm một chút rực rỡ, phảng phất là ngôi sao trong bầu trời đêm bình thường. Diệp Thần Phong bọn người trôi lơ lửng ở này không gian kỳ dị bên trong. Thân thể của bọn họ không cách nào ở nơi này hành động như thường. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản là trông không đến phần cuối, nơi này phảng phất là một mảnh bầu trời sao vô tận. Tại Diệp Thần Phong phía sau bọn họ, kéo dài không ngừng nổi lên từng trận màu đen gợn sóng, những này màu đen gợn sóng dường như nhộn nhạo nước hồ, tại đem Diệp Thần Phong đám người không ngừng hướng phía trước phương đẩy đi. Diệp Thần Phong bọn hắn giờ khắc này chỉ có thể nước chảy bèo trôi rồi. Tiến vào cổng sao bên trong Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn lẫn nhau đều tách rời ra một khoảng cách lớn, lẫn nhau chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đối phương, bởi ở nơi này không cách nào hành động như thường, bọn hắn lẫn nhau căn bản không thể đủ đến gần. Diệp Thần Phong cảm giác thân sức mạnh trong cơ thể đang từ từ yếu bớt rồi, hắn biết Lão Bạch cùng Lão Hắc cho mượn sức mạnh đang chậm chậm biến mất, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ dùng trạng thái như thế này tiến vào cổng sao bên trong. Địa huyền giới sự tình hắn vẫn không có triệt để an bài xong đây. Nhưng bây giờ đã tiến vào cổng sao bên trong, Diệp Thần Phong không còn đường quay đầu rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Diệp Thần Phong trong đầu vang lên Lão Bạch cùng Lão Hắc cực kỳ hư nhược âm thanh. Tiểu gia hỏa, địa huyền giới sự tình ngươi không cần phải lo lắng rồi, tương lai chỉ cần thực lực của ngươi vậy là đủ rồi. Ngươi hội có biện pháp một lần nữa trở về địa huyền giới, ngươi chỉ cần theo này gợn sóng đi tới,
ngươi thì có thể đến thiên huyền giới rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng âm thanh cực thấp nói, tiểu tử, ta cùng Lão Bạch một hồi sẽ qua liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong rồi. Chúng ta ngủ say thời gian có thể là một năm, cũng có khả năng là hai năm, nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới đối với chúng ta tàn hồn hữu dụng thiên tài địa bảo, như vậy chúng ta cũng có thể sẽ sớm tỉnh lại. Thiên huyền giới không thể so với địa huyền giới, ngươi đến nơi đó sau đó vạn sự đều phải cẩn thận, không nếu không có ta cùng Lão Bạch sau đó ngươi liền đi đời nhà ma rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhanh nói tiếp, tiểu gia hỏa, ta sẽ đem các loại đan phương đều truyền đến ngươi trong đầu. Về sau ngươi muốn luyện chế loại nào cấp bậc đan dược, ngươi chỉ cần tại trong đầu vừa nghĩ, ngươi trong đầu liền sẽ nhảy ra các loại đan phương đến rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng vội vàng nói, ta cũng sẽ đem các loại phương pháp luyện khí truyền đến ngươi trong đầu, hy vọng lần sau ta cùng Lão Bạch lúc tỉnh lại, ngươi chế thuốc cùng luyện khí trình độ có thể làm cho chúng ta giật nảy cả mình. Được từng đợt màu đen gợn sóng không ngừng hướng phía trước phổ biến Diệp Thần Phong, hắn ở trong lòng nói ra. Hai người các ngươi không nên làm thương cảm như vậy, giống như là đang nói Lâm Trung Di ngôn bình thường, tại đã tới thiên huyền giới sau đó ta sẽ mau chóng để cho các ngươi từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lão Bạch cùng Lão Hắc hết sức vui mừng cười, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, niết bàn cảnh bên trên cảnh giới tên là hóa thần cảnh, này hóa thần cảnh tổng cộng chia làm 1 đến 7 tầng, mỗi tăng lên 1 tầng, thực lực đều sẽ mức độ lớn dâng lên. Chờ ngươi khóa nhập hóa thần cảnh sau đó con đường tu luyện của ngươi mới xem như là bước lên đường ngay. Ta cùng Lão Hắc thời gian không nhiều lắm, hóa thần cảnh bên trên còn lại cảnh giới, chúng ta không cùng ngươi lần lượt giải thích, ngươi đã đến thiên huyền giới sau đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu được, hiện tại ta liền đem các loại đan phương truyền đến trong đầu của ngươi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh dứt tiếng, Diệp Thần Phong liền cảm giác trong đầu của chính mình tràn vào vô số rậm rạp chằng chịt đan phương. Tại Lão Bạch truyền sau khi xong, Lão Hắc lại đem các loại phương pháp luyện khí truyền đã đến Diệp Thần Phong trong đầu. Diệp Thần Phong trong đầu là một trận lại một trận mãnh liệt căng đau, hắn không có lập tức đi thăm dò xem trong đầu đan phương cùng các loại phương pháp luyện khí. Diệp Thần Phong hai con ngươi đã khôi phục bình thường màu sắc rồi, tại mượn nhờ Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh, Diệp Thần Phong cũng sinh ra nhất định tác dụng phụ, thực lực của hắn tạm thời lùi tới niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Bất quá, chỉ cần điều tức mấy ngày, thực lực của hắn liền lại có thể khôi phục như cũ. Lão Bạch cùng Lão Hắc khí tức tại Diệp Thần Phong trong cơ thể rất có thu lại, bọn hắn lập tức muốn tiến vào trong giấc ngủ say rồi. Mà lúc này, phía trước đột nhiên sinh ra một trận bạo động. Tại đây phảng phất là vô tận tinh không trong không gian, dĩ nhiên xuất hiện từng khối loạn thạch, những này loạn thạch tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong đám người oanh kích mà đi. Chương 1806, không ngừng rèn luyện. Nhìn thấy vô số loạn thạch kéo tới Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đột nhiên một cái căng thẳng. Có thể là những này nhìn như rất mãnh liệt loạn thạch, đánh vào trên người dĩ nhiên không đến nơi đến chốn. Lão Bạch cùng Lão Hắc mạnh mẽ để cho mình không nên lập tức tiến vào trong giấc ngủ say, hai người bọn họ không khỏi bật thốt lên, nơi này thậm chí có cho khoảng không thạch. Lão Bạch cùng Lão Hắc thời gian có hạn. Hai người bọn họ kéo dài không được bao dài thời gian, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh dồn dập giải thích, tiểu gia hỏa, này cho khoảng không thạch tại ta cùng Lão Hắc niên đại đó cũng thập phần hiếm thấy, nơi này có thể hình thành nhiều như thế cho khoảng không thạch, hẳn là nơi này pháp tắc không gian có phần đặc thù, ta nghĩ coi như là lúc trước xây dựng cổng sao cường giả, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, nơi này hội hình thành cho khoảng không thạch. Này cho khoảng không thạch năng đủ rèn luyện nhục thân. Đối nhục thân có lợi ích cực kỳ lớn, đương nhiên chỉ có hội nhục thân chiến kỹ người, hắn mới có thể hấp thu cho khoảng không thạch đến rèn luyện nhục thân, mà ngươi không phải là vừa vặn tu luyện chiến vương cường thân quyết sao. Bất quá, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, này cho khoảng không thạch tuy rằng có thể làm cho cơ thể ngươi cường độ nhanh chóng tăng lên, thế nhưng ngươi hấp thu một khối cho khoảng không thạch, thực lực của ngươi cũng sẽ tạm thời hạ thấp một ít. Đương nhiên chuyện này đối với ngươi căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ cần ngươi không hấp thu cho khoảng không thạch, thực lực của ngươi trong vòng một tháng tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu, nếu như dùng đan dược, hoặc là có cường giả giúp ngươi, như vậy ngươi khôi phục thực lực tốc độ hội càng tăng nhanh hơn. Nghe được thực lực chỉ là tạm thời hạ thấp, Diệp Thần Phong tự nhiên không muốn buông tha cái này tăng lên nhục thân cường độ cơ hội.
Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nhớ tới một chuyện, tiểu tử, ngươi lần này đã tới thiên huyền giới, ngươi có thể bước lên phù sư một đường. Ngươi, Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm đột nhiên im bặt đi, Diệp Thần Phong lại ở trong lòng la lên hai tiếng. Thấy không có người trả lời hắn, sau đó hắn có thể xác định Lão Bạch cùng Lão Hắc là lâm vào trong giấc ngủ say. Ban đầu ở Âm Minh Tông thượng thời điểm, Lưu Ly Cung Điện đột nhiên dị biến, sau đó phá không mà đi rồi. Này Lưu Ly Cung Điện đời trước chủ nhân chính là một gã chí tôn phù sư. Mùa này sư cùng luyện dược sư, luyện khí sư như thế, đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Trên đất huyền giới phù sư so với luyện dược sư cùng luyện khí sư chả hiếm thấy, thậm chí là phù sư hầu như diệt tuyệt. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Lưu Ly Cung trong điện đã nhận được một quyển tên là Bùa Chú Cổ Tịch, mặt trên ghi lại tên kia chí tôn phù sư nghiên cứu ra các loại linh phù chế tác cùng kinh nghiệm. Lúc trước Diệp Thần Phong tại chế thuốc cùng luyện khí thượng cấp bậc trả quá thấp, lại bước lên phù sư một đường lời nói, chuyện này đối với Diệp Thần Phong khẳng định có cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Bây giờ Lão Bạch cùng Lão Hắc có thể là cảm thấy Diệp Thần Phong có thể chậm rãi tiếp xúc phù sư một đường, cho nên khi tiến vào ngủ say trước đó, Lão Hắc mới lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Diệp Thần Phong đối phù sư con đường này xác thực cũng tràn đầy hứng thú. Trước hắn mặc dù không có thử luyện chế linh phù, nhưng hắn đã đem quyển kia tên là Bùa Chú Điển Tịch đại khái nhìn một lần, rất nhiều thứ đã sớm ghi vào trong đầu của hắn rồi. Xem ra tại đến thiên huyền giới sau đó Diệp Thần Phong lại muốn bước lên phù sư một đường. Diệp Thần Phong thử muốn câu thông hỗn độn nhẫn, hắn phát hiện hỗn độn nhẫn ở nơi này tạm thời bị hạn chế ở. Từng khối cho khoảng không thạch ở mảnh này vô tận trong tinh không không ngừng xẹt qua, không ngừng hướng đánh vào Diệp Thần Phong trên người bọn họ. Diệp Thần Phong cảm giác này cho khoảng không thạch tính chất vô cùng mềm, chẳng trách đánh vào trên người không đến nơi đến chốn rồi. Bởi Diệp Thần Phong thân thể ở nơi này không cách nào hành động, trong cơ thể hắn trực tiếp đã vận hành lên Chiến Vương Cường Thân Quyết. Tại Chiến Vương Cường Thân Quyết vận chuyển lại trong nháy mắt. Cái kia từng khối đánh vào Diệp Thần Phong trên người cho khoảng không thạch, hoặc là từ bên cạnh hắn xẹt qua cho khoảng không thạch. Giống như là nhận lấy một chủng nào đó sức hút, từng khối cho khoảng không thạch toàn bộ kề sát ở Diệp Thần Phong thân thể. Trong cơ thể Chiến Vương Cường Thân Quyết một khắc cũng không ngừng vận chuyển. Trước đó Diệp Thần Phong tương Chiến Vương Cường Thân Quyết đột phá đến tầng thứ ba, cơ thể hắn cường độ đã bước vào trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi. Hiện tại Diệp Thần Phong biết loại kia cảnh giới trong truyền thuyết tên là Hóa Thần Cảnh, hơn nữa Hóa Thần Cảnh tổng cộng chia làm 1 đến 7 tầng. Nói cách khác hiện tại Diệp Thần Phong nhục thân cường độ nằm ở Hóa Thần Cảnh 1 tầng sơ kỳ. Kèm theo Chiến Vương Cường Thân Quyết vận chuyển, Diệp Thần Phong cảm giác được từ kề sát ở trên người hắn cho khoảng không trong đá. Có nhất cổ tê tê dại dại sức mạnh tại chui vào làn da của hắn bên trong. Theo những này tê tê dại dại sức mạnh chui vào hắn trong da, Diệp Thần Phong thực lực cũng tạm thời tại từng điểm hạ thấp. Những kia tê tê dại dại sức mạnh tại chui vào Diệp Thần Phong trong da sau đó nguồn sức mạnh này đột nhiên trở nên sắc bén lên. Trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt toàn bộ cắt vỡ, tiên huyết nhanh chóng từ trong vết thương chảy ra. Này cỗ trở nên sắc bén sức mạnh, còn tại khuấy động Diệp Thần Phong huyết nhục cùng xương cốt, khiến hắn có một loại sống không bằng chết thống khổ cảm giác. Tại da thịt, huyết nhục cùng xương cốt đều bị cắn nát một chút sau. Cái cỗ này sắc bén sức mạnh lại thay đổi, biến thành nhất cổ nhu hòa sức mạnh. Này cỗ nhu hòa sức mạnh tại đôn đốc Diệp Thần Phong ra trên người, huyết nhục cùng xương cốt nhanh chóng khép lại. Trong quá trình này Diệp Thần Phong nhục thân cường độ tại từng điểm tăng cường, đương nhiên thực lực của hắn cũng tạm thời tại một chút xíu hạ thấp. Tô Nguyệt, Tô Băng Vân, Ma Đế Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong đều cách xa nhau một khoảng cách, hơn nữa còn là tại hoàn cảnh này dưới, bọn hắn căn bản không có phát hiện Diệp Thần Phong đang không ngừng rèn luyện thân thể. Thời gian từ từ trôi qua. Diệp Thần Phong trong cơ thể Chiến Vương Cường Thân Quyết từ đầu đến cuối không có chấm dứt vận chuyển. Mà hắn hấp thu xong một nhóm dán chặt thân thể hắn cho khoảng không sau đá, hắn lại sẽ lập tức hấp thu mặt khác một nhóm. Có thể nói Diệp Thần Phong là ở chịu đựng một lần lại một lần cực hạn thống khổ. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Diệp Thần Phong trên người là máu me đầm đìa sau đó lại khôi phục nhanh chóng. Sau đó lại máu me đầm đìa, lại khôi phục nhanh chóng.
như thế không ngừng vòng đi vòng lại. Diệp Thần Phong đoán chừng hắn bây giờ nhục thân cường độ đã đến hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ rồi, mà thực lực của hắn cũng tạm thời dưới hạ xuống luân hồi cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ rồi. Diệp Thần Phong cũng không có đình chỉ rèn luyện, hắn tiếp tục tại hấp thu vô số cho khoảng không trong đá sức mạnh. Nhục thân cường độ không ngừng tăng lên, thực lực tạm thời không ngừng hạ thấp. Mà ở Diệp Thần Phong đám người tiến vào tinh trong môn phái sau. Địa huyền giới. Thiên Âm Thành phế tích bên trên. Diệp Minh bên trong một chúng cường giả, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người được hút vào cổng sao, sau đó cổng sao rất nhanh sẽ đóng cửa, chỉnh phiến cổng sao hoàn toàn biến mất ở địa huyền giới bầu trời. Cùng Diệp Thần Phong quen thuộc Tả Đức Nguyên, Ngô Thanh Sơn, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An đám người, bọn hắn một mực nhìn lên bầu trời bên trong biến mất cổng sao, trong lòng có phần phiền muộn, có chút mất mát. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng đúng cao hơn vị diện thập phần hướng tới. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xem biến thành phế tích Thiên Âm Thành, bây giờ huyết thiên sinh tử chưa biết, thập đại ma tướng cũng chết thì chết, tiến vào cổng sao, ba đại tông môn lão tổ cũng toàn bộ chết sạch. Có thể nói địa huyền giới trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều sẽ nằm ở trong yên tĩnh rồi. Lần này phát sinh ở Thiên Âm Thành đại chiến. Làm cho cả địa huyền giới đều nguyên khí đại thương. Tả Đức Nguyên cười khổ nói, lúc trước thật không nghĩ tới Diệp huynh đệ có thể đi được xa như vậy, thậm chí để cho chúng ta đều cần nhìn lên, đời ta may mắn nhất hay là chính là cùng Thần Phong lấy gọi nhau huynh đệ, đáng tiếc Thần Phong tiến vào cổng sao, hắn đi cao hơn vị diện rồi, thật hy vọng ta cũng có thể cùng Thần Phong cùng đi xông vào một lần. Ngô Thanh Sơn nói ra, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thu thập chiến trường đi. Thần Phong lưu lại tàn cục, chúng ta phải giúp hắn thu thập xong, lại nói Thần Phong không phải là một cái an bình nhân vật, hắn trên đất huyền giới thời điểm, hắn liền đem nơi này quấy thành cái bộ dáng này, hắn đi cái kia cao hơn vị diện, e sợ bởi vì Thần Phong đến, vị diện kia cũng phải biến đổi đến mức phong khởi vân dũng rồi. Tằng Quang Viễn ha ha bắt đầu cười lớn, đúng vậy, ta đã có thể nghĩ tới sư phụ ở cái này vị diện cao hơn quấy động phong vân cảnh tượng rồi. Chỉ là nghĩ muốn đều cho người kích động a hát. Tiền Vinh An cũng nói, ta tin tưởng sư phụ sớm muộn cũng có một ngày hội trở về địa huyền giới tới, chỉ cần hắn có năng lực này rồi, hắn liền sẽ trở về rồi, chúng ta cần phải hảo hảo tu luyện, đến lúc đó không thể để sư phụ chê cười. Tả Đức Nguyên vung tay lên, hắn sảng khoái nói, đúng vậy, chúng ta thu thập xong nơi này tàn cục sau đó hôm nay liền thoải mái uống một hồi, nhất định muốn không say không về. Chàng thắng lợi này là thuộc về Thần Phong không ở, chỉ có chúng ta đến chúc mừng rồi. Chương 1807, Thiên Huyền Giới. Được chọn. Cổng sao bên trong. Bên trong. Diệp không ngừng hấp thu cho khoảng không trong đá sức mạnh. Một lần lại một lần lột xác đau nhức, triệt để lâm vào chết lặng bên trong. Ở mảnh này vô tận trong tinh không, liên tục xẹt qua cho khoảng không thạch từ từ giảm bớt. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ bị ép đình chỉ cường hóa nhục thân rồi. Trải qua này không ngừng hấp thu, Diệp Đảo Thần Phong bây giờ nhục thân cường độ, đã tới hóa thần cảnh tầng 3 sơ kỳ rồi. Mà thực lực cũng tạm thời dưới hạ xuống tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Chiến Vương Cường Thân Quyết nhưng vẫn là dừng lại tại tầng thứ 3, hiện nay vẫn không có dấu hiệu muốn đột phá. Tại nhục thân cường độ không ngừng tăng lên sau đó Diệp Thần Phong ra trên người dường như trẻ con một loại, để nhìn đều sẽ cực kỳ hâm mộ, bất quá, tại cơ thể hắn bên trong lại ẩn chứa một cổ kinh khủng lực bộc phát, hóa thần cảnh tầng 3 sơ kỳ nhục thân cường độ không phải là đùa giỡn. Ngoại trừ thực lực tạm thời hạ thấp đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể hết sức khoan khoái, đối với thực lực tạm thời hạ thấp, hắn một điểm khổ não cũng không có. Dù sao trong vòng một tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu như hắn lại tự mình luyện chế một ít đan dược dùng lời nói, chỉ sợ hắn khôi phục thực lực tốc độ đem càng thêm nhanh. Phía sau không ngừng nổi lên từng trận màu đen gợn sóng, vẫn cứ đang không ngừng đẩy Diệp Thần Phong tiến lên. Diệp Thần Phong ánh mắt hướng về Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người nhìn sang, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng Diệp Thần Phong vẫn mơ hồ nhìn thấy Tô Nguyệt hình dạng của bọn hắn thật giống rất thống khổ. Ở mảnh này vô tận tinh không bên trong, chỉ có nhục thân cường độ đến hóa thần cảnh người, bọn hắn ở nơi này mới sẽ không có bất kỳ không khỏe.
Trước đó Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào cổng sao bên trong thời điểm. Trong thân thể cũng có một loại khó chịu cảm giác, khi đó cơ thể hắn cường độ nằm ở hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Bất quá, kèm theo nhục thân cường độ không ngừng dâng lên sau đó Diệp Thần Phong bên trong thân thể khó chịu liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn phía trước, hắn cũng không biết Hiếu lúc nào mới có thể rời đi nơi này. Chân chính đến thiên huyền giới. Bây giờ Diệp Thần Phong trừ mình ra đến sống mãi, để bên người người thân đến sống mãi ở ngoài, hắn chả phải trợ giúp Lão Bạch cùng Lão Hắc tái tạo nhục thân, giúp trợ hai người bọn họ báo thù. Lão Bạch cùng Lão Hắc tạm thời lâm vào trong giấc ngủ say, lần này đến thiên huyền giới sau đó Diệp Thần Phong hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Lúc trước Lưu Ly Cung điện tại Âm Minh Tông phá không mà đi, còn có Lưu Ly Cung trong điện viễn cổ yêu thú. Diệp Thần Phong trước đó liền ở Lão Bạch cùng Lão Hắc cái kia đạt được đến xác nhận, Lưu Ly Cung điện cùng bên trong cung điện viễn cổ yêu thú toàn bộ đi hướng thiên huyền giới rồi. Bên trong cung điện viễn cổ yêu thú ba vị đầu lĩnh thôn Thiên Long Mãng, viễn cổ Long Thích cùng băng phách Ma Chu. Bọn hắn lúc trước đã nói nếu như còn có sẽ cùng Diệp Thần Phong cơ hội gặp mặt, bọn hắn liền sẽ vô điều kiện thừa nhận Diệp Thần Phong người chủ nhân này. Kỳ thực bọn hắn lúc đó ý tứ trong lời nói. Hẳn là Diệp Thần Phong đời này đều không thấy được bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong thì không cách nào đến thiên huyền giới. Mà lúc đó Diệp Thần Phong cũng đã nói, lần sau gặp mặt hắn muốn cho thôn Thiên Long Mãng bọn hắn xin hắn làm chủ nhân của bọn họ. Diệp Thần Phong trong lòng ngược lại là rất chờ mong cùng thôn Thiên Long Mãng bọn hắn gặp mặt, thôn Thiên Long Mãng cùng viễn cổ Long Tích trong cơ thể có mỏng manh Long tộc huyết mạch, mà Diệp Thần Phong đã kế thừa Long tộc truyền thừa. Hắn chính là một cái nhiệm Long tộc tộc trường, chỉ cần là trong cơ thể có Long tộc huyết mạch người. Tại Diệp Thần Phong trước mặt liền tất cần phải cúi đầu xưng thần. Tại Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ thời khắc. Phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm bạch quang, theo dựa vào càng gần, bạch quang tại Diệp Thần Phong trong con ngươi không ngừng phóng to. Này bạch quang chính là một cái cự đại ánh sáng màu trắng vòng xoáy, Diệp Thần Phong bọn hắn tại bị đẩy hướng về vòng xoáy màu trắng bên trong mà đi. Diệp Thần Phong đại khái đoán được, hẳn là thông qua hào quang màu trắng này vòng xoáy, bọn hắn là có thể chính thức đến thiên huyền giới rồi. Diệp Thần Phong tại bị đẩy vào ánh sáng màu trắng vòng xoáy sau. Hắn chỉ cảm thấy não một người trong hôn mê. Cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác thân thể bốn phía tràn đầy nước. Nhất cổ lực đẩy tại đưa hắn đi lên phương đẩy đi. Một tiếng. Diệp Thần Phong cảm giác mình mất rơi trên mặt đất. Tại Diệp Thần Phong sau khi mở mắt, chính hắn tại một cái bên cạnh hồ. Tô Nguyệt mấy người cũng tại bên cạnh hắn, bọn hắn hẳn là từ nơi này đầu bên trong hồ nước được lao ra. Cảm thụ trong thiên địa linh khí nồng nặc, này hoàn toàn không là có thể so sánh được, Diệp Thần Phong vững tin mình đã đến thiên huyền giới rồi. Làm Diệp Thần Phong muốn từ mặt đất thượng đứng lúc thức dậy, hắn lúc này mới phát hiện tại trước mặt bọn họ còn đứng hai nữ một nam. Trong đó một cái ăn mặc trường bào màu xám đàn ông trung niên, hắn chính là Hắc Ma Tông nội môn trưởng lão, tên là Khổng Chí Núi. Một người khác ăn mặc quần áo màu trắng trung niên nữ nhân, người chính là Tuyết Nguyệt Cốc nội môn trưởng lão, tên là Trương Nhớ Mai. Một tên sau cùng mặc một bộ nhạt quần áo màu xanh lam nữ nhân, hình dạng của nàng cực kỳ tú mỹ, tóc dài đen nhánh rủ xuống ở đầu vai, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo. Giơ tay cử túc giữa đều tràn đầy một loại thành thục mùi vị. Tại người ngực quần áo màu xanh lam thượng trả thêu một con màu lửa đỏ Phượng Hoàng, người chính là Phượng Hoàng Tông nội môn trưởng lão Vân Mộ Linh. Diệp Thần Phong suy đoán không sai, bọn hắn hiện tại đã nằm ở thiên huyền giới rồi. Này Hắc Ma Tông, Tuyết Nguyệt Cốc cùng Phượng Hoàng Tông chính là phụ cận ba cái tông môn. Liền ở lúc trước hiện tại huyền giới thời điểm. Thiên huyền giới mảnh hồ nước này liền sinh ra biến hóa khác thường, đầu tiên phát hiện sự biến hóa này đương nhiên là cách nơi này tương đối gần này ba cái tông môn. Này ba cái tông môn lão tổ lập tức đem động tĩnh của nơi này phong tỏa xuống, tại nghiên cứu của bọn hắn dưới, bọn hắn phát hiện chỗ này đáy hồ cần phải có một con đường, cái này thông đạo có thể là kết nối lấy một cái hạ đẳng vị diện, bọn hắn phán đoán cái này thông đạo bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Bất quá! Cái này thông đạo chỉ có thể làm cho hạ đẳng vị diện người đi tới thiên huyền giới người không cách nào dựa vào cái này thông đạo đi hướng hạ đẳng vị diện.
Khi biết hồ nước dưới đáy chỉ có cái này thông đạo, sau đó đây là ba cái tông môn lão tổ rời khỏi, chỉ làm cho môn hạ một tên nội môn trưởng lão lưu lại. Bọn hắn cũng đều biết cái kia hạ đẳng vị diện tên là địa huyền giới. Ở trong mắt bọn họ, địa huyền giới chính là một cái chỗ man di mọi dợ. Địa huyền giới căn bản sẽ không có vật gì tốt, lưu lại một tên nội môn trưởng lão chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Khổng Chí Núi, Trương Nhớ Mai cùng Vân Mộ Linh ba người này, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người sau đó bọn hắn lập tức cảm ứng một thoáng Diệp Thần Phong đám người thực lực. Tại cảm ứng được Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thời điểm, ba người bọn họ cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Bởi vì cái này đáy hồ thông đạo trải qua ba cái tông môn lão tổ phân tích, ít nhất phải niết bàn cảnh người mới có thể thừa nhận, nói cách khác này ba cái tông môn người cho rằng có thể thông qua nơi này đi tới thiên huyền giới người, hẳn là địa huyền giới cường giả cấp cao nhất rồi, tại sao có thể có một cái tạo hóa cảnh trà trộn đã tới. Hắc Ma Tông Khổng Chí Núi, hắn cảm giác được huyết thiên cùng bốn đại ma tướng trên người ma khí, sau đó ánh mắt của hắn liền như ngừng lại năm người này trên người. Mà Tuyết Nguyệt Cốc Trương Nhớ Mai, ánh mắt của nàng trực tiếp đã tập trung vào Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân. Này làm cho Vân Mộ Linh mày liễu nhíu càng gia tăng hơn rồi, Diệp Thần Phong các loại mấy cái từ địa huyền giới người tới, Vân Mộ Linh bọn hắn muốn tuyển chọn mấy cái mang về, dù sao vẫn có thể từ bọn hắn trong miệng biết được một ít địa huyền giới tình huống đây. Muốn dẫn đương nhiên muốn dẫn thực lực khá mạnh người rồi, tại Vân Mộ Linh bọn hắn xem ra, Diệp Thần Phong mặc dù rất giống chỉ có hơn 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó, thế nhưng Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, địa huyền giới người căn cơ khẳng định bất ổn, còn không bằng mang theo niết bàn cảnh người trở lại, chí ít niết bàn cảnh người tại trong tông môn có thể cử đi tác dụng. Mà Phượng Hoàng Tông chính là ba cái trong tông môn thế lực yếu nhất, rất rõ ràng Hắc Ma Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc đã chọn lựa ra chính mình yếu người, như vậy để cho Phượng Hoàng Tông chỉ có Diệp Thần Phong rồi. Này làm sao có thể để Vân Mộ Linh không buồn bực. Kỳ thực Vân Mộ Linh vừa ý cũng là Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân hai nữ nhân này, người cắn môi mở miệng nói, lẽ nào các ngươi chỉ muốn để cho ta một cái tạo hóa cảnh nhất trọng thiên tiểu tử sao? Các ngươi cũng không nên quá mức. Diệp Thần Phong nghe được Vân Mộ Linh lời nói, vừa vặn hắn lại một mực tại chú ý Vân Mộ Linh đám người ánh mắt, trong lòng của hắn là càng thêm phiền muộn, xem ra hắn là được hôm nay huyền giới ba người cho chê, Diệp Thần Phong cũng không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Bất quá, hắn cảm giác được Vân Mộ Linh các loại trên thân ba người khí thế cường hãn sau, hắn chỉ có thể lựa chọn tính quan kỳ biến rồi. Chương 1808, bị xem thành thổ miết. Khổng Chí Núi không hề trả lời Vân Mộ Linh lời nói, hắn trực tiếp đi tới Ma Đế Huyết Thiên bên cạnh. Hắn nhìn xem tay chân đều mất đi Huyết Thiên, hắn gật đầu nói, đúng vậy, trên đất huyền giới đều có thể đến hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Theo ta về Hắc Ma Tông sau đó ta sẽ cho ngươi tứ chi sống lại. Nguyên bản rơi vào tuyệt vọng đối chu vi sự vật không quan tâm chút nào Huyết Thiên, con mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy, Khổng Chí Núi lại đi tới bốn đại ma tướng bên cạnh, hắn lần lượt nhấc lên bốn đại ma tướng trên cánh tay phải tay áo, hắn không nhìn thấy bốn đại ma tướng trên cánh tay phải có niết bàn về sau tơ máu, hắn cau mày, hỏi các ngươi đều không có trải qua niết bàn. Khổng Chí Núi trên người tràn đầy uy thế, một tên trong đó ma tướng không khỏi hồi đáp, niết bàn cảnh niết bàn trên đất huyền giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết rồi, địa huyền giới không ai có thể tại niết bàn cảnh niết bàn rồi. Nghe vậy, Khổng Chí Núi ngón tay búng một cái, một chiếc màu đen thuyền xuất hiện, chiếc thuyền này không là rất lớn, chỉ có thể làm cho 8 người khoảng chừng đứng ở mặt trên. Tại màu đen thuyền xuất hiện sau đó Khổng Chí Núi trực tiếp đem Huyết Thiên cùng 4 đại ma tướng xách lên thuyền. Chính hắn cũng hắn bước lên màu đen thuyền. Khi hắn bước lên màu đen thuyền trong nháy mắt, chỉnh chiếc màu đen trên thuyền lập tức hiện lên linh khí, chỉ là trong nháy mắt, màu đen thuyền liền phá không mà đi rồi. Chiếc này màu đen thuyền chính là linh thuyền, này chính là phi hành linh khí, Khổng Chí Núi chiếc này màu đen thuyền thuộc về thượng phẩm linh khí. Tuy nói thượng phẩm linh khí chỉ cần lục phẩm luyện khí sư là có thể luyện chế ra đến, thế nhưng lấy địa huyền giới luyện khí trình độ, coi như là lục phẩm luyện khí sư cũng luyện chế không ra linh thuyền tới. Tại Khổng Chí sườn núi Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng rời đi sau. Trương Nhớ Mai cũng đi tới Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân bên cạnh, người cũng kiểm tra một hồi Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân cánh tay phải,
đang xác định Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân cánh tay phải cũng không có tơ máu, sau đó người biết địa huyền giới người hẳn là không thể tại niết bàn cảnh niết bàn được rồi. Trương Nhớ Mai bên cạnh vậy đột nhiên giữa xuất hiện một chiếc màu trắng thuyền, không có trải qua Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đồng ý, người trực tiếp mang theo Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân ngồi linh thuyền rời đi. Bởi Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân tại vô tận trong tinh không khó chịu cảm giác vẫn không có tiêu trừ. Hai người bọn họ trong thân thể tạm thời không sử dụng ra được sức mạnh đến, các nàng chỉ có thể mặc cho Trương Nhớ Mai mang theo các nàng rời đi. Từ đầu tới cuối Khổng Chí Núi cùng Trương Nhớ Mai đều không có nhìn thêm Diệp Thần Phong một mắt, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là một cái tạo hóa cảnh tiểu tử mà thôi. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đi nhấc lên Diệp Thần Phong trên cánh tay phải tay áo rồi. Yếu là bọn hắn nhấc lên Diệp Thần Phong cánh tay phải tay áo, bọn hắn là có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong trên cánh tay phải có ba cái tơ máu rồi. Diệp Thần Phong chính là tam chuyển niết bàn. Nếu như bị bọn hắn phát hiện Diệp Thần Phong trên cánh tay ba cái tơ máu, bọn hắn tuyệt đối sẽ tranh nhau cướp Diệp Thần Phong, dù sao trên trời huyền giới niết bàn cảnh cường giả niết bàn cũng là cực kỳ không dễ, rất nhiều người tại niết bàn cảnh chỉ có thể trải qua một lần hoặc là hai lần niết bàn. Phượng Hoàng Tông Vân Mộ Linh, nàng nhìn thấy Khổng Chí Núi cùng Trương Nhớ Mai đều không để ý đến người, nàng chọc tức ngực phập phồng, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ thoáng hiện tức giận, dáng dấp trông rất đẹp mắt. Đẹp mắt nữ nhân liền là tức giận lên cũng cực kỳ cảm động. Vân Mộ Linh rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, ai để cho bọn họ Phượng Hoàng Tông là ba cái trong tông môn yếu nhất đây. Vân Mộ Linh đôi mắt đẹp như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Mà Diệp Thần Phong quần áo có phần rách nát, dáng dấp cũng cực kỳ chật vật, nhìn qua ngược lại là cùng ăn mày không hay rồi. Kỳ thực Diệp Thần Phong có thể hành động như thường, chỉ là vì không sinh sự đầu, hắn mới cố ý nằm trên đất ra vẻ không cách nào hành động, hắn cũng thử qua tiếp tục câu thông hỗn độn nhẫn, đáng tiếc hắn cảm giác hỗn độn trên mặt nhẫn dĩ nhiên tạo thành nhất cổ lực cản, lấy Diệp Thần Phong đoán chừng, chỉ có hắn đem khôi phục thực lực đến niết bàn cảnh. Hắn mới có thể đột phá tầng này lực cản rồi. Vân Mộ Linh từng bước một đến gần rồi Diệp Thần Phong, của nàng mày liễu hơi nhíu lên, bởi vì nàng phát hiện đang đến gần Diệp Thần Phong sau. Trong lòng nàng không tự chủ sinh ra một loại rung động, thật giống Diệp Thần Phong trên người có vật gì đó hấp dẫn người, này làm cho gò má của nàng vi vi ửng hồng rồi. Mà theo Vân Mộ Linh tới gần, Diệp Thần Phong cũng cảm giác trong cơ thể Phượng Hoàng Áo Nghĩa trở nên xuẩn xuẩn dục động. Hắn vội vàng đem dục dịch Phượng Hoàng Áo Nghĩa khắc chế rồi. Bởi vì cái này cố hấp dẫn, Vân Mộ Linh cảm thấy Diệp Thần Phong không phải chán ghét như vậy rồi, người được nhô ra ý nghĩ này cho sợ hết hồn sao, trong lòng nàng tự nói ta lúc nào trở nên không biết xấu hổ như vậy. Ta làm sao có thể sẽ thích một cái lần thứ nhất thấy người. Lại nói thực lực của hắn lại thấp như vậy hơi. Vân Mộ Linh ngồi xổm xuống, nàng nhìn Diệp Thần Phong. Hỏi, ngươi tên là gì? Hiện tại hỗn độn nhẫn tiểu thế giới không cách nào tiến vào, Diệp Thần Phong nhất định muốn tìm một tạm thời sống yên ổn chi địa. Hắn hồi đáp, ta gọi Diệp Thần Phong. Vân Mộ Linh gật đầu nói, lấy thực lực của ngươi ngươi nên không đến được thiên huyền giới tới, ngươi nên tại 20 đến 30 tuổi trong lúc đó chứ. Lấy ngươi tuổi tác như vậy nắm giữ tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Tại các ngươi địa huyền giới hẳn là tính được là phổ thông thiên tài chứ. Nhưng là trên trời huyền giới tư chất của ngươi cũng rất chênh lệch. Bất quá, ngươi cũng không nên nản chí, ta mang ngươi về chúng ta Phượng Hoàng Tông, về sau chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, ngươi tối thiểu có thể đến niết bàn cảnh. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt dáng dấp này tú mỹ nữ nhân, hắn cảm thấy người nữ nhân này tâm ngược lại là rất thiện lương, bất quá, trong lòng của hắn là một trận không nói gì, hắn rất muốn nói ca ca ta hiện tại chính là niết bàn cảnh rồi. Hơn nữa trải qua ba lần niết bàn rồi. Diệp Thần Phong cười khổ một cái, nói ra, về sau ta sẽ cố gắng tu luyện. Vân Mộ Linh đối với Diệp Thần Phong thái độ phi thường hài lòng, viên đan dược kia ngươi ăn vào đi. Đối với ngươi mới có lợi. Vân Mộ Linh trong tay lấy ra một viên đan dược màu trắng, này chính là một viên tứ phẩm đan dược, có thể giúp người tu luyện khôi phục nhanh chóng linh khí cùng thương thế. Diệp Thần Phong ra vẻ đã khôi phục một ít khí lực, hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn nhận lấy Vân Mộ Linh trong tay tứ phẩm đan dược, hắn cảm giác một cái viên đan dược kia, thân là ngũ phẩm luyện dược sư Diệp Thần Phong, hắn đối với đan dược là cực kỳ bén nhạy. Tại dưới sự cảm ứng,
Diệp Thần Phong trong lòng lập tức mắng, đây là cái nào khốn nạn luyện chế đan dược. Quả thực là quá thất bại. Diệp Thần Phong từ lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nơi đó học đều là đỉnh cấp chế thuốc chi thuật, viên này tứ phẩm đan dược bên trong tạp chất có không ít, hơn nữa dược hiệu cũng không phải quá mạnh, nếu để cho Diệp Thần Phong đến luyện chế loại này tứ phẩm đan dược, hắn có thể đủ đem tạp chất toàn bộ sắp xếp ra, hơn nữa dược hiệu hội càng thêm tốt. Dùng loại này có tạp chất đan dược, lâu dần đối người tu luyện bản thân hội có ảnh hưởng. Vân Mộ Linh thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không có dùng đan dược, người hỏi, lẽ nào ngươi chưa từng thấy tứ phẩm đan dược sao? Các ngươi địa huyền giới cao nhất phẩm bậc luyện dược sư đã tới mấy phẩm? Diệp Thần Phong chính mình chính là ngũ phẩm luyện dược sư, trừ hắn ra, nguyên bản địa huyền giới cao nhất chỉ có là tứ phẩm luyện dược sư. Hắn liền hồi đáp, địa huyền giới nguyên bản cao nhất phẩm bậc chính là tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa chỉ có hai tên. Vân Mộ Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng nói, khó trách ngươi hội bộ dáng này rồi. Ngươi khẳng định chưa từng có dùng qua tứ phẩm đan dược đây này chứ. Viên đan dược kia ngươi liền yên tâm dùng đi. Tại chúng ta toàn bộ thiên huyền giới, cao nhất phẩm bậc luyện dược sư cũng chỉ có bát phẩm. Ta tại Phượng Hoàng Tông bên trong, bình thường lấy được tứ phẩm đan dược cũng cực kỳ có hạn, luyện dược sư đều là người mắt cao hơn đầu. Nếu có một tên ngũ phẩm luyện dược sư đến chúng ta Phượng Hoàng Tông, chúng ta Phượng Hoàng Tông lão tổ liền sẽ đích thân nghênh tiếp rồi. Đồng thời sẽ đem hắn tôn sùng là khách quý. Diệp Thần Phong nghe vậy, trong lòng của hắn một trận vui sướng, hắn hiện tại không phải là ngũ phẩm luyện dược sư sao? Xem ra luyện dược sư trên trời huyền giới như thế vô cùng nổi tiếng, hắn đang suy nghĩ một phen sau đó hắn vẫn là có ý định tạm thời không công khai chính mình thân phận của luyện dược sư. Diệp Thần Phong cũng không muốn dùng viên này chứa đựng tạp chất tứ phẩm đan dược, hắn nói ra ta muốn để đó về sau lại dùng. Có thể hay không? Ta không bỏ được hiện tại liền dùng, đây là ta lần thứ nhất thu được tứ phẩm đan dược. Diệp Thần Phong hành động vô cùng xuất chúng, hầu như có thể lấy giả đánh cháo rồi. Diệp Thần Phong bộ này dế nhũi dạng để Vân Mộ Linh không khỏi cười một tiếng, nàng nói, vậy ngươi để lại đi. Nhưng Diệp Thần Phong cùng Vân Mộ Linh ai mới là dế nhũi đâu này? Diệp Thần Phong muốn dùng tứ phẩm đan dược, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí ngũ phẩm đan dược cũng có thể bất cứ lúc nào dùng, chỉ cần hắn nguyện ý luyện chế, hơn nữa Diệp Thần Phong dùng đều là không chứa đựng bất kỳ tạp chất gì đan dược. Chương 1809, rác rưởi. Một chiếc màu xanh da trời linh trên thuyền. Vân Mộ Linh cùng Diệp Thần Phong đứng ở bên trên, chiếc này linh thuyền yếu so với trước kia Trương Nhớ Mai cùng Khổng Chí núi linh thuyền nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể làm cho ba người đứng ở phía trên. Vân Mộ Linh chiếc này linh thuyền là trung phẩm linh khí, địa huyền giới đã sớm thất truyền chế tác linh thuyền thủ pháp, cho nên huyền giới luyện khí sư mới không cách nào luyện chế ra linh thuyền tới. Chiếc này màu xanh da trời linh thuyền ở trên bầu trời cấp tốc chạy như bay. Khống chế chiếc này linh thuyền đối với Vân Mộ Linh tới nói hết sức ung dung, cho nên nàng vẫn có thể vừa cùng Diệp Thần Phong tán gẫu đây. Diệp Thần Phong biết rồi Vân Mộ Linh bây giờ tại hóa thần cảnh tầng 3 đỉnh phong thực lực. Diệp Thần Phong hỏi, Vân tỷ, tại hóa thần cảnh bên trên còn có cái gì cảnh giới? Đi ngang qua tiếp xúc ngắn ngủi sau đó Vân Mộ Linh để Diệp Thần Phong gọi hắn Vân tỷ rồi. Vân Mộ Linh nói ra, hóa thần cảnh bên trên còn có linh thần cảnh cùng địa thần cảnh, chúng ta Phượng Hoàng Tông lão tổ thực lực liền ở địa thần cảnh, mỗi một cảnh giới đều chia làm vừa đến 7 tầng. Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, cái kia địa thần cảnh bên trên cảnh giới đâu này? Vân Mộ Linh không vui nói, ngươi không cần mơ tưởng xa vời rồi, địa thần cảnh bên trên cảnh giới không phải là ngươi có thể tiếp xúc được rồi, nếu ngươi đã đi tới thiên huyền giới, như vậy ngươi liền cho rằng địa thần cảnh làm mục tiêu đi. Vân Mộ Linh nói tiếp, trong lòng ngươi cũng không nên không phục khí, tại chúng ta thiên huyền giới, tại 100 tuổi trước đó bước vào trưởng gió văn học, VKT Niết Bàn Cảnh, tư chất xem như là thượng đẳng rồi, tại 200 tuổi trước đó bước vào hóa thần cảnh. Có thể miễn cưỡng xưng là thiên tài rồi. Đối với người tu luyện tới nói tuổi tác sớm sẽ không là trọng yếu nhất rồi, theo thực lực tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Thậm chí tại mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, người trả một mực duy trì tại mấy chục tuổi dáng dấp đây. Cho nên, đang tu luyện người bên trong, nam nữ song phương kết hợp, căn bản sẽ không lo lắng tuổi tác vấn đề, bởi vì cái này đối với cường giả tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề.
Vân Mộ Linh an ủi, bất quá, ngươi cũng không dùng tới nản lòng, tại chúng ta Phượng Hoàng Tông bên trong, chỉ cần ngươi có thể bước vào Niết Bàn cảnh, như vậy ngươi liền có thể trở thành nội môn đệ tử, nếu như ngươi có thể bước vào Hóa Thần cảnh, như vậy ngươi liền có thể trở thành nội môn trưởng lão rồi. Chờ ngươi trên trời huyền giới ở một quãng thời gian, ngươi sẽ biết giải địa phương này. Diệp Thần Phong thấy Vân Mộ Linh chỉ nói ra Hóa Thần cảnh, Linh Thần cảnh cùng Địa Thần cảnh này ba cái cảnh giới, hắn liền cũng không nhiều thêm hỏi tới, về sau hắn có nhiều thời gian đi chậm rãi hiểu rõ. Diệp Thần Phong lại hỏi, Vân Tỷ, ngày đó huyền giới cấp bậc cao nhất luyện khí sư đến mấy phẩm? Vân Mộ Linh nói ra, tại toàn bộ thiên huyền giới theo ta sẽ giải thích, cao nhất cấp bậc cũng là bát phẩm luyện khí sư. Như vậy phù sư đâu này? Các ngươi thiên huyền giới cấp bậc cao nhất phù sư đến mấy phẩm? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Vân Mộ Linh một bên khống chế linh thuyền, người một bên nghi ngờ liếc nhìn Diệp Thần Phong. Bất quá, người vẫn là hồi đáp, trên trời huyền giới cấp bậc cao nhất phù sư chính là thất phẩm phù sư. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi là muốn bước lên luyện dược sư một đường? Vẫn là ngươi yếu bước lên luyện khí sư một đường? Hay hoặc giả là ngươi muốn bước lên phù sư một đường? Luyện khí sư cùng phù sư trên trời huyền giới cùng luyện dược sư như thế, bọn họ đều là một ít tính khí cao ngạo gia hỏa, tại vùng thế giới này giữa chỉ có một số ít người có thể bước lên chế thuốc một đường. Hoặc là luyện khí một đường, hay hoặc giả là phù sư một đường, nhưng ở một số ít nhân chi trong, lại có một nhóm người cả đời đều chỉ có thể đủ tìm thấy ngưỡng cửa. Chỉ có cực nhỏ bộ phận người có thể ở trong đó có phát triển lên, trở thành chịu đến người tu luyện hoan nghênh tồn tại. Cho nên, ngươi vẫn là từ bỏ cái ý niệm này đi. Ngươi tại địa huyền giới đều không có bước vào trong đó. Đã đến thiên huyền giới thì càng khỏi phải nói. Diệp Thần Phong không cần thiết chút nào mà hỏi, trên trời huyền giới có người có thể thuốc khí đồng tu sao? Hoặc là có người có thể thuốc khí phù ba người đồng tu sao? Vân Mộ Linh khóe miệng động lòng người cười cười, người phảng phất là đang cười Diệp Thần Phong vô tri đáng yêu. Nàng nói, đừng nói là thuốc khí phù cùng tu, trên trời huyền giới liền ngay cả thuốc khí đồng tu người cũng không có. Này chế thuốc, luyện khí hoặc là luyện phù, bất kể là trong đó bên nào, hầu như đều cần tiêu hao suốt đời tinh lực rồi, không có ai hội thuốc khí đồng tu, hoặc là thuốc khí phù đồng tu. Ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung, chờ đến Phượng Hoàng Tông sau đó ta sẽ cho ngươi tìm một khá một chút sư phụ, tranh thủ cho ngươi sớm ngày bước vào Niết Bàn cảnh. Diệp Thần Phong bây giờ đối với thiên huyền giới vẫn là mơ mơ màng màng, xem ra yếu hoàn chỉnh hiểu rõ thiên huyền giới, hắn còn cần hoa một đoạn thời gian được rồi. Linh thuyền đang bay qua một mảnh hẻm núi thời điểm, Vân Mộ Linh đột nhiên khống chế linh thuyền dừng lại ở giữa không trung bên trong. Diệp Thần Phong vừa lúc ở tự mình suy nghĩ vấn đề, hắn từ Vân Mộ Linh trong miệng cũng biết, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân là không có nguy hiểm. Các nàng chỉ là được Tuyết Nguyệt Cốc nội môn trưởng lão chọn lựa gia nhập Tuyết Nguyệt Cốc chi bên trong. Tại linh thuyền dừng lại ở giữa không trung sau đó Diệp Thần Phong cũng hiếu kỳ nhìn xuống đi, chỉ thấy tại dưới đáy một vùng thung lũng thượng, mơ hồ có nhất cổ ánh sáng tỏa ra, tại sơn cốc trước có hai người đứng ở nơi đó. Vân Mộ Linh nói ra, chúng ta đi xuống xem một chút, dưới đáy hai người hẳn là chúng ta Phượng Hoàng Tông đệ tử nội môn. Nói xong. Vân Mộ Linh khống chế linh thuyền hướng về sơn cốc bay đi. Rất nhanh, linh thuyền liền đứng tại trên mặt đất, Vân Mộ Linh tiện tay đem linh thuyền thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Cái kia hai tên đứng ở sơn cốc trước chính là dáng dấp nhìn như 20 đến 30 tuổi thanh niên, ngực của bọn họ quần áo đồng dạng là thêu một con màu lửa đỏ phượng hoàng. Hai người kia, trong đó một cái tên là Vương Kỳ Cường người, thực lực của hắn tại Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Một cái khác thực lực tại Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, tên của hắn gọi là Ngô Hướng Về Văn. Chớ xem bọn hắn dáng dấp thật giống chỉ có 20 đến 30 tuổi, kỳ thực bọn hắn đã có 100 tuổi ra mặt, bất quá, trên trời huyền giới 500 tuổi trong vòng cường giả, bọn hắn chả cũng có thể được gọi là trẻ tuổi. Nơi này khoảng cách Phượng Hoàng Tông lộ trình cũng không phải rất xa, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn vừa vặn kết thúc ở bên ngoài rèn luyện. Bọn hắn trải qua chỗ này sơn cốc thời điểm, bọn hắn liền phát hiện trên thung lũng mơ hồ có ánh sáng tỏa ra, như vậy bên trong thung lũng này liền khẳng định có thứ tốt. Cho nên, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn tài chuẩn bị đi tìm tòi hư thực.
Bọn hắn đang nhìn đến Vân Mộ Linh, sau đó bọn hắn trong con ngươi một loại nào đó khát vọng chợt lóe lên, tại trước mặt bọn họ có một hang núi, nhưng tại trước sơn động có một cái trận pháp ngăn cản đường đi của bọn họ, nhất định muốn phá tan trận pháp này mới có thể tiến vào bên trong. Nhưng Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn đều không thể phá tan, trước mắt nhìn thấy Vân Mộ Linh đến rồi, bọn hắn biết có hy vọng, Vương Kỳ Cường nói ra, Vân trưởng lão, người tới thật đúng lúc, người có thể hay không phá tan cửa sơn động trận pháp này. Trước đó chúng ta cũng đi qua nơi này rất nhiều lần rồi, nhưng một mực không có phát hiện có như thế một hang núi, ta cũng nghĩ thế bởi vì nguyên nhân nào đó, hang núi này mới hiển lộ ra, hay là tại bên trong hang núi này có bảo vật gì cũng nói không chắc. Ngược lại, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn ánh mắt chú ý tới Diệp Thần Phong, tại phát hiện Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên, sau đó bọn hắn trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ khinh bỉ. Phượng Hoàng Tông người đều biết Vân Mộ Linh ở đằng kia đầu hồ nước trước chờ đợi, tại hồ nước dưới đáy có một cái liên tiếp địa huyền giới thông đạo. Ngô Hướng Vệ Văn hỏi, Vân trưởng lão, phế vật này lẽ nào chính là địa huyền giới tới? Địa huyền giới quả nhiên là một cái chỗ man di mọi dợ. Đúng vậy, Vân trưởng lão, ngươi chẳng lẽ muốn mang tên rác rưởi này về Phượng Hoàng Tông? Ta xem hắn cũng chỉ xứng cho Phượng Hoàng Tông làm cái gì đệ tử tạp dịch. Vương Kỳ Cường cũng căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hai cái này trắng, xi lông chim, cũng mới chỉ là niết bàn cảnh nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên mà thôi. Mới vừa vặn gặp mặt liền nói hắn Diệp Thần Phong là rác rưởi. Bất kể là ai được nói thành là rác rưởi, tâm tình khẳng định cũng sẽ không tốt, giờ phút này Diệp Thần Phong tâm tình liền vô cùng không đẹp đẽ. Vân Mộ Linh nghe được Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn lời nói sau, của nàng khẽ cau mày, Diệp Thần Phong trên người có một loại hấp dẫn đồ vật của nàng, trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong vẫn rất có hảo cảm, nàng nói các ngươi bước lên con đường tu luyện đã có hơn 100 năm, mà hắn bước lên con đường tu luyện mới 20 đến 30 năm trong lúc đó. Hắn tại tuổi tác như vậy có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, huống chi vẫn là ở địa huyền giới, hắn đã tốt vô cùng. Diệp Thần Phong nghe được hai người này đều tu luyện hơn 100 năm, trong lòng hắn lập tức trở nên khoan khoái cực kỳ, nói hắn Diệp Thần Phong là rác rưởi. Hắn thực lực chân chính nhưng là có niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nếu như hắn cũng tu luyện cái hơn 100 năm, sớm liền không biết có thể vứt ra hai người này bao nhiêu con phố rồi. Tại Diệp Thần Phong trước mặt này Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn hẳn là mới là hoàn toàn rác rưởi. Chương 1810, Phệ Hồn Yêu. Thấy Vân Mộ Linh dĩ nhiên giúp đỡ Diệp Thần Phong cái này địa huyền giới rác rưởi nói chuyện, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn cười lạnh liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong. Vương Kỳ Cường nói ra, Vân trưởng lão nói rất đúng, vừa vặn là chúng ta nhất thời nói sai rồi. Vân Mộ Linh nghe được Vương Kỳ Cường thừa nhận sai lầm sau, người lúc này mới bắt đầu quan sát trước mặt hang núi này cửa động rồi, người cảm thụ cửa sơn động trong trận pháp power, người đối với Diệp Thần Phong đám người nói các ngươi trước tiên lui sau một điểm. Diệp Thần Phong, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn ba người này, bọn hắn đều lui về phía sau một khoảng cách. Thấy Vân Mộ Linh đang chuyên tâm phá tan trận pháp, Vương Kỳ Cường thấp giọng với Diệp Thần Phong, nói ra, rác rưởi, người nhớ kỹ cho ta một điểm, người tốt nhất cách Vân Mộ Linh xa một chút. Coi trọng Vân Mộ Linh người nhưng là có rất nhiều, người căn bản không phải ngươi có thể tới gần, ngươi yếu nhớ kỹ cho ta, ngươi chỉ là một cái chỗ man di mọi dợ rác rưởi mà thôi. Diệp Thần Phong trong con ngươi âm trầm quang mang chớp động lên, xem ra Vân Mộ Linh vị này nội môn trưởng lão tại Phượng Hoàng Tông địa vị cũng không cao lắm, bằng không tại trong âm thầm Vương Kỳ Cường làm sao sẽ gọi thẳng tên Vân Mộ Linh đây. Ngô Hướng Vệ Văn cũng âm thanh hung tàn trầm thấp nói ra, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Như ngươi phế vật như vậy, chúng ta cho dù động thủ giết ngươi, tại Phượng Hoàng Tông bên trong căn bản không có người hội có ý kiến, huống chi ngươi bây giờ còn chưa rất nhiều vào Phượng Hoàng Tông đây. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận cười gằn, hắn mới vừa vặn đi tới thiên huyền giới không bao lâu, hắn cũng không có cùng Vân Mộ Linh quá mức tiếp cận, hắn đã bị hai cái không biết từ nơi nào nhô ra thằng ngốc cho uy hiếp. Nếu như Diệp Thần Phong thực lực không có tạm thời hạ thấp, hắn đã sớm đưa hai cái này trắng. Xì đi gặp Diêm Vương ra rồi. Oanh! Một tiếng, cửa sơn động trận pháp được Vân Mộ Linh công kích cho mạnh mẽ phá tan rồi. Ngô Hướng Vệ Văn hòa Vương Kỳ Cường thấy thế, bọn hắn lập tức đi tới, nói ra, may mắn mà có Vân trưởng lão người đúng lúc đi qua nơi này,
nếu cửa sơn động trận pháp bị phá ra rồi, như vậy chúng ta vào trong hang mặt đi tìm tòi hư thực đi. Tuy rằng không biết trong hang núi có hay không nguy hiểm. Nhưng nếu như đem nơi này hồi báo cho tông môn, như vậy trong tông môn cũng xác thực sẽ phái cường giả qua đến giúp đỡ, chỉ khi nào tông môn nhúng tay. Như vậy cho dù trong hang núi có bảo vật, cũng nhất định muốn do tông môn đến phân phối. Nhưng là thế nào chính ngươi đi tra xét, nhưng sau phát hiện đã đến bảo vật, như vậy tông môn là sẽ không đến chia một chén canh. Cho nên, trên trời huyền giới rất nhiều tông môn đệ tử hoặc là trưởng lão, bọn hắn tại phát hiện một ít di tích, hoặc là chỗ thần bí lúc, bọn hắn hội trước chính mình tra xét một phen, như vậy có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng là bọn hắn cũng có thể sẽ đạt được nhất phi trùng thiên kỳ ngộ. Vì trở thành cường giả, mạo hiểm là đáng giá. Vân Mộ Linh nói ra, chúng ta trước tiên cẩn thận đi vào tra xét một phen, nếu như xác định nguy hiểm trong đó không phải chúng ta có thể ứng phó, như vậy chúng ta nhất định muốn lập tức hồi báo cho tông môn. Ngô Hướng Về Văn Hòa Vương Kỳ Cường gật đầu nói, hết thảy đều nghe vân trưởng lão ngươi. Vân Mộ Linh nhìn phía sau cách đó không xa Diệp Thần Phong, người đi tới kéo một cái Diệp Thần Phong, nói ra, sau đó ngươi cùng sau lưng ta, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mỗi lần cùng Diệp Thần Phong tới gần, Vân Mộ Linh trong lòng liền rung động lợi hại, bất quá, người có phần thích cái cảm giác này. Cái cảm giác này làm cho nàng có loại không nói được cảm giác thoải mái. Mà mỗi lần cùng Vân Mộ Linh tiếp cận, Diệp Thần Phong bên trong thân thể Phượng Hoàng Áo Nghĩa liền lập tức trở nên cực kỳ không an phận. Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán ra một chút đầu mối, Vân Mộ Linh chỗ ở tông môn tên là Phượng Hoàng Tông. Như vậy này có thể hay không cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Mà Diệp Thần Phong lĩnh ngộ Phượng Hoàng Áo Nghĩa, này Phượng Hoàng Áo Nghĩa bên trong nhưng là ẩn chứa chân chính hỏa Phượng Hoàng hơi thở, nếu như Phượng Hoàng Tông thật cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Như vậy trong cơ thể hắn Phượng Hoàng Áo Nghĩa có biến hóa, này cũng có thể giải thích rồi. Bất quá, Ngô Hướng Về Văn Hòa Vương Kỳ Cường dã là Phượng Hoàng Tông đệ tử, bọn hắn đến gần Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong trong cơ thể Phượng Hoàng Áo Nghĩa liền một chút phản ứng cũng không có. Ngô Hướng Về Văn Hòa Vương Kỳ Cường nhìn thấy Vân Mộ Linh đối Diệp Thần Phong chiếu cố như vậy, bọn hắn thừa dịp Vân Mộ Linh không chú ý. Bọn hắn đối Diệp Thần Phong là liên tục cười lạnh. Ngô Hướng Về Văn nhỏ giọng nói, nếu như hắn có thể sống đến Phượng Hoàng Tông. Hơn nữa hắn tại Phượng Hoàng Tông bên trong cũng dám cùng Vân Mộ Linh như thế tiếp cận, như vậy hắn sẽ ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Ta xem nếu có cơ hội, như vậy ta trực tiếp trong sơn động đưa hắn giải quyết, hay là chúng ta chả có thể có được Chu Thiếu một ân tình đây. Vương Kỳ mạnh hơn một chút đầu thấp giọng nói, cái kia tại vào sơn động sau đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Bên trong hang núi này hay là thật sự có bảo vật cũng không nhất định, chúng ta trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm đến bảo vật, nếu như có thể ở trong đó đạt được một ít cơ duyên vậy thì không thể tốt hơn rồi. Vân Mộ Linh không có đi cẩn thận nghe Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, người cái thứ nhất đi vào bên trong hang núi, Diệp Thần Phong đi sát Vân Mộ Linh phía sau, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn cũng lập tức đi vào trong đó. Bên trong hang núi một mảnh đen như mực, bất quá. Cái này cũng không có thể ảnh hưởng Vân Mộ Linh đám người, tại như vậy trong hoàn cảnh, tại trong phạm vi nhất định, Vân Mộ Linh đám người thị lực chả là không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Bên trong hang núi thông đạo vặn vẹo làm, mỗi đi qua một đoạn thông đạo, trên mặt đất sẽ xuất hiện một ít tàn phá trận pháp. Những này tàn phá trận pháp là liên tiếp ở trong sơn động xuất hiện. Tại càng đi trong hang núi đi, Diệp Thần Phong trong lòng liền có một loại dự cảm xấu. Hắn trong nghi tâm thức hải không tự chủ trở mình chuyển động, hắn nhắc nhở, Vân tỷ, hay là chúng ta không nên đi vào bên trong rồi, nơi này có một ít quái lạ. Ngô Hướng Về Văn cười nói, lá gan của ngươi nên sẽ không như thế tiểu chứ. Ta làm sao không nhìn ra nơi này có nguy hiểm, ngươi sợ chết liền chính mình đường cũ trở về đi. Diệp Thần Phong mới vừa vặn đi tới thiên huyền giới, trên người hắn lưng đeo gánh nặng, nếu như hắn đã bị chết ở tại nơi này cũng quá oan uổng. Hắn đối với Vân Mộ Linh, nói ra, Vân tỷ, ngươi nếu như tin tưởng ta, như vậy ngươi cùng với ta cùng rời đi đi. Vân Mộ Linh ở trong bóng tối mím môi, nàng chính là muốn đi tin tưởng Diệp Thần Phong, nàng nói, được, ta và ngươi cùng đi ra ngoài. Nhưng mà, tại Vân Mộ Linh tiếng nói hạ xuống xong, Diệp Thần Phong trong nghi tâm thức hải kịch liệt trở mình vọt lên, hắn nói ra thật giống đã muộn. Vương Kỳ Cường khinh thường nói, cố làm ra vẻ bí ẩn.
Nhưng là tại dưới chân bọn họ nguyên bản tàn tạ trận pháp đột nhiên chuyển động, toàn bộ tàn tạ trận pháp trong nháy mắt biến thành một cái hoàn thành trận pháp. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một trận mê muội, đợi được hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã xuất hiện tại một cái phong bế nhà đá bên trong. Mà Vân Mộ Linh, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn cũng xuất hiện tại đây. Ở cái này nhà đá trên vách tường đều khắc họa đầy trận pháp. Những trận pháp này toàn bộ đồng thời vận chuyển, một cổ hạn chế bên trong tràn ngập ở bên trong thạch thất. Diệp Thần Phong bọn bốn người bên trong thân thể linh khí toàn bộ được chế trụ. Một đạo mềm mại thanh âm đột nhiên bồng bềnh ở nhà đá bên trong, hoan nghênh đi tới phòng của ta ngồi xuống, ta nghĩ các ngươi đến rồi khẳng định liền sẽ không muốn đi rồi. Chính lúc Diệp Thần Phong cùng Vân Mộ Linh đám người nhìn chung quanh thời điểm. Một cái bóng mờ xuất hiện tại nhà đá bên trong, đạo hư ảnh này chính là một cái dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ tử. Nữ tử quần áo trên người phi thường đơn bạc, trên người có một loại đối nam nhân chí mạng sức hấp dẫn. Vân Mộ Linh nhìn thấy đạo hư ảnh này sau đó người đối với Diệp Thần Phong nói ra, đây là phệ hồn yêu, này phệ hồn yêu chính là một loại cực kỳ đặc thù yêu thú, cũng có thể nói này phệ hồn yêu chỉ là một loại năng lượng thể, không có bất kỳ phân biệt giới tính, phệ hồn yêu có thể biến ảo thành các loại đồ vật, quan trọng nhất là phệ hồn yêu thích nhất hút người tu luyện thần niệm, thôn phệ người tu luyện thức hải rồi. Biến ảo thành khuôn mặt đẹp nữ tử phệ hồn yêu, người cười nói, ta làm yêu thích như vậy giới thiệu. Người rồi hướng Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn nói ra, lẽ nào các ngươi không cảm thấy ta rất đẹp không? Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn không khỏi ám nuốt nước miếng, phệ hồn yêu giờ phút này sức hấp dẫn đối với bọn hắn tới nói quá lớn. Vân Mộ Linh nhìn thấy Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn ám nuốt nước miếng dáng dấp, trong lòng nàng một trận khinh thường. Phệ hồn yêu vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra tiểu ca, lẽ nào ngươi không thấy ta đẹp sao? Diệp Thần Phong định lực nhưng không phải người bình thường có thể so với, lại nói bên cạnh hắn nữ nhân nào không phải mỹ nữ, hắn liếc nhìn Vân Mộ Linh sau đó nói ra, ngươi là rất đẹp, đáng tiếc ngươi không có vân tỷ đẹp, lại nói ngươi căn bản cũng không phải là cô gái, nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta thao túng tự cho là đúng nữ nhân mị lực, ta chỉ biết cảm thấy rất buồn nôn. Ngươi chỉ là cái bất nam bất nữ đồ vật mà thôi. Chương 1811, ngươi không có ý định nuốt bọn hắn. Vân Mộ Linh nghe được Diệp Thần Phong tán thưởng người rất đẹp, người hàm răng không tự chủ cắn môi, hai bên trên gương mặt dâng lên đỏ ửng, tim đập không hăng hái thêm nhanh hơn một chút, người ở trong lòng âm thầm mắng, Vân Mộ Linh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lẽ nào ngươi thật sự yêu thích người này sao? Ngươi và hắn là không thể nào. Nhất định là chính ta đa tâm, nhất định là như vậy. Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hai người bọn họ trong con ngươi đối phệ hồn yêu nóng rực hạ thấp rất nhiều, chính như Diệp Thần Phong chỗ nói như vậy, này phệ hồn yêu xác thực chính là một cái bất nam bất nữ đồ vật. Lần sau Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn khán đáo vào lúc này, Diệp Thần Phong lại vẫn đang cùng Vân Mộ Linh liếc mắt đưa tình. Hai người bọn họ trong lòng đối Diệp Thần Phong sát ý càng thêm nồng nặc, vừa ý Vân Mộ Linh người có rất nhiều, trong đó bất luận cái nào đều không phải là bọn hắn có thể trêu tới. Này Vân Mộ Linh liền ngay cả hai người bọn họ cũng không dám động bất kỳ ý niệm không chính đáng, tuy rằng Vân Mộ Linh quả thật rất đẹp. Nhưng là liền hai người bọn họ cũng không dám động ý niệm không chính đáng Vân Mộ Linh, Diệp Thần Phong cái này địa huyền giới ra hỏa, lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp cận Vân Mộ Linh. Này làm cho Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Về Văn trong lòng cực kỳ không sảng khoái, bọn hắn cho là mình là thiên huyền giới người tu luyện, bọn họ là cao hơn Diệp Thần Phong nhất đẳng người, bọn hắn đều không dám tới gần Vân Mộ Linh, Diệp Thần Phong cái nhà này bằng cái gì có thể tiếp cận. Thậm chí còn cùng Vân Mộ Linh liếc mắt đưa tình. Có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ rồi, lẽ nào các ngươi không biết mình tình cảnh bây giờ sao? Phệ hồn yêu mềm mại thanh âm vang vọng ở nhà đá bên trong. Bên trong thạch thất trận pháp đã sớm toàn bộ khởi động, Vân Mộ Linh cùng Diệp Thần Phong các loại bên trong cơ thể linh khí hoàn toàn bị kềm chế rồi. Biến ảo thành khuôn mặt đẹp nữ tử phệ hồn yêu, người tuyệt khuôn mặt đẹp trở nên dữ tợn lên, người ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Trong thanh âm cảm giác mềm mại biến mất rồi, thanh âm của nàng trở nên thô lỗ mấy phần. Hỏi, tiểu ca. Ngươi thực sự là quá đau đớn trái tim của ta rồi. Ngươi có biết hay không ta hận nhất cái gì? Ta hận nhất có người nói ta là bất nam bất nữ đồ vật. Ta nghĩ tiểu ca thần của ngươi niệm cùng thức hải nhất định đều rất mỹ vị chứ.
Mỹ vị đồ vật yếu ở lại cuối cùng hưởng dụng, để cho ta tới ăn trước một điểm khai vị ăn sáng đi. Phệ hồn yêu ánh mắt chuyển đến Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn trên người, từ phệ hồn yêu thể bên trong tuôn ra một nguồn sức mạnh vô hình, này cỗ sức mạnh vô hình trong nháy mắt chui vào, ở đây tất cả mọi người trong óc. Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu rên, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Phệ hồn yêu nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Vân Mộ Linh, nói ra, hai người các ngươi trước tiên ngủ một hồi đi. Chui vào Diệp Thần Phong cùng Vân Mộ Linh mi tâm sức mạnh vô hình trong nháy mắt tăng vọt, Vân Mộ Linh thanh tú khuôn mặt đẹp thượng che kín thống khổ. Một bên Diệp Thần Phong, hắn kỳ thực một điểm cảm giác cũng không có, này cỗ sức mạnh vô hình tiến vào trong biển ý thức của hắn sau, hắn trong mi tâm ba mảnh thức hải lập tức trở mình vọt lên. Những này sức mạnh vô hình toàn bộ được ba mảnh thức hải cho đập tan. Bất quá, Diệp Thần Phong trên mặt cũng cố ý lộ ra thống khổ, Vân Mộ Linh trong miệng chật vật nói ra, này phệ hồn yêu có hóa thần cảnh thực lực, phổ thông công kích căn bản đối hắn không có tác dụng, hơn nữa chúng ta bây giờ linh khí đều được chế trụ. Này phệ hồn yêu cũng chỉ biết công kích người tu luyện thức hải, bọn họ là không cách nào công kích nhục thân, xem ra hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Hay là chết rồi cũng tốt. Như vậy là có thể đoạn rất nhiều người niệm tưởng rồi. Diệp Thần Phong trên mặt cố ý làm ra càng ngày càng vẻ mặt thống khổ đến, hắn khi nghe đến Vân Mộ Linh lời nói sau, trong lòng của hắn vui vẻ. Chỉ cần phệ hồn yêu công kích đối nhục thân không có tác dụng, như vậy Diệp Thần Phong căn bản cũng không tất lo lắng. Bởi vì phệ hồn yêu công kích đối thức hải của hắn cũng chút nào khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thần Phong biết mình hẳn là đã hôn mê, hắn so với Vân Mộ Linh trước một bước ngất ở trên mặt đất. Tại Diệp Thần Phong ra vẻ ngất sau, Vân Mộ Linh cũng lập tức ngất đi. Ngã trên mặt đất Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn, hai người bọn họ cũng không hề ngất, phệ hồn yêu yêu thích thôn phệ tỉnh táo người tu luyện thần niệm cùng thức hải. Phệ hồn yêu nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn tự nói, chỉ là một cái tạo hóa cảnh tiểu tử, hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy. Xem ra thức hải của hắn không bình thường a hát, thức hải của hắn nói không chắc thật sự hội là phi thường mỹ vị. Phệ hồn yêu đi tới Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn trước mặt, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn hoàn toàn hoảng hồn, bọn hắn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy phệ hồn yêu rất đẹp rồi, vừa nãy bọn hắn cũng chỉ là thất thần chốc lát, bọn hắn cũng đã từng nghe nói phệ hồn yêu tàn nhẫn thủ đoạn, này phệ hồn yêu hội xuyên vào mi tâm của ngươi bên trong, từ từ thưởng thức thần của ngươi niệm cùng thức hải. Chúng ta là Phượng Hoàng Tông đệ tử nội môn, Phượng Hoàng Tông cách nơi này cũng không xa, ngươi không thể đủ giết chúng ta, bằng không Phượng Hoàng Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Kỳ Cường hốt hoảng nói ra. Mà Diệp Thần Phong tại cảm thấy được Vân Mộ Linh ngất đi sau đó hắn ra vẻ thống khổ từ trên mặt đất đứng lên, hắn chỉ là không muốn để cho Vân Mộ Linh phát hiện hắn đặc thù, mà Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn ở trong mắt hắn đã là chết người đi được. Ta sẽ không bất tỉnh đi. Ta không thể bất tỉnh đi. Diệp Thần Phong chiến chiến nguy nguy đứng thẳng, hắn trên trán bạo khởi chừng hạt đậu mồ hôi hột, biểu diễn là khó phân thật giả. Phệ hồn yêu thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên lại tỉnh lại, hắn hơi sững sờ, nhưng tiếp theo hắn trong con ngươi tuôn ra vui sướng, hắn nói ra, ngươi lại vẫn không có bất tỉnh đi. Không sai, vô cùng tốt, ngươi đưa tới của ta thèm ăn, ta đã đợi không kịp rồi, ta muốn trước tiên hưởng dụng ngươi đạo này mỹ vị. Phệ hồn yêu trực tiếp biến thành một tia năng lượng, trong không khí cuốn qua một đạo kình phong, này đạo năng lượng trong nháy mắt liền chui vào Diệp Thần Phong trong mi tâm. Bởi phệ hồn yêu quá muốn nuốt vào Diệp Thần Phong thần niệm cùng thức hải rồi, hắn thậm chí cũng không có đem Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn làm cho bất tỉnh đi, bất quá, hai người này cũng tạm thời không cách nào từ dưới đất đứng lên rồi. Nguyên bản rơi vào trong tuyệt vọng Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn. Bọn hắn nhìn thấy phệ hồn yêu trực tiếp chui vào Diệp Thần Phong mi tâm, hai người bọn họ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Vương Kỳ Cường nói ra cũng còn tốt có tên rác rưởi này giúp chúng ta cản một cái, bằng không chỉ sợ ta hiện tại đã bị chết. Tên rác rưởi này cũng vẫn có thể cử đi một chút tác dụng, hắn chết tính là phi thường đáng giá, chúng ta kế tiếp hẳn là phải làm sao. Ngô Hướng Vệ văn cũng lập tức nói ra. Tại Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ văn lâm vào suy tư sau. Diệp Thần Phong chỉ là không nhúc nhích đứng thẳng ngay tại chỗ, phệ hồn yêu tại chui vào Diệp Thần Phong trong nghi tâm sau, hắn lập tức muốn chạy ra đến,
bởi vì hắn nhìn thấy ba mảnh mãnh liệt thức hải, cùng với thức hải phía trên cái kia một đạo cực kỳ khủng bố cửu thiên huyền lôi. Phệ hồn yêu đừng nói là nuốt vào Diệp Thần Phong thức hải cùng thần niệm rồi, tại ba mảnh thức hải lao nhanh dưới, phệ hồn yêu được không ngừng chèn ép, thân thể của hắn đang chậm rãi tán loạn, mà thức hải phía trên đạo kia cửu thiên huyền lôi cũng lóe lên khủng bố ánh chớp. Tại Diệp Thần Phong trong biển ý thức của chính mình, tạo thành một đạo hắn thần niệm hư ảnh, ở nơi này Diệp Thần Phong chính là người thống trị, hắn cười lạnh nói, làm sao? Có hay không thưởng thức đủ rồi? Người cái bất nam bất nữ đồ vật, người nên có thể đi thấy Diêm Vương ra đi nha. Diệp Thần Phong đem mi tâm cho phong bế ở, phệ hồn yêu căn bản trốn không ra. Phệ hồn yêu tại cảm giác được phía trên cửu thiên huyền lôi khủng bố uy năng sau đó hắn lập tức cầu xin tha thứ, ngươi không thể đủ giết ta, ngươi không thể đủ giết ta, ở nơi này xác thực có một chỗ tàng bảo chỗ, ta có thể mang ngươi tới, không có ta tại, ngươi tuyệt đối không tìm được nơi đó. Nghe vậy, Diệp Thần Phong ngược lại là có một ít hứng thú, này phệ hồn yêu công kích căn bản đối với hắn vô dụng, hắn nói ra, ngươi tốt nhất không nên gạt ta, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Diệp Thần Phong mi tâm buông lỏng ra, phệ hồn yêu trong nháy mắt từ Diệp Thần Phong mi tâm bên trong chui ra. Phệ hồn yêu hư ảnh trở nên bạc nhược mấy phần, dáng dấp cũng hiện ra phải vô cùng chật vật, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp Thần Phong sở dĩ thả phệ hồn yêu đi ra, trong lòng của hắn hay là muốn có một chút chắc chắn, cũng tỉ như cái này bên trong thạch thất trận pháp, hắn tại Lão Bạch cùng Lão Hắc bồi dưỡng dưới, hắn đối với trận pháp cũng là có chút tinh thông được rồi. Bên trong thạch thất trận pháp hắn có thể đủ nhẹ nhõm phá vỡ. Mà trước đó ở trong đường hầm, hắn chỉ là không có lưu ý, hắn không nghĩ tới dưới bàn chân tàn tạ trận pháp lại đột nhiên biến thành hoàn chỉnh trận pháp. Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn Khán Đáo phệ hồn yêu lần thứ hai xuất hiện, mà Diệp Thần Phong cũng còn chưa chết, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra nghi hoặc, thân thể nằm dưới đất Vương Kỳ Mạnh, hắn nói ra, ngươi có thể chậm rãi hưởng dụng tiểu tử này thức hải. Ngươi không cần phải gấp. Phệ hồn yêu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt Vương Kỳ Mạnh, hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nơi đó. Diệp Thần Phong bình thản liếc mắt nhìn Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn, hắn đối với phệ hồn yêu nói ra, lẽ nào ngươi không có ý định nuốt bọn hắn. Chương 1812, Thiên Thính Ngọc. Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn khi nghe đến Diệp Thần Phong cùng phệ hồn yêu đối thoại sau đó bọn hắn cảm thấy trong đó có một tia không đúng, bọn hắn tại cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó sắc mặt của bọn họ nhất thời biến hóa liên tục, bọn hắn đã đoán được Diệp Thần Phong cùng phệ hồn yêu đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hơn nữa thật giống phệ hồn yêu còn có một chút e ngại Diệp Thần Phong. Vừa vặn Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn vẫn không có chú ý, bây giờ bọn hắn lại phát hiện phệ hồn yêu có vẻ làm suy yếu. Chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong thức hải có những gì đặc thù sao? Có thể khắc chế phệ hồn yêu. Phệ hồn yêu nghe vậy, khóe miệng hắn nứt ra một vệt nụ cười, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn thấy thế, hai người bọn họ lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, Vương Kỳ Cường đối với Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi không thể đủ khiến hắn làm như vậy, ngươi cũng lập tức muốn trở thành Phượng Hoàng Tông đệ tử, lấy tư cách Phượng Hoàng Tông đệ tử là không thể đủ tự giết lẫn nhau. Diệp Thần Phong lãnh đạm cười một tiếng nói, cũng không phải ta giết các ngươi không phải luôn mồm luôn miệng gọi ta rác rưởi sao? Các ngươi trước đó cũng không phải là muốn giết chết ta sao? Làm sao muốn hướng về ta cầu xin tha thứ? Ta Diệp Thần Phong không thích nhất bị người uy hiếp, cũng không thích bị người nói là rác rưởi, đáng tiếc các ngươi hai điểm này đều chạm đến. Phệ hồn yêu đương nhiên sẽ không nhiều lời, hắn lần thứ hai biến thành một tia năng lượng. Hắn trực tiếp chui vào Vương Kỳ Cường giữa chân mày. Được phệ hồn yêu chui vào trong đó sau. Vương Kỳ Cường trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh một mảnh, thân thể không ngừng trên mặt đất co quắp, trên khuôn mặt huyết nhục đang nhanh chóng khô quắt đi xuống. Nằm ở một bên Ngô Hướng Vệ Văn thấy cảnh này, hắn sợ đến hồn đều phải bay rồi, hắn ngữ khí run rẩy đối với Diệp Thần Phong, nói ra ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Vừa vặn đều là ta không đúng, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta. Ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong không có mở miệng, hắn chỉ là ánh mắt có nhiều ý vị nhìn xem Ngô Hướng Vệ Văn. Ngô Hướng Vệ Văn tâm tư trong nháy mắt lạnh lẽo hoàn toàn. Vương Kỳ Mạnh thân thể đột nhiên cứng ngắc ở, con mắt của hắn trợn lên lớn vô cùng.
Miệng Vi Vi mở ra, mũi cùng trong miệng khí tức sớm đã hoàn toàn biến mất rồi. Phệ hồn yêu nhanh chóng từ Vương Kỳ Cường mi tâm bên trong chui ra. Hắn không nói lời gì lại chui vào Ngô Hướng Vệ Văn giữa chân mày. Ngô Hướng Vệ Văn căn bản không có lại cầu xin tha thứ cơ hội rồi, hắn và Vương Kỳ Cường gặp giống nhau như đúc, không bao lâu thời gian, phệ hồn yêu cũng đem Ngô Hướng Vệ Văn thức hải cùng thần niệm nuốt vào không còn chút nào. Từ Ngô Hướng Vệ Văn mi tâm chui ra ngoài phệ hồn yêu, trên mặt của hắn lộ ra một vệt hưởng thụ biểu lộ. Phệ hồn yêu đối với Diệp Thần Phong, nói ra, người đi theo ta đi thôi. Ta luôn luôn là nói lời giữ lời. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn vẫn cứ nằm ở đang hôn mê Vân Mộ Linh, phệ hồn yêu nói ra, người yên tâm, nếu như không có ta ra tay. Người tối thiểu yếu mất 5 ngày, người là muốn cho ta hiện tại cứu tỉnh người sao? Diệp Thần Phong biết Vân Mộ Linh ở lại chỗ này là an toàn, hắn lắc lắc đầu, nói ra, người trước dẫn đường đi. Phệ hồn yêu ở thạch thất bên trong trên vách tường trận pháp thao túng một phen, sau đó nhà đá vách tường trong nháy mắt trở nên trong suốt lên, phệ hồn yêu trực tiếp xuyên ra ngoài, Diệp Thần Phong đi sát phệ hồn yêu phía sau. Diệp Thần Phong lần thứ hai về tới sơn động trong thông đạo, phệ hồn yêu ở mặt trước dẫn đường, hắn nhanh đi theo sau, trong đầu hắn ghi chép toàn bộ con đường. Thời khắc đều tại phòng bị phệ hồn yêu. Dọc theo đường đi phệ hồn yêu tướng rất nhiều mặt ngoài tàn phá trận pháp mở ra, trong thông đạo con đường là biến đổi liên tục, nguyên lai rất nhiều tàn phá trong trận pháp đều ẩn chứa một cái hoàn chỉnh trận pháp. Lại đi đại ước sau 20 phút, Diệp Thần Phong trước mặt liền rộng rãi sáng sủa rồi, chỉ thấy hắn xuất hiện trước mặt một gian cực kỳ rộng rãi căn phòng, ở bên trong phòng để một ít bàn đá cùng ghế đá, tại có phần trên bàn đá chả để đó một ít cổ điển hộp. Nếu như không có phệ hồn yêu dẫn đường, Diệp Thần Phong yếu tìm tới nơi này xác thực hội đi tìm rất nhiều thời gian. Phệ hồn yêu nói ra, nơi này chính là ta nói cái địa phương kia. Phệ hồn yêu dẫn trước tiên đi vào, hắn nói ra, những thứ kia đều là ngươi được rồi. Diệp Thần Phong cũng đi vào bên trong căn phòng, hắn tuy rằng trên mặt tràn đầy mừng rỡ, nhưng trong lòng của hắn thời khắc đều cảnh giác. Diệp Thần Phong đi tới gian phòng chính giữa. Hắn cảm thấy không đúng, hắn cẩn thận một cảm ứng. Hắn cảm ứng được tại dưới chân hắn vị trí rõ ràng ẩn giấu một cái sát trận, hơn nữa cái này sát trận power cực kỳ không phổ thông. Diệp Thần Phong ánh mắt tuy rằng đang quan sát bốn phía, nhưng trong cơ thể hắn linh khí thông qua chân len lén truyền vào ẩn núp trong trận pháp. Toàn bộ trận pháp trong nháy mắt ấn khắc ở Diệp Thần Phong trong não, hắn thông qua linh khí đem trận pháp này mở ra phương thức cải biến. Phệ hồn yêu trên mặt hiện lên một vệt tàn nhẫn, trên người hắn nổi lên một trận sóng năng lượng, hắn muốn mở ra Diệp Thần Phong dưới bàn chân sát trận, hắn suýt chút nữa đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong óc, hắn như thế nào lại cam tâm buông tha Diệp Thần Phong đâu này. Nhưng công kích của hắn đối Diệp Thần Phong hoàn toàn vô dụng, cho nên hắn chỉ có thể đem Diệp Thần Phong dẫn tới nơi này. Nhưng là phệ hồn yêu khóe miệng nụ cười đột nhiên cứng ngắc ở, bởi vì sát trận căn bản cũng không có mở ra. Này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ nói cái này sát trận mất linh? Mà Diệp Thần Phong thật giống hoàn toàn không có chú ý tới phệ hồn yêu, hắn đi ra sát trận, hắn đi tới một chương bàn đá trước, hắn đem trên bàn đá một cái hình vuông hộp gỗ nắm trong tay. Phệ hồn yêu trong lòng tràn ngập nghi ngờ đi tới gian phòng chính giữa, hắn muốn cảm giác một cái sát trận đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần Phong tay phải kết ấn. Nhất cổ linh khí trong nháy mắt tiến vào sát trận bên trong. Sát trận lập tức mở ra. Oanh, một tiếng. Phệ hồn yêu được ngăn cách ở sát trận bên trong, trong đó sức mạnh cuồng bạo đang không ngừng oanh kích phệ hồn yêu thân thể. Tuy nói phổ thông công kích đối phệ hồn yêu không được tác dụng, nhưng này sát trận bên trong sức mạnh nhưng cũng không thuộc về phổ thông phạm vi. Phệ hồn yêu sắc mặt kịch biến. Diệp Thần Phong cười nói, làm sao? Muốn ám hại ta, quay đầu lại chính ngươi được ám toán chứ. Phệ hồn yêu không dám tin nói ra, ngươi đã sớm biết nơi này có cái sát trận. Là ngươi cải biến sát trận mở ra phương thức, vừa vặn là ngươi mở ra sát trận. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi trận pháp trình độ làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Phải biết phệ hồn yêu nghiên cứu hơn nửa năm, hắn mới nghiên cứu ra mở ra cái này sát trận phương thức. Nhưng vừa vặn Diệp Thần Phong chỉ dùng không tới một phút thời gian, hắn liền cải biến toàn bộ sát trận bên trong mở ra phương thức.
Sát trận bên trong cuồng bạo năng lượng hóa thành một đạo đạo khủng bố lưỡi dao sắc. Phệ hồn yêu thấy Diệp Thần Phong không hề trả lời, hắn cảm thụ sát trận bên trong không ngừng biến hóa, trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, hắn lần nữa cầu xin tha thứ, vừa vặn là ta không đúng, cầu ngươi lại buông tha ta một lần, ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi có ý niệm không chính đáng rồi. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, ta cho rằng ngươi tương đối thích hợp đi gặp Diêm Vương gia. Cái này tiểu hình sát trận bên trong tuyệt sát lực lượng mạnh thêm. Một tiếng. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trong trận pháp vọt lên, được nguồn sức mạnh này xung kích đến phệ hồn yêu, hắn trong nháy mắt biến mất ở sát trận bên trong, tại trước khi chết hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Tại đem phệ hồn yêu giải quyết xong sau đó Diệp Thần Phong đóng cửa cái này tiểu hình sát trận. Hắn mở ra cầm trong tay cái này hình vuông hộp, chỉ thấy trong hộp có hai khối màu xanh lam ngọc bội, còn có một chương yêu thú da lông chế thành giấy. Đem tờ giấy này mở ra sau đó chỉ thấy trên đó viết, chuyện này đối với ngọc tên là Thiên Thính Ngọc, chỉ cần đem linh khí truyền vào trong đó một khối trong ngọc bội, trong này một khối ngọc bội liền sẽ ẩn thân, đem ẩn thân một khối ngọc bội thả tại một địa phương, trong tay ngươi lại nắm giữ một khác khối ngọc bội, như vậy ngươi coi như là cách nhau nơi này có rất lớn một khoảng cách, ngươi dựa vào trong tay khối ngọc bội này, ngươi cũng có thể nghe được nơi này tất cả nói chuyện. Coi như là địa thần cảnh cường giả cũng không cách nào phát hiện Thiên Thính Ngọc nghe lén. Tờ giấy này thường ghi chép là chuyện này đối với Thiên Thính Ngọc tác dụng, Diệp Thần Phong tại xem sau khi xong, hắn đem linh khí truyền vào trong đó một khối bên trong, quả nhiên trong đó một khối ngọc bội tại Diệp Thần Phong trong tay ẩn thân. Sau đó, Diệp Thần Phong lại đem ẩn thân trong ngọc bội linh khí rút ra, khối ngọc bội này lại mất đi ẩn thân công hiệu. Hôm nay nghe ngọc cũng thực sự là đồ tốt. Quan trọng nhất là địa thần cảnh cường giả cũng không cách nào phát hiện, điểm này là Diệp Thần Phong coi trọng nhất được rồi. Đem một cái nhìn trời nghe ngọc thu sau khi thức dậy, Diệp Thần Phong lại đưa mắt chuyển rời đi vào trong phòng còn lại trên bàn đá rồi, xem ra ở nơi này hay là Diệp Thần Phong thật sự hội có thu hoạch không nhỏ. Chương 1813, Thanh Long Ngọc Bút. Phù sư một đồ. Đã lấy được một đôi Thiên Thính Ngọc sau. Diệp Thần Phong lại đi vào trong phòng lớn nhất một chương bàn đá trước. Tại đây chương bàn đá thượng để một cái hình chữ nhật cổ điển hộp gỗ, tại cổ điển hộp gỗ bên cạnh trả để đó một bản cổ tịch. Đương nhiên tại bàn đá sau trên vách tường còn mang theo một bức nhân vật chân dung. Bức họa này như vẽ là giống y như thật, chỉ thấy một người trung niên trong tay nam nhân cầm một nhánh ngọc bút, trên người khí thế lăng nhân. Khá có một ít chỉ điểm giang sơn khí phách. Diệp Thần Phong suy đoán cái này đàn ông trung niên chính là trước kia chủ nhân của nơi này rồi, Diệp Thần Phong đem hình chữ nhật hộp gỗ bên cạnh cổ tịch lật đi ra, chỉ thấy tại cổ tịch tờ thứ nhất thượng viết, ta tên chính là Triệu Vĩnh Bụi, ta chính là một gã lục phẩm phù sư, tại quyển cổ tịch này coi trọng ta ghi lại suốt đời hết thảy luyện phù kinh nghiệm, hy vọng có người có thể kế thừa y bát của ta, tại quyển cổ tịch này bên cạnh trong hộp, lưu chữ chính là một nhánh thanh long ngọc bút. Con này Thanh Long Ngọc Bút làm bạn ta đi đã qua hơn nửa sinh. Thanh Long Ngọc Bút là chuyên môn vì luyện phù mà chế tạo, nó chính là hạ phẩm bảo khí. Tuy rằng Thanh Long Ngọc Bút không có bất kỳ công kích cùng sức phòng ngự, thế nhưng Thanh Long Ngọc Bút có thể tăng cường luyện phù tỷ lệ thành công, vẫn có thể tăng cường linh phù power. Nếu như có người có thể đem ta hết thảy đều kế thừa xuống, như vậy ta Triệu Vĩnh Bụi cũng chết cũng không tiếc. Diệp Thần Phong xem xong cổ tịch tờ thứ nhất sau. Trong lòng của hắn là một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới đây nguyên bản lại còn là một tên lục phẩm phù sư ở qua địa phương. Bên trong hang núi này trận pháp cũng đều là tên kia lục phẩm phù sư bố trí, về phần cái kia phệ hồn yêu hẳn là đánh bậy đánh bạ nắm trong tay nơi này. Kỳ thực Diệp Thần Phong suy đoán cũng cơ bản không sai, nguyên bản chỗ này cửa sơn động cũng là bị phong đóng chặt, cái kia phệ hồn yêu trong lúc vô tình phá tan rồi cửa sơn động. Hơn nữa chết ở sát trận bên trong này phệ hồn yêu, hắn vừa vặn là hiểu được một ít trận pháp. Hắn dùng mấy năm, hắn mới đem trong hang núi tất cả trận pháp chậm rãi quen thuộc. Cuối cùng mới đưa nơi này trưởng khống ở trong tay chính mình. Tên kia lục phẩm phù sư lưu lại đồ vật, đối với phệ hồn yêu căn bản là vô dụng, này phệ hồn yêu cũng không cách nào luyện phù, cho nên hắn cũng không có đi động tên kia phù sư lưu lại đồ vật. Cái kia phệ hồn yêu chỉ là đem nơi này đã coi như là của mình thú liệp tràng, hắn hấp dẫn đi qua từ nơi này người tu luyện tiến vào, do đó đến nuốt vào thần của bọn hắn niệm cùng thức hải. Diệp Thần Phong đem trên bàn đá hình chữ nhật hộp gỗ mở ra,
một vệt ánh sáng màu xanh từ trong hộp gỗ chán phóng ra, đợi đến ánh sáng màu xanh dần dần thu lại sau đó Diệp Thần Phong nhìn thấy một nhánh màu xanh ngọc bút hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đây chính là cổ tịch thượng chỗ nói thanh long ngọc bút rồi. Thanh long này ngọc bút cán bút chỉ là một loại màu xanh ngọc chế tác mà thành. Tại cán bút thượng trà điêu khắc một cái trông rất sống động cự long. Ngòi bút thượng mao, cứng cỏi bên trong không thiếu mềm mại. Đem thanh long ngọc bút nắm trong tay, có một loại lạnh lẽo thoải mái dễ chịu cảm giác. Diệp Thần Phong yếu bước lên phù sư một đường, trong tay hắn vừa vặn thiếu hụt một nhánh tốt bút. Thanh long này ngọc bút chính là hạ phẩm bảo khí, đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, dùng thanh long ngọc bút đến luyện phù hẳn là vậy là đủ rồi. Tại đây chương lớn nhất bên cạnh cái bàn đá, còn có một chương so sánh nhỏ bàn đá, mặt trên để đó hai con chữ vật giới chỉ. Diệp Thần Phong đem hai con chữ vật giới chỉ tiện tay cầm lên. Hắn dùng thần niệm dò xét một cái, trong đó một cái trong nhẫn chứa đổ dĩ nhiên chất đầy đống lớn lá bùa. Một cái khác trong nhẫn chứa đồ cũng chất đầy luyện phù dùng các loại linh thảo, còn có một cái cổ quái cái bình. Này luyện phù dùng lá bùa không phải là phổ thông lá bùa là có thể. Bình thường phù sư đều sẽ tự mình chế tác lá bùa tốt xấu cũng sẽ ảnh hưởng linh phù power. Đương nhiên nếu như người phù sư cấp bậc đã tới mức độ nhất định, như vậy ngươi liền sẽ không được đến lá bùa đã hạn chế. Bởi vì chỉ cần ngươi đến bát phẩm phù sư. Như vậy ngươi là có thể lấy đại địa vì lá bùa, dùng này đến luyện chế linh phù. Nếu như đã tới cửu phẩm phù sư lời nói, như vậy ngươi là có thể lấy bầu trời vì lá bùa, đến luyện chế uy lực mạnh mẽ thiên phù rồi. Trước đó Diệp Thần Phong đã sớm nhìn rồi, từ Lưu Ly cung điện lấy được quyển kia bùa chú rồi, quyển kia bùa chú nhưng là chí tôn phù sư biên soạn, rất nhiều thứ đều bị Diệp Thần Phong ghi vào trong đầu rồi. Nếu không phải như thế lời nói, bây giờ Diệp Thần Phong tạm thời không cách nào phá mở hỗn độn trên mặt nhẫn lực cản, mà quyển kia bùa chú cổ tịch lại tại hỗn độn bên trong chiếc nhẫn, hắn chỉ có chờ khôi phục thực lực sau, hắn mới có thể phá tan lực cản, đi thăm dò nhìn bản bùa chú cổ tịch rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong dĩ nhiên đã nhớ kỹ rất nhiều thứ, như vậy hắn hiện tại không cần phiền não rồi. Ở nơi này lưu lại chính mình truyền thừa tên kia lục phẩm phù sư, hắn nhất định phải là thất vọng rồi. Ai bảo Diệp Thần Phong tới chỗ này đây? Diệp Thần Phong trong tay đã có chí tôn phù sư truyền thừa, hắn như thế nào lại kế thừa tên này lục phẩm phù sư truyền thừa đây? Nếu ở nơi này luyện phù thứ cần thiết đều đã có, tên kia Diệp Thần Phong có phần lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi. Vân Mộ Linh yếu hôn mê 5 ngày, hắn chẳng bằng lợi dụng này 5 ngày ở nơi này thật tốt nghiên cứu một chút luyện phù, xem có thể hay không bước lên phù sư một đường. Diệp Thần Phong trong đầu nhớ lại quyển kia trên bùa chú nội dung, hắn nhớ tới một loại linh phù tên là băng bạo phù. Này băng bạo phù thuộc về cấp một linh phù, nếu như có thể thanh băng bạo phù luyện chế ra đến, như vậy liền có thể xưng là nhất phẩm phù sư rồi. Diệp Thần Phong trong đầu nhớ lại luyện chế băng bạo phù cần có tài liệu. Băng hàn bò cạp huyết dịch, clover băng thảo, băng tinh quả cùng hỏa linh hoa, này bốn loại chính là luyện chế cấp một băng bạo phù nhất định phải tài liệu. Đương nhiên còn có một thứ lá bùa là tất không thể thiếu. Diệp Thần Phong tại trong đầu nhớ lại luyện chế băng bạo phù cần tài liệu sau đó hắn lại đem tên kia lục phẩm phù sư lưu lại cổ tịch lật ra, rất nhanh hắn cũng ở trong đó tìm tới băng bạo phù luyện chế phương pháp. Chỉ thấy tên này lục phẩm phù sư lưu lại cổ tịch thượng viết, luyện chế băng bạo phù tài liệu chỉ cần băng hàn bò cạp huyết dịch, clover băng cỏ cùng băng tinh quả, cũng không cần hỏa linh hoa một loại tài liệu. Này băng bạo phù chính là băng thuộc tính linh phù, mà hỏa linh hoa vừa nghe danh tự chính là hỏa thuộc tính linh thảo, theo lý tới nói băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dù như thế nào thả không tới cùng nhau, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lần sau các loại tài liệu tỷ lệ phân phối, Diệp Thần Phong từ quyển kia trên bùa chú nhìn đến, cũng cùng bây giờ quyển cổ tịch này thượng nhìn đến rất khác nhau. Đồng dạng là băng bạo phù, này tài liệu luyện chế cùng tỷ lệ làm sao sẽ như vậy không giống đâu này. Từ ở bề ngoài đến xem tên này lục phẩm phù sư luyện chế so sánh phù hợp thông thường, dù sao hắn luyện chế băng bạo phù bên trong chưa từng xuất hiện hỏa thuộc tính tài liệu. Băng cùng hỏa là trời sinh xung đột lẫn nhau, thanh băng cùng hỏa phóng tới đồng thời, theo lý đến không hội có kết quả gì. Nhưng Lưu Ly cung điện đời trước chủ nhân, cũng chính là tên kia chí tôn phù sư, hắn một mực cứ làm như vậy rồi. Đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Diệp Thần Phong vẫn là quyết định trước tiên thử một lần tên kia chí tôn phù sư luyện chế băng bạo phù phương pháp.
Diệp Thần Phong đầu tiên từ lấy được trong nhẫn chứa đổ lấy ra một đại điệp lá bùa. Sau đó, hắn lại bắt đầu tại trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm cần thiết dùng đến tài liệu, chỉ thấy trong nhẫn chứa đồ cái kia từng cái cổ quái cái bình bên trên, dán vào từng cái tờ giấy, trong đó một cái bình tờ giấy thượng viết băng hàn bò cạp huyết dịch. Diệp Thần Phong lập tức đem cái này cái bình lấy ra. Cái bình cầm ở trong tay, nhất cổ lạnh lẽo từ đó tán phát ra đến, này băng hàn bò cạp huyết dịch nhất định muốn cực kỳ cẩn thận bảo tồn, nếu như trong đó hàn băng sức mạnh tiêu tán. Như vậy băng hàn bò cạp huyết dịch cũng là vô dụng. Theo như cái này thì này bảo tồn băng hàn bò cạp huyết dịch cái bình không phổ thông. Khi tìm thấy băng hàn bò cạp huyết dịch sau đó Diệp Thần Phong lại lần lượt tại trong nhẫn chứa đồ tìm tới clover băng cỏ cùng băng tinh quả. Cuối cùng tại trong nhẫn chứa đồ may là cũng có hỏa linh hoa, bằng không Diệp Thần Phong liền không cách nào thử nghiệm chí tôn kia phù sư phương pháp luyện chế rồi. Những linh thảo này đều là dùng phương thức đặc thù bảo tồn. Những này băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh thảo, trong đó băng cùng hỏa hiệu dụng phi thường dễ dàng tiêu tán, nếu như không cần phương thức đặc biệt bảo tồn, giống như vậy linh thảo là thả không được bao lâu. Tại tài liệu toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại quyển kia trên bùa chú luyện chế băng bạo phù phương pháp, tại một lần lại một lần hồi ức sau đó luyện chế băng bạo phù quá trình cùng cần phải chú ý địa phương, đã là toàn bộ vững vàng nhớ kỹ. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt ra, miệng hắn bên trong vi vi nôn thở ra một hơi, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái bình, hắn đầu tiên phải đem các loại linh thảo theo như tỷ lệ điều chế cùng nhau. Diệp Thần Phong rốt cục yếu bắt đầu bước lên phù sư một đường. Chương 1814, thành công, khôi phục thực lực bên trong. Diệp Thần Phong đầu tiên đem băng hàn bò cạp huyết dịch, clover băng cỏ cùng băng tinh quả theo như tỷ lệ đặt ở bình bên trong. Diệp Thần Phong đem clover băng cỏ cùng băng tinh quả cho đập nát rồi, để cho biến thành dịch thể. Sau đó, băng hàn bò cạp huyết dịch cùng clover băng thảo, băng tinh quả dịch thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Từ bình bên trong phát ra nhất cổ khiến người ta lạnh phát run hàn khí. Căn cứ quyển kia trên bùa chú ghi chép, hỏa linh hoa là cái cuối cùng để vào. Tại chế biến trong quá trình, để vào hỏa linh tiêu cái này bước đi mấu chốt nhất. Hỏa linh hoa trước phải đập nát thành dịch thể sau đó như vậy mới có thể để vào trong đó. Diệp Thần Phong đem một cây nhiều một chút hỏa linh hoa đập nát sau đó hắn đem hỏa linh hoa hình thành dịch thể đổ vào bình bên trong. Tại hỏa linh tiêu dịch thể đổ vào trong đó sau. Bình bên trong nguyên bản lạnh lẽo thấu xương bắt đầu trở nên không ổn định lên, từ đó toát ra nhất cổ nhiệt khí. Sát theo đó, một loại táo bạo có thể kêu số lượng tại bình bên trong sinh sôi. Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, thân ảnh của hắn vội vàng lùi về sau. Liền ở hắn lùi về phía sau trong nháy mắt. Một tiếng. Toàn bộ bình trực tiếp nổ tung ra, hơn nữa power thật cũng không tiểu nhân. Cả phòng được nhất cổ nhiệt khí cùng một luồng hơi lạnh cho tràn ngập rồi. Quyển kia tên là bùa chú cổ tịch thượng ghi lại không sai. Lửa này linh hoa tỷ lệ yếu 100% chính xác, lửa này linh hoa dịch. Thể liền một giọt cũng không có thể nhiều, một giọt cũng không có thể ít, thậm chí là nửa giọt cũng không có thể nhiều, nửa giọt cũng không có thể thiếu. Có thêm lời nói chế biến dịch, thể liền sẽ hình thành nổ tung, ít đi lời nói chế biến dịch. Thể không phát huy ra tác dụng đến. Lấy cái này nổ tung trình độ đến xem, Diệp Thần Phong gia nhập nhiều hơn một tích hoặc là nửa giọt. Diệp Thần Phong nắm chắc vẫn là hết sức bén nhạy, hắn khác biệt nhất định có thể khống chế tại một giọt bên trong. Cũng còn tốt tên kia lục phẩm phù sư trong nhẫn chứa đổ bình bình lọ lọ cũng không ít. Diệp Thần Phong tại điều chỉnh một cái hô hấp sau đó hắn lại lần nữa bắt đầu chế biến. Nhưng mà, lần này bình là không có lại nổ tung, thế nhưng Diệp Thần Phong lúc này lại thiếu gia nhập một giọt hoặc là nửa giọt hỏa linh hoa. Bình bên trong dịch, thể gợn sóng không khỏi. Căn cứ quyển kia trên bùa chú ghi chép, thành công chế biến ra tới dịch. Thể, toàn bộ là có một chút sôi trào, hơn nữa thành công chế biến ra dịch. Thể là hiện ra màu trắng, nhiệt độ là lạnh bên trong mang nóng, mưu cầu danh lợi mang lạnh. Diệp Thần Phong đem bình bên trong dịch, thể vứt sạch sau đó hắn lại bắt đầu lần thứ ba chế biến. Tại đem băng hàn bò cạp huyết dịch. Clover băng cỏ cùng băng tinh quả dung hợp sau đó Diệp Thần Phong cũng đem hỏa linh hoa đảo bể dịch. Thể.
Trải qua hai lần thất bại sau đó, Diệp Thần Phong trong lòng đã có đáy ngọn nguồn rồi, hắn đem hỏa linh hoa nắm chắc càng thêm tinh chuẩn rồi. Diệp Thần Phong đem hỏa linh tiêu dịch, thể đổ vào bình bên trong, hắn không khỏi nín thở. Mục quang chăm chú nhìn chằm chằm bình bên trong. Lúc này bình không có sản sinh nổ tung. Tại gia nhập hỏa linh hoa sau đó bình bên trong dịch. Thể bắt đầu toát ra từng cái bọt khí, màu sắc cũng trở thành màu trắng, tối sau quả nhiên dường như trên bùa chú ghi lại như vậy biên độ nhỏ sôi trào lên. Từ đó bốc lên từng luồng khói trắng, dùng bàn tay đi cảm ứng, này hoàn toàn là mưu cầu danh lợi mang lạnh, lạnh bên trong mang nóng. Tại đem loại này dịch, thể phối chế sau khi thành công. Diệp Thần Phong đem một lá bùa đặt ở bàn bên trong, hắn đem thanh long ngọc bút nắm ở trong tay phải. Hắn đem thanh long ngọc bút thẩm thấu ở loại này dịch. Trong cơ thể, tại hoàn toàn thẩm thấu sau. Diệp Thần Phong trong đầu nghĩ phác họa băng bạo phù phương pháp, hắn đem thanh long ngọc bút nâng lên. Trong cơ thể linh khí rót vào đến thanh long ngọc trong bút, cán bút thượng lập lòe ánh sáng màu xanh. Thấm ướt thanh long ngọc bút, Diệp Thần Phong bàn tay vung lên, thanh long ngọc bút đã rơi vào phù trên giấy. Hắn bắt đầu phác họa cấp một băng bạo phù đồ án. Nhưng tại vừa vặn vẽ một bút, một tiếng, chỉnh cái phủ giấy trong nháy mắt kết thành một tầng hàn băng, sát theo đó lá bùa liền bạo liệt ra, chỉnh cái phủ giấy trong nháy mắt biến thành bột phấn. Biến mất ở trong không khí. Căn cứ trên bùa chú chỗ ghi lại kinh nghiệm, luyện chế linh phù. Mỗi một bút đều cần tinh chuẩn vô cùng, hơn nữa nên nhanh địa phương nhất định muốn nhanh. Nên chậm địa phương nhất định muốn chậm, chỉ là có một bút phạm sai lầm. Như vậy liền hội lập tức giã tràng xe cát. Cũng còn tốt quyển kia trên bùa chú ghi lại phi thường tỉ mỉ, thậm chí đem nơi nào nên nhanh, nơi nào nên chậm đều viết ra rồi. Bất quá, cho dù có những kinh nghiệm này, cũng không khả năng lập tức liền toàn bộ nắm giữ, mỗi một bút đều ẩn chứa một loại nhịp điệu, yếu để cho mình nhịp điệu sản sinh, như vậy mới có thể luyện chế ra linh phù đến. Diệp Thần Phong cũng không hề nản lòng, hắn một lần nữa lấy ra một lá bùa. Hắn lần nữa bắt đầu dùng thấm ướt thanh long ngọc bút ở trên lá bùa phác họa rồi. Luyện chế linh phù cũng là một kiện cực kỳ tiêu hao linh khí sự tình. Ầm, 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 thanh âm không ngừng ở trong không khí vang lên. Một tấm lại một tấm lá bùa ở trong không khí biến thành bột phấn, Diệp Thần Phong trên trán đã từ lâu che kín mồ hôi hột. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai ngày sau, Diệp Thần Phong sớm đã tiêu hao hàng ngàn tấm lá bùa rồi. Nhưng hắn liền một tấm hoàn chỉnh cấp một băng bạo phù cũng không có luyện chế ra đến. Cả người hắn đã sớm như từ trong hồ nước mò đi ra ngoài giống nhau. Diệp Thần Phong không có lựa chọn nghỉ ngơi, tại một lần lại một lần không ngừng trong thất bại, hắn cảm giác bắt đầu từ từ tìm tới thuộc về mình một loại nhịp điệu. Hắn lần nữa đem một lá bùa đặt ở trên bàn đá, đem trong lỗ mũi hô hấp điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất, trong tay thanh long ngọc bút thẩm thấu ở chế biến ra tới dịch. Trong cơ thể, tay phải nhanh chóng nhấc bút. Ngòi bút đã rơi vào trên lá bùa trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tay phải liền chuyển động, hắn ở trên lá bùa vùng vẫy ngòi bút. Nếu như ngươi đi tử mảnh quan sát, ngươi sẽ phát hiện hắn ngòi bút vùng vẫy tốc độ cùng hắn trong lỗ mũi hô hấp cực kỳ hiểu ngầm, trong đó giống như là ẩn chứa một loại nhịp điệu bình thường. Đây chính là Diệp Thần Phong tìm được thuộc về mình nhịp điệu. Nắm thanh long ngọc bút tay phải lúc nhanh lúc chậm. Ngòi bút ở trên lá bùa rồng bay phượng múa phác họa. Từng cái bạch tuyến ở trên lá bùa đi khắp, kéo dài. Bạch tuyến phác họa ra đồ án đã tạo thành hơn một nửa. Từ lá bùa bên trong mơ hồ tản ra nhất cổ khí tức lạnh như băng, Diệp Thần Phong nắm thanh long ngọc bút tay phải đột nhiên tăng nhanh. Màu trắng đường nét ở trên lá bùa bay múa. Tại cuối cùng một bút hoàn thành sau đó chỉnh trương trên lá bùa trong nháy mắt phóng ra ánh sáng màu trắng. Một luồng hơi lạnh cũng từ bên trong vọt ra. Bất quá, rất nhanh ánh sáng màu trắng cùng hàn khí hãy thu liễm ở phù trong giấy. Nhìn xem khôi phục bình tĩnh lá bùa, thật giống lá bùa này cũng không có gì đặc thù, nhưng Diệp Thần Phong biết hắn đem cấp một băng bạo phù luyện chế thành công rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể xưng là nhất phẩm phù sư rồi. Chỉ dùng hai ngày, Diệp Thần Phong liền chính thức bước chân vào phù sư một đường. Đây là tại phù sư bên trong xưa nay chưa từng có sự tình. Trong đó tuy rằng Diệp Thần Phong thiên phú cũng rất trọng yếu, nhưng này bản bùa chú chỉ đạo,
này làm cho Diệp Thần Phong trực tiếp nắm giữ luyện phù tinh thủy, còn có hắn ở nơi này lấy được cái kia một đống lớn lá bùa, phải biết khá một chút lá bùa đều không tiện nghi. Bất kể là luyện dược sư, luyện khí sư, vẫn là bùa này sư, cũng phải cần dùng đống lớn tài nguyên bồi dưỡng, cho nên này ba loại người địa vị mới sẽ như thế cao thượng. Dù sao muốn bồi dưỡng được một tên cao cấp luyện dược sư, luyện khí sư hoặc là phù sư, cũng phải cần thiên phú và vô số tài nguyên hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Thần Phong lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Trước đó, đang không ngừng luyện chế cấp một băng bạo phù, Diệp Thần Phong còn chưa phát hiện trong cơ thể của mình dị thường. Bây giờ tại băng bạo phù luyện chế thành công sau đó Diệp Thần Phong phát hiện trong cơ thể hắn khí thế tăng trưởng không ít, thực lực của hắn càng nhưng đã khôi phục lại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Từ hắn lỗ chân lông bên trong loại bỏ một ít màu đen vật chất, những này màu đen vật chất chính là hấp thu cho khoảng không thạch chỗ lưu lại ở trong người, yếu đem những tạp chất này sắp xếp ra đến, thực lực của hắn liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra này luyện chế linh phù vẫn có thể giúp Diệp Thần Phong tăng nhanh bài trừ cho khoảng không thạch lưu lại tạp chất. Lấy Diệp Thần Phong đoán chừng, nếu như hắn không ngừng luyện chế linh phù lời nói, như vậy tại trong vòng 5 ngày, thực lực của hắn thì có thể hoàn toàn khôi phục. Thực lực tạm thời hạ thấp, này làm cho Diệp Thần Phong cũng ít một chút cảm giác an toàn, bây giờ thực lực có thể trong vòng 5 ngày khôi phục, này làm cho Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, xem ra hắn là không có không công tiến vào chỗ này sơn động, bằng không hắn cũng sẽ không sớm bước vào phù sư một đường, bằng không hắn cũng sẽ không khôi phục nhanh hơn thực lực. Diệp Thần Phong chả thật phải cảm ơn đã bị phệ hồn yêu cắn nuốt thức hải mà chết Phương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn đây. Không có hai cái này trắng, hắn cũng chắc chắn sẽ không đi tới nơi này nơi bên trong hang núi. Chương 1815, mới tới Phượng Hoàng Tông. Diệp Thần Phong trong tay cầm một tấm tự mình luyện chế cấp một băng bạo phù. Hắn vẫn không có thử một lần này băng bạo phù power đây. Luyện chế ra tới linh phù. Chỉ cần đem linh khí truyền vào trong đó là có thể kích phát rồi. Diệp Thần Phong trực tiếp đem trong cơ thể mình linh khí truyền vào trong đó, chỉnh trương băng bạo phù lập tức hàn quang lấp lánh, hắn trực tiếp đem băng bạo phù ném về bên trong gian phòng lớn nhất trên một chiếc bàn đá. Diệp Thần Phong trước đó đã kiểm tra bên trong gian phòng bàn đá cùng ghế đá chất liệu, nơi này bàn đá cùng ghế đá cũng không đá bình thường chế tác mà thành, tối thiểu muốn so phổ thông tảng đá kiên. Cứng rắn gấp mấy chục lần. Chỉ thấy tại cấp một băng bạo phù chạm vào lớn nhất cái kia trương bàn đá sau đó chỉnh trương bàn đá tại trong khoảnh khắc được một tầng dày đặc băng bao trùm lại. Sát theo đó. Một tiếng. Được dày đặc tầng băng bao trùm lên bàn đá trong nháy mắt bạo liệt ra. Trong phòng mặt đất vi vi rung động. Trong không khí tràn ngập rất nhiều vụn băng, tấm kia lớn nhất bàn đá liên ti hào phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều không có còn lại. Tại băng bạo phù nổ tung dưới, chỉnh trương bàn đá cứ như vậy biến mất ở bên trong đất trời. Phải biết cho dù lấy Diệp Thần Phong bây giờ tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn dùng hết toàn lực oanh kích một quyền, hắn cũng không cách nào bảo đảm đem bàn đá oanh kích liền bột phấn đều không còn lại, có thể thấy được một cái cấp băng bạo phù power đích thật là không tệ. Tấm này băng bạo phù, Diệp Thần Phong là căn cứ bùa chú cái kia bản cổ tịch thượng luyện chế. Mà tên kia lục phẩm phù sư lưu lại cái kia bản điển tịch thượng, luyện chế băng bạo phù là không cần gia nhập hỏa linh tiêu, hơn nữa băng hàn bò cạp huyết dịch, clover băng cỏ cùng băng tinh quả phối chế tỷ lệ cũng rất khác nhau. Diệp Thần Phong muốn thử một chút, nếu như dựa theo tên này lục phẩm phù sư phương pháp luyện chế. Như vậy luyện chế ra tới băng bạo phù power sẽ như thế nào? Diệp Thần Phong lập tức đem băng hàn bò cạp huyết dịch, clover băng cỏ cùng băng tinh quả trà trộn đóng lại. Tại không gia nhập hỏa linh hoa dưới tình huống. Loại này dịch, thể rất nhanh sẽ chế biến ra đến rồi. Diệp Thần Phong đem thanh long ngọc bút ở trong đó thẩm thấu sau đó hắn liền bắt đầu tại một lá bùa thượng vung múa. Diệp Thần Phong cảm giác này lục phẩm phù sư phương pháp luyện chế càng thêm ung dung. Hắn rất nhanh sẽ luyện chế được một tấm băng bạo phù đến rồi. Đang luyện chế sau khi xong. Diệp Thần Phong trực tiếp đem một tơ linh khí truyền vào trong đó. Dùng này đem trong tay băng bạo phù cho kích phát rồi. Hắn đem băng bạo phù ném về trong phòng một, khác trương so sánh nhỏ bàn. Một tiếng. Gian phòng mặt đất không có rung động, mà tấm kia so sánh nhỏ bàn mặc dù là bạo liệt ra,
thế nhưng trên mặt đất rải rác đầy đất cái bàn lưu lại, tấm này băng bạo phủ uy lực nổ tung, chỉ là đem tấm này so sánh nhỏ bàn đá nổ phân rải ra, hoàn toàn không thể cùng vừa vặn tấm kia cấp 1 băng bạo phủ power làm so sánh. Đồng dạng là cấp 1 băng bạo phủ, cái này hai tấm băng bạo phủ power dĩ nhiên cách biệt lớn như vậy. Theo Diệp Thần Phong vẫn là Lưu Ly cung điện đời trước chủ nhân, cũng chính là tên kia chí tôn phù sư phương pháp luyện chế so sánh kiểu như châu bò một ít. Trong lòng của hắn đối tên này lục phẩm phù sư là một trận không nói gì. Diệp Thần Phong trước đó đều chưa có tiếp xúc qua phù sư. Hắn đương nhiên sẽ không biết cấp một linh phù power hẳn là trình độ gì. Kỳ thực theo chiếu tên này lục phẩm phù sư luyện chế ra băng bạo phù, đây là thuộc về tại bình thường trong phạm vi. Mà Diệp Thần Phong dựa theo tên kia chí tôn phù sư luyện chế ra cấp 1 băng bạo phù, kỳ uy lực đã có thể cùng cấp 2 linh phù không kém cạnh rồi. Quyển kia bùa chú bên trong ghi lại đều là tên kia chí tôn phù sư chính mình nghiên cứu ra linh phù phương pháp luyện chế. Bùa chú là tên kia chí tôn phù sư tốn mất nửa đời sau thời gian biên soạn, cho nên quyển kia trên bùa chú bất luận một loại nào linh phù đều không có ở trên thế giới này xuất hiện đây. Chỉ là tên kia chí tôn phù sư tại trong âm thầm luyện chế qua mà thôi. Dĩ nhiên đối với ở điểm này, Diệp Thần Phong tự nhiên sẽ không biết. Nếu như Diệp Thần Phong luyện chế cấp 1 băng bạo phù ra đời lời nói, e sợ sẽ ở phù sư giới gây nên náo động. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không nghĩ đến hắn luyện chế cấp 1 băng bạo phát, kỳ uy lực có thể cùng cấp 2 linh phù so sánh rồi, dù sao Diệp Thần Phong mới vừa vặn bước lên phù sư một đường. Hắn cũng không biết bình thường trong phạm vi cấp 1 linh phù. Power hẳn là tại loại nào phạm trù. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn phải tiếp tục luyện chế băng bạo phù thời điểm. Hắn trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một chút tiểu thạch khối đến, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, gian phòng này sẽ không như thế không vững chắc chứ. Hắn vừa vặn chỉ là tại nơi này kích phát rồi hai tấm băng bạo phù mà thôi, lẽ nào liền muốn gây nên sụp xuống sao? Diệp Thần Phong nhìn xem đỉnh đầu cho bụi cùng hòn đá càng mất càng nhiều. Trước đó giết chết phệ hồn yêu sát trận mở ra, khả năng cũng ảnh hưởng đến gian phòng này vững chắc, lại tăng thêm Diệp Thần Phong kích phát hai tấm băng bạo phù. Này làm cho gian phòng này trở nên càng thêm bất ổn rồi. Vân Mộ Linh trả ngất ở đằng kia nơi phong bế trong thạch thất đây. Diệp Thần Phong chỉ có thể tạm thời quyết định không luyện chế băng bạo phù, hắn tại trong căn phòng này lấy được hai con chữ vật giới chỉ. Một đôi thiên thính ngọc cùng một nhánh thanh long ngọc bút thu sạch tốt về sau. Hắn liền lập tức rời khỏi chỗ này gian phòng. Đương nhiên tên kia lục phẩm phù sư lưu lại cổ tịch, hắn cũng là cùng nhau mang đi. Dù sao hắn ở nơi này đã lấy được chỗ tốt, về sau có cơ hội gặp phải có phù sư phương diện tư chất người, hắn có thể mang quyển cổ tịch này đưa cho những người khác. Như vậy tên này lục phẩm phù sư truyền thừa cũng sẽ tiếp tục kéo dài rồi, đây là Diệp Thần Phong duy nhất có thể làm rồi. Căn cứ trong đầu ký ức, Diệp Thần Phong một lần lại một lần mở ra sơn động trong thông đạo trận pháp, hắn làm nhanh liền trở về chỗ kia phong bế trong nhà đá. Diệp Thần Phong nhìn xem vẫn còn đang hôn mê Vân Mộ Linh, còn có Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng về Văn Thi. Thế, hắn trực tiếp đem Vân Mộ Linh gánh tại trên bờ vai, mang theo Vân Mộ Linh rời khỏi trong hang núi. Rời đi sơn động sau. Diệp Thần Phong đem Vân Mộ Linh đặt ở trên mặt đất. Hắn nhìn xem vẫn cứ nằm ở đang hôn mê Vân Mộ Linh, hắn đang suy nghĩ hiện tại có còn nên đi Phượng Hoàng Tông. Luôn mãi quyết định dưới, Diệp Thần Phong vẫn là có ý định đi Phượng Hoàng Tông nhìn một chút, dù sao hắn vừa mới đi tới thiên huyền giới, hắn trên trời huyền giới chưa quen nhân sinh nơi đây, thậm chí ngay cả thiên huyền giới phân bố cũng không rõ ràng. Diệp Thần Phong dự định đi Phượng Hoàng Tông bên trong tìm hiểu một chút như hôm nay huyền giới phân bố. Sau đó hắn tại tìm cơ hội bỏ của chạy lấy người. Đang quyết định sau đó Diệp Thần Phong tự nhiên không muốn để cho Vân Mộ Linh hoài nghi, hắn đi vào trong hang núi, một quyền lại một quyền đánh vào sơn động trên vách đá. Đại ước sau 20 phút, tại Diệp Thần Phong đạp ra sơn động nháy mắt. Oanh! Một tiếng, chỉnh sơn động hoàn toàn than sụp xuống. Sau đó, Diệp Thần Phong lại đi tới Vân Mộ Linh trước người. Hắn đưa bàn tay kề sát ở Vân Mộ Linh trên trán, nhất cổ nhu hòa sức mạnh rót vào Vân Mộ Linh trong óc, thấy Vân Mộ Linh có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Diệp Thần Phong lập tức nằm ở Vân Mộ Linh bên cạnh, ra vẻ một mực tại ngất bên trong. 2 phút sau, Vân Mộ Linh hỗn loạn tỉnh lại, nàng nhìn hoàn cảnh chung quanh,
nàng nhìn nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong, người đem trong cơ thể linh khí truyền vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, nói ra, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Diệp Thần Phong này mới chậm rãi tỉnh. Đi qua, hắn mơ hồ nói, chúng ta không phải sắp được phệ hồn yêu ăn thức hải cùng thần niệm sao? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Vân Mộ Linh căn bản cũng không có hoài nghi Diệp Thần Phong lời nói, nhưng nàng ngược lại lại kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, thực lực của ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Chuyện gì thế này? Lấy Diệp Thần Phong tình huống bây giờ, hắn muốn tại Vân Mộ Linh vị này hóa thần cảnh cao thủ trước mặt ẩn giấu thực lực, đây cơ hồ là không thể nào. Diệp Thần Phong ra vẻ kích động nói, ồ, ta thật sự đột phá đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Điều này sao có thể? Tại sao lại như vậy? Vân Mộ Linh nhìn thấy Diệp Thần Phong kinh hỉ dáng dấp, người đối Diệp Thần Phong nghi ngờ tiêu trừ, dù sao Diệp Thần Phong là từ địa huyền giới tới, hay là tại bọn hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, xảy ra một ít chuyện gì. Do đó Diệp Thần Phong hy lý hồ đồ liền được một ít cơ duyên. Vân Mộ Linh đi tới sụp xuống cửa sơn động, người thần niệm bên ngoài phóng ra, người cảm ứng chỉ chốc lát sau, nàng nói nói, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng Vệ Văn cũng đã chết rồi, mà chúng ta có thể sống sót, hay là có người đã cứu chúng ta, mà đã cứu chúng ta người kia không muốn lộ diện, cho nên mới phải đem bọn hắn bỏ vào cửa sơn động. Chúng ta bây giờ trước về Phượng Hoàng Tông lại nói. Vân Mộ Linh con tàu này màu xanh ra trời linh thuyền lần thứ hai xuất hiện. Lúc này, Vân Mộ Linh cùng Diệp Thần Phong trải qua mấy canh giờ sau đó bọn họ là thuận lợi đã tới Phượng Hoàng Tông. Tại Phượng Hoàng Tông dưới chân núi, Diệp Thần Phong nhìn xem từng tòa cao cao lùn lùn ngọn núi. Này từng tòa cao cao lùn lùn ngọn núi, toàn bộ được linh khí cho lượn lờ, phảng phất là như tiên cảnh. Vân Mộ Linh trong đầu chả là không nghĩ ra trong hang núi sự tình, người đối với Diệp Thần Phong nói ra, chỗ ta ở gọi Phượng Hoàng Phong, người trước cùng đi với ta chỗ của ta đi. Chương 1816, đều là ngươi không chọc nổi người. Tại Vân Mộ Linh đơn giản giải thích dưới, Diệp Thần Phong đã minh bạch Phượng Hoàng Tông đại khái phân bố. Mỗi một ngọn núi đều cũng có trưởng giáo người. Nói thí dụ như này Phượng Hoàng trên đỉnh người tu luyện liền được gọi là Phượng Hoàng Phong một mạch. Mỗi trên một ngọn núi trưởng giáo người cũng có thể tự mình phụ trách chiêu thu đệ tử. Bất quá, chỗ có ngọn núi thượng trưởng giáo người, bọn họ đều là nhất định muốn nghe theo Phượng Hoàng Tông tông chủ mệnh lệnh. Vân Mộ Linh trong lòng như có điều suy nghĩ mang theo Diệp Thần Phong hướng về Phượng Hoàng Phong đi đến. Trước đó hồ nước dưới đáy xuất hiện một cái liên thông địa huyền giới thông đạo. Này Phượng Hoàng Phong đệ tử cơ hồ là đều biết rồi. Đồng dạng bọn hắn cũng đều biết Vân Mộ Linh phụ trách ở nơi đó chờ đợi. Bây giờ Vân Mộ Linh trở về rồi, hơn nữa bên người chả đi theo một người, này làm cho Phượng Hoàng Tông đệ tử rất nhanh sẽ đoán được, Diệp Thần Phong phải là đến từ chính địa huyền giới người, dù sao hiện tại Diệp Thần Phong trên người thực lực cũng chỉ duy trì tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng, một đường hướng về Phượng Hoàng Tông đi đến, ở trên đường gặp phải nam đệ tử đều bày ra một bộ vinh váo tự đắc, bọn hắn đều cực kỳ khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong cái này đến từ địa huyền giới ra hỏa. Nhưng Phượng Hoàng Tông nữ đệ tử lại xuất kỳ đối Diệp Thần Phong có loại hảo cảm, Diệp Thần Phong trên người có một loại đồ vật đang hấp dẫn các nàng, nhát gan nữ đệ tử chỉ là liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, mà gan lớn nữ đệ tử đôi mắt đẹp nhưng là đối Diệp Thần Phong ném loạn điện, này làm cho Diệp Thần Phong hô to chịu không được. Trong cơ thể hắn Phượng Hoàng áo nghĩa cũng một mực nằm ở dục dịch trạng thái. Theo sát sau lưng Vân Mộ Linh Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đã suy đoán không sai biệt lắm, hắn biết hẳn là trong cơ thể hắn Phượng Hoàng áo nghĩa đang hấp dẫn những nữ đệ tử này, dẫn đến như vậy nguyên nhân, này hay là cùng Phượng Hoàng Tông nữ đệ tử công pháp tu luyện có quan hệ. Mà nam đệ tử sở dĩ không có bị hấp dẫn, cái này có thể là đồng tính tương xích nguyên nhân. Nếu có một tên nữ đệ tử lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, tất cả nam đệ tử khẳng định đều sẽ được hấp dẫn lấy. Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán hầu như chính xác, Phượng Hoàng Tông công pháp tu luyện chính là Phượng Hoàng Quyết, hơn nữa nam đệ tử cùng nữ đệ tử tu luyện Phượng Hoàng Quyết là sơ lược có sự khác biệt. Trong lúc trầm tư Vân Mộ Linh, người cũng phát hiện đi qua Phượng Hoàng Tông nữ đệ tử dị dạng, trong lòng nàng là càng thêm nghi ngờ. Xem ra không ngừng người được Diệp Thần Phong trên người vật gì đó hấp dẫn. Vân Mộ Linh trêu ghẹo nói, xem ra mị lực của ngươi còn không nhỏ ma.
Diệp Thần Phong đã suy đoán này cùng trong cơ thể mình Phượng Hoàng Áo Nghĩa có liên quan rồi, hắn nói ra, Vân tỷ ngươi nơi ở trực tiếp gọi Phượng Hoàng Phong, nơi đó hẳn là làm Phồn Vinh chứ. Thấy Diệp Thần Phong nhắc tới Phượng Hoàng Phong, Vân Mộ Linh sắc mặt có phần mất tự nhiên, trong giọng nói của nàng tràn đầy cô đơn, nói ra, ngươi đi thì biết. Cũng không lâu lắm, Vân Mộ Linh liền mang theo Diệp Thần Phong đi tới Phượng Hoàng Phong. Này Phượng Hoàng trên đỉnh linh khí so với những khác ngọn núi càng thêm nồng nặc, mà khi Diệp Thần Phong đi tới Phượng Hoàng Phong thời điểm, Phượng Hoàng trên đỉnh mặc dù có từng tòa một kiến trúc, thế nhưng trong đó ngay cả một người bóng cũng không có. Tại rất nhiều kiến trúc bên cũng đã là cỏ dại rậm rạp được rồi, toàn bộ Phượng Hoàng Phong có vẻ hơi vắng vẻ. Tiểu thư, ngài trở về rồi a hát, một tên dáng dấp phổ thông thiếu nữ vội vã từ một dãy nhà bên trong đi ra. Tên thiếu nữ này chính là Vân Mộ Linh nha hoàn. Vân Mộ Linh gật gật đầu, nói ra, Linh Nhi, người sắp xếp hắn trước tiên ở lại, ta đi một chuyến tông chủ bên kia. Vân Mộ Linh phi thân sau khi rời đi. Tên này gọi là Linh Nhi nha hoàn, người liền bắt đầu đánh giá Diệp Thần Phong, bởi vì Vân Mộ Linh quan hệ, Linh Nhi mặc dù là nha hoàn, nhưng nàng cũng đã lấy được tu luyện Phượng Hoàng quyết tư cách, cho nên nàng cũng cảm giác Diệp Thần Phong trên người có loại đồ vật, làm cho nàng tim đập nhanh hơn, thậm chí là kinh sợ động không ngừng. Linh Nhi nói ra, ngươi là địa huyền giới người tới. Tiểu thư nhà ta mấy ngày nay một mực tại cái kia hồ nước trước trông coi. Linh Nhi cũng là biết Vân Mộ Linh sự tình. Diệp Thần Phong cảm giác được cái này gọi Linh Nhi, thực lực tại luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, trên trời huyền giới như vậy thực lực người cũng chỉ có thể đủ làm một đứa nha hoàn. Này hoàn toàn không phải địa huyền giới có thể so sánh. Diệp Thần Phong bức thiết muốn hiểu rõ thiên huyền giới sự tình, trước đó Vân Mộ Linh chỉ là hàm hàm hồ hồ từng nói với hắn mà thôi, hỏi hắn, Linh Nhi, ngươi có thể cùng ta nói là thiên huyền giới sự tình sao? Linh Nhi đối Diệp Thần Phong có một loại rung động, người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng nói, hôm nay huyền chỉ có Tam Đại Châu, theo thứ tự là Trung Châu, Huyền Châu cùng Linh Châu, này Tam Đại Châu trong lúc đó đều cách xa nhau một khoảng cách, từng cái châu thổ địa diện tích đều cực kỳ rộng lớn. Mà chúng ta vị trí chính là Linh Châu. Tại Tam Đại Châu bên trong, Linh Châu là cấp thấp nhất một cái châu, bất kể là linh khí mức độ đậm đặc, vẫn là các loại tài nguyên tu luyện, Linh Châu đều còn kém rất rất xa Trung Châu cùng Huyền Châu. Huyền Châu linh khí mức độ đậm đặc cùng tài nguyên muốn so Linh Châu mạnh hơn một ít, nhưng vẫn là xa kém xa cùng Trung Châu so sánh, Trung Châu là Tam Đại Châu bên trong linh khí dày đặc nhất, hơn nữa tài nguyên tu luyện nhiều nhất địa phương. Đồng dạng Trung Châu cũng là cường giả hội tụ địa phương, trống trơn là một cái Trung Châu cường giả liền xa xa nhiều Huyền Châu cùng Linh Châu gộp lại rồi. Bất quá, Linh Châu tuy nói linh khí so với mặt khác hai cái châu mỏng manh rất nhiều, nhưng khẳng định so với các người địa huyền giới yếu nồng nặc hơn nhiều, địa huyền giới tại chúng ta thiên huyền giới người tu luyện trong lòng chỉ là một cái chỗ man di mọi dợ. Tương lai chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, nỗ lực hướng lên trên, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Trong khi nói chuyện, Linh Nhi đối Diệp Thần Phong nháy mắt một cái, thân thể cũng hướng về Diệp Thần Phong đến gần rồi một ít. Diệp Thần Phong nghe được thiên huyền giới có Tam Đại Châu, hắn không khỏi trầm mặc lại, tại cảm giác được Linh Nhi tới gần sau đó Diệp Thần Phong vội vàng nói, Phượng Hoàng Phong là Vân tỷ phụ trách sao? Ở nơi này tại sao không có các đệ tử khác? Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói ra, ngươi sẽ không phải là thích tiểu thư nhà ta đi nha. Ta khuyên ngươi vẫn là cách xa nàng một điểm. Này Phượng Hoàng Phong nguyên bản chính là Phượng Hoàng Tông Chủ Phong, Phượng Hoàng Phong một mực chính là Tông Chủ nhất mạch, mà tiểu thư nhà ta cũng là Tông Chủ cực kỳ thương yêu đệ tử một trong. Đáng tiếc tại mấy chục năm trước, Phượng Hoàng trên đỉnh cường giả đi vào tìm tòi bí mật một chỗ hiểm cảnh, cuối cùng không một người trở về, liền ngay cả ngay lúc đó Tông Chủ cũng là như thế. Thế là Phượng Hoàng Tông vị trí Tông Chủ liền đổi chủ. Rất nhiều nguyên bản thuộc về Phượng Hoàng Phong nhất mạch người, bọn hắn cũng cải đầu còn lại một mạch đi rồi, này Phượng Hoàng Phong là tiểu thư tử thủ xuống, yếu không đã sớm được bây giờ tông chủ chiếm đi. Phượng Hoàng Phong là cường giả tụ tập vị trí, này Phượng Hoàng Phong cường giả một đi không trở lại sau, liên đới toàn bộ Phượng Hoàng Tông cũng nhanh chóng cô đơn. Bây giờ Phượng Hoàng Phong đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa rồi, xuất hiện nhiễm con trai của tông chủ liền yêu thích ta ra tiểu thư. Còn có tiểu thư nhà ta gia tộc, khi biết Phượng Hoàng Phong cô đơn sau đó bọn hắn một mực tại buộc tiểu thư trở lại, cho tiểu thư chuẩn bị hôn sự.
Tại trước đó trong gia tộc cho tiểu thư chuẩn bị đối tượng, hắn cũng là đến qua Phượng Hoàng Tông, đối phương gia tộc thật giống cũng không yếu, trong gia tộc cho tiểu thư giới thiệu người thật giống như gọi là Chu Văn Bay. Tuần này Văn Bay ra tay xa hoa, tại Phượng Hoàng Tông bên trong đón mua rất nhiều đệ tử, vì chính là xem ở tiểu thư nhà ta. Linh Nhi dừng lại một chút sau đó người tiếp tục nói, tuần này Văn Phi cùng chúng ta xuất hiện nhiệm con trai của tông chủ giống như là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hai người bọn họ nguyện ý công bằng cạnh tranh nhà ta núi tỷ. Trước đó tại cửa Sơn Động thời điểm, Vương Kỳ Cường cùng Ngô Hướng về Văn hai người bọn họ từng lén lút trò chuyện, bọn hắn nhắc qua một cái tên là Chu Ít, vắng người, phải là Linh Nhi trong miệng Chu Văn Bay. Linh Nhi nhìn xem Diệp Thần Phong. Nói ra, ngươi trêu tới con trai của tông chủ sao? Ngươi trêu tới cái kia gọi Chu Văn Phi người sao? Những thứ này đều là ngươi không chọc nổi người, bọn hắn tùy tiện chuyển tay là có thể cho ngươi biến mất rồi, ngươi chỉ là từ địa huyền giới tới, ngươi ở nơi này không có bất kỳ căn cơ, ngươi vẫn là cách tiểu thư nhà ta xa một chút, bằng không ngươi sẽ gặp phải tai bay vạ gió, chỉ cần ngươi nỗ lực một ít, ngươi hay là có thể cùng ta trở thành bằng nhau người, đến lúc đó nếu như ngươi nguyện ý truy ta, như vậy ta có thể suy tính một chút. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận chửi má nó, hắn và cái này Linh Nhi là cùng đám người. Hắn hiện tại tốt xấu thực lực cũng là tam chuyển niết bàn cảnh nhị trọng thiên cường giả đỉnh cao, chỉ là thực lực tạm thời giảm xuống mà thôi, không dùng được mấy ngày là có thể khôi phục. Diệp Thần Phong cũng không có nặng như vậy, khẩu vị, hắn đối cái này gọi là Linh Nhi nha hoàn là một chút hứng thú cũng không có. Bất quá. Diệp Thần Phong ngược lại là từ Linh Nhi khẩu bên trong hiểu được thiên huyền giới đại khái phân bố, xem ra Phượng Hoàng Tông cũng không nghi ở lâu, hắn đã tại nghĩ rời đi sự tình. Chương 1817, kiểm tra thiên phú. Tại Linh Nhi hướng về Diệp Thần Phong giới thiệu xong thiên huyền giới đại khái phân bố cùng Vân Mộ Linh sự tình không bao lâu. Một đạo bóng trắng đột nhiên đã rơi vào Phượng Hoàng trên đỉnh. Đạo này bóng trắng chính là một cái dáng dấp lớn lên không sai nam nhân, quang nhìn từ ngoài ước chừng tại khoảng 30 tuổi, bất quá, người tu luyện tuổi tác không phải là có thể bên ngoài bề ngoài để phán đoán, một khi khóa nhập niết bàn cảnh, chỉ dựa vào cảm ứng thì không cách nào cảm ứng được đối phương cốt linh. Đột nhiên xuất hiện tại Phượng Hoàng trên đỉnh nam tử mặc áo trắng này, thực lực của hắn tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Cho nên Diệp Thần Phong cũng không cách nào phán đoán ra người đàn ông này số tuổi thật sự rồi. Linh Nhi đang nhìn đến nam tử mặc áo trắng này sau đó trên mặt nàng lập tức lộ ra một vệt vẻ cung kính, nàng nói, thiếu tông chủ, người đến chúng ta Phượng Hoàng Phong là tới tìm ta vợ con. Tỷ sao? Tên này nam tử mặc áo trắng chính là Phượng Hoàng Tông xuất hiện nhiệm con trai của tông chủ Chú Ý Kỳ. Chú Ý Kỳ khi nghe đến Vân Mộ Linh trở về tin tức sau đó hắn liền vội vã tới rồi Phượng Hoàng ngọn núi. Chú Ý Kỳ trên mặt hiện lên một vệt kiêu ngạo, hắn chỉ là lãnh đạm nhìn sang Linh Nhi, nói ra, Mộ Linh đâu này? Người chẳng lẽ không có ở đây không? Ta nghe nói người đã trở về rồi. Linh Nhi từng chút hồi đáp, thiếu tông chủ, nhà ta tiểu. Tỷ đi tông chủ nơi đó, người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Linh Nhi thấy đứng ở một bên không có mở miệng ý tứ Diệp Thần Phong, người vội vàng nói, người chả đứng ngốc ở đó làm gì. Nhanh chóng lại đây thấy một cái thiếu tông chủ. Được Linh Nhi vừa nói như thế, Chú Ý Kỳ tài chú ý tới nơi này còn có một người, ánh mắt của hắn quét qua Diệp Thần Phong, thấy Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Hắn có chút khinh thường cười nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi là từ địa huyền giới đi vào chúng ta thiên huyền giới. Là Mộ Linh đem ngươi mang về. Diệp Thần Phong chỉ là bình thản hồi đáp, ta là từ địa huyền giới tới. Chú Ý Kỳ gật gật đầu, nói ra, về sau ngươi nên hội ở lại Phượng Hoàng Tông, mặc dù là Mộ Linh đem ngươi mang về, nhưng ngươi tốt nhất cũng cùng Mộ Linh giữ một khoảng cách. Ta xem ngươi không thích hợp ở tại Phượng Hoàng Phong, ta sau đó cũng làm người ta giúp ngươi sắp xếp còn lại nơi ở. Lấy ngươi thực lực như vậy, ngươi miễn cưỡng đủ làm trong tông môn đệ tử tạp dịch rồi. Có thể trở thành Phượng Hoàng Tông đệ tử tạp dịch, đây là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Dù sao ngươi chỉ là một cái đến từ chính địa huyền giới người tu luyện mà thôi. Diệp Thần Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn đối Chú Ý Kỳ một điểm hảo cảm cũng không có, Chú Ý Kỳ trên người loại này trời sinh cảm giác ưu việt, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cực kỳ không sảng khoái, Chú Ý Kỳ thực lực không phải cũng chỉ có niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ ma.
Linh Nhi thấy thế, người đối với Diệp Thần Phong nói ra, ngươi còn không cảm tạ Tạ thiếu tông chủ, bằng không ngươi muốn trở thành đệ tử tạp dịch, ngươi đều cần các loại một đoạn thời gian. Chú ý kỳ yêu thích loại này bị người vây đỡ cảm giác. Ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong đối với hắn hẳn là yếu cảm động đến rơi nước mắt được rồi, ai biết Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ trước sau như một, này làm cho chú ý kỳ sắc mặt khó coi xuống. Mà chính lúc này, Vân Mộ Linh thân ảnh bồng bềnh mà tới, người xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, người đã đi gặp qua tông chủ rồi. Vân Mộ Linh nhìn thấy chú ý kỳ sau đó trong con ngươi xinh đẹp của nàng tránh qua một vệt căm ghét, người trực tiếp quát lên, chú ý kỳ, người tới chúng ta Phượng Hoàng Phong làm gì? Phượng Hoàng Phong dù sao cũng là lúc trước Phượng Hoàng tông chủ Phong, mà bây giờ Vân Mộ Linh là Phượng Hoàng Phong nhất mạch người cuối cùng rồi. Tại Phượng Hoàng Tông bên trong rất đa nguyên lão đều sẽ cho Vân Mộ Linh mấy phần mặt mũi, cho nên Vân Mộ Linh mới sẽ không đối chú ý kỳ khách khí đây. Chú ý kỳ hảo như sớm thành thói quen Vân Mộ Linh loại thái độ này, hắn trong tròng mắt không vui chợt lóe lên. Hắn cười nói, Mộ Linh, ta đây không phải tới thăm ngươi một chút mà. Ngươi tại sao liền không thích ta đâu này? Chỉ cần ngươi theo ta, về sau chờ ta ngồi trên Phượng Hoàng Tông vị trí tông chủ. Chúng ta là có thể cùng đi quản lý Phượng Hoàng Tông rồi. Vân Mộ Linh bật cười một tiếng, nói ra, chú ý kỳ, lẽ nào ta lại không biết ngươi hành động sao? Ngươi lúc trước mạnh mẽ đoạt lấy bao nhiêu Phượng Hoàng Tông nữ đệ tử thân thể. Ta Vân Mộ Linh coi như là yêu thích chó lợn, cũng sẽ không thích loại người như ngươi. Còn có xin gọi ta Vân Mộ Linh, ta và ngươi cũng không phải rất thuộc. Vân Mộ Linh hoàn toàn không để ý đến chú ý kỳ ý tứ rồi. Người trực tiếp mang theo Diệp Thần Phong đạp không mà đi rồi. Nhìn xem Vân Mộ Linh lôi kéo Diệp Thần Phong thân mật dáng dấp. Chú ý kỳ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong miệng hắn là cắn răng nghiến lợi. Thân ảnh của hắn cũng lập tức hướng về Vân Mộ Linh cùng Diệp Thần Phong đuổi theo rồi. Mang theo Diệp Thần Phong đạp không mà đi Vân Mộ Linh, nàng nói, ngươi nên từ Linh Nhi trong miệng biết rồi một ít Phượng Hoàng Tông sự tình đi nha. Phượng Hoàng Tông xuất hiện làm tông chủ. Làm người trả xem là khá, chỉ là không có quản giáo tốt chú ý kỳ đứa con trai này, ta hiện tại chính là dẫn ngươi đi thấy tông chủ. Sau đó tông chủ nên hỏi ngươi một ít địa huyền giới sự tình, sau đó cho ngươi đơn giản thử một chút thiên phú, ngươi ở lại Phượng Hoàng Phong là sẽ không có tương lai, ta sẽ hết sức làm cho ngươi gia nhập thế lực tương đối cường hãn nhất mạch. Diệp Thần Phong đối với kiểm tra thiên phú cái gì căn bản không có hứng thú, bất quá, bây giờ đã đi tới Phượng Hoàng Tông rồi. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không có khôi phục, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi, bất kể như thế nào, Diệp Thần Phong đã quyết định ngày mai sẽ lén lút rời đi Phượng Hoàng Tông rồi. Không bao lâu, Vân Mộ Linh liền mang theo Diệp Thần Phong đi tới xuất hiện làm tông chủ một mạch chỗ ở ngọn núi, bọn hắn đi vào chuyên môn kiểm tra thiên phú gian phòng, Phượng Hoàng Tông xuất hiện làm tông chủ đã ở bên trong. Phượng Hoàng Tông xuất hiện làm tông chủ chính là một cái dáng dấp trung niên nam nhân. Trên người có nhất cổ không giận tự uy thật khí thế, tên của hắn gọi là chú ý Nguyên Tinh, một thân thực lực tại linh thần cảnh tam tầng sơ kỳ. Tại nhìn thấy chú ý Nguyên Tinh nháy mắt, Diệp Thần Phong liền đột nhiên cảm thấy nhất cổ khổng lồ áp bức, cổ áp bức này còn không phải chú ý Nguyên Tinh cố ý hình thành, chỉ là hắn tại trong lúc vô tình để lộ ra một điểm khí thế mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được này chú ý Nguyên Tinh thực lực đáng sợ. Tại bước vào kiểm tra thiên phú gian phòng sau đó Vân Mộ Linh nói ra, tông chủ, hắn chính là từ địa huyền giới đến người kia. Diệp Thần Phong cũng chỉ là thuận miệng gọi một tiếng tông chủ, dù sao cũng là Vân Mộ Linh dẫn hắn tới, hắn đối Vân Mộ Linh vẫn còn có chút hảo cảm, lần sau thực lực bây giờ của hắn có hạn, cũng tạm thời không cách nào tiến vào hỗn độn nhẫn. Chú ý Nguyên Tinh gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, sau đó... hỏi mấy cái liên quan với địa huyền giới vấn đề. Khi biết địa huyền giới tài nguyên tu luyện cùng khắp mọi mặt đều cực kỳ rớt lại phía sau, chú ý Nguyên Tinh cũng mất đi đúng huyền giới hứng thú, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, ngươi thử một chút thiên phú của chính mình đi. Chú ý Nguyên Tinh ngón tay chỉ vào gian phòng một cái to lớn trụ đá, nói ra, đem tay đè của ngươi tại thạch trụ bên trên, ngươi chỉ cần đem linh khí truyền vào trong đó là được rồi. Diệp Thần Phong muốn mau chút kết thúc, hắn ngày mai sẽ phải bỏ của chạy lấy người rồi, cho nên, hắn cũng không nói nhảm, hắn đi thẳng tới to lớn trụ đá trước, hắn đem bàn tay phải đặt tại trụ đá bên trên,
nhất cổ linh khí truyền vào trụ đá bên trong. Vừa vặn theo sát tại Vân Mộ Linh cùng Diệp Thần Phong sau lưng chú ý kỳ, hắn không biết lúc nào cũng đi tới bên trong căn phòng, hắn khinh thường cười nói, phụ thân, hắn chỉ là một cái địa huyền giới tiểu tử mà thôi, hắn căn bản không khả năng sẽ có tu luyện chúng ta Phượng Hoàng Tông bí pháp tư chất. Chú ý Nguyên Tinh cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, người là Vân Mộ Linh mang về, này Vân Mộ Linh chính là Phượng Hoàng Phong một mạch người cuối cùng rồi, hắn chỉ là cho Vân Mộ Linh một bộ mặt mà thôi. Nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản âm u đầy tử khí trụ đá đột nhiên hỏa hồng sắc quang mang đại thịnh, cả cây trụ đá phảng phất trong nháy mắt bị ngọn lửa cho bao trùm rồi. Từng tiếng thanh thúy phượng hót từ trong trụ đá truyền ra. Một đầu to lớn hỏa phượng hoàng hư ảnh hiện lên ở bên ngoài phòng trên bầu trời. Nguyên bản vốn đã dự định rời đi chú ý Nguyên Tinh đột nhiên trợn to hai mắt, hắn không dám tin nói ra, ngươi càng nhưng đã lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa. Căn bản không có Thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt chú ý kỳ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt như cùng ăn đại. Liền như thế, chỉnh cái trong lòng người là ước ao ghen tị, trong con ngươi tràn đầy hung quang. Phượng Hoàng áo nghĩa đối với Phượng Hoàng Tông người mà nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu, bây giờ tại Phượng Hoàng Tông bên trong liền một cái lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người cũng không có. Vân Mộ Linh đôi mắt đẹp cũng dị thải liên tục nhìn xem Diệp Thần Phong, chẳng trách người sẽ bị Diệp Thần Phong hấp dẫn, nguyên lai Diệp Thần Phong đã sớm lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa rồi. Này Phượng Hoàng áo nghĩa tính là cao cấp áo nghĩa rồi, Diệp Thần Phong một chỗ huyền giới người làm sao có thể sẽ lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa đây này. Chương 1818, sự ra khác thường tất có yêu. Diệp Thần Phong nhìn xem trên trụ đá sinh ra động tĩnh, hắn cảm ứng bên ngoài phòng giữa bầu trời động tĩnh, hắn lập tức để bàn tay thu lại rồi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới cây này trụ đá là dùng để kiểm tra Phượng Hoàng áo nghĩa. Trên trời huyền giới rất nhiều trong tông môn, kiểm tra thiên phú căn cứ cũng khác nhau. Đối với Phượng Hoàng Tông tới nói Phượng Hoàng áo nghĩa là vô cùng trọng yếu. Cây này trụ đá liền là dùng để kiểm tra Phượng Hoàng Tông đệ tử tương lai có khả năng hay không lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa. Nếu có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, như vậy trên trụ đá hội lóe lên ánh sáng dịu dịu, như Diệp Thần Phong như vậy động tĩnh, chỉ có chân chính lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người mới sẽ sinh ra. Bất quá, cho dù được trụ đá kiểm tra suốt có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, tại tương lai đây cũng không phải là 100% có thể lĩnh ngộ. Bằng không toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong được trụ đá chắc suất có cơ hội lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người cũng có một chút, nhưng vì cái gì bây giờ Phượng Hoàng Tông bên trong liền một cái lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người cũng không có. Này lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa là cực kỳ khó khăn. Sớm biết cây này trụ đá là kiểm tra Phượng Hoàng áo nghĩa, Diệp Thần Phong nói cái gì cũng phải thoái thác được rồi, dù sao hắn đã quyết định rời khỏi, bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Vân Mộ Linh cắn môi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, phàm là Phượng Hoàng Tông nữ đệ tử, nếu như các nàng có thể cùng một tên lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người kết hợp, như vậy các nàng liền thêm đại lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa cơ hội, đương nhiên chuyện này đối với Diệp Thần Phong không có một chút nào tổn thương. Vân Mộ Linh trong đầu đột nhiên thoát ra chuyện như vậy, gò má của nàng không khỏi vi vi ửng hồng, ngược lại, bản thân nàng được cái ý niệm này giật nảy mình, thầm nghĩ, Vân Mộ Linh ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ngươi và hắn cũng không thích hợp. Ngươi cùng với hắn, ngươi chỉ sẽ liên lụy hắn. Chú ý Nguyên Tinh tại phục hồi tinh thần lại sau đó hắn vẻ mặt kích động nói, được. Tốt, chúng ta Phượng Hoàng Tông cuối cùng cũng coi như có lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người xuất hiện, tiểu huynh đệ ngươi trước chờ một lát. Ta đi thông báo một tiếng chúng ta Phượng Hoàng Tông hai vị lão tổ. Chú ý Nguyên Tinh vội vàng rời khỏi phòng. Trong phòng cũng chỉ còn sót lại Diệp Thần Phong, Vân Mộ Linh cùng chú ý kỳ. Phảng phất nuốt đại, liền chú ý kỳ, hắn nhìn thấy cha mình kích động dáng dấp, trong lòng của hắn lửa giận phàn được đưa lên, hắn chính là Phượng Hoàng Tông thiếu tông chủ, dưới cái nhìn của hắn Phượng Hoàng áo nghĩa hẳn là hắn lĩnh ngộ, được một chỗ huyền giới tiểu tử đè ép một bậc, trong lòng của hắn tư vị phi thường không dễ chịu. Chú ý kỳ trừng lên Diệp Thần Phong. Quát lên, không phải là lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa sao? Đừng tưởng rằng ngươi là có thể tại Phượng Hoàng Tông quật khởi. Ta chú ý kỳ tài là Phượng Hoàng Tông thiếu tông chủ. Vân Mộ Linh lạnh nói, chú ý kỳ, chú ý thái độ của ngươi,
cái gì gọi là không phải là lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa. Tại bây giờ trong tông môn liền một cái lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa người cũng không có, nếu như tông chủ và hai vị lão tổ sáng suốt lời nói, như vậy bọn hắn nhất định sẽ bồi dưỡng Diệp Thần Phong, tương lai Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ trở thành phượng hoàng tông nhân vật dẫn đầu. Chú ý Kỳ tức giận gân xanh trên trán nổi lên, hắn cả giận nói, chỉ bằng tiểu tử này. Hắn có tư cách gì thu được tông môn bồi dưỡng? Phụ thân ta bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế, tiểu tử này chỉ là một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực con dẹp mà thôi. Chú ý Kỳ, người đang nói gì đấy? Quát to một tiếng đột nhiên vang vọng ở bên trong phòng, chú ý Nguyên Tinh phải đi mà quay lại rồi. Khi hắn đi sau khi đi vào, lại có hai tên lão giả cũng nhanh đi theo đi vào. Cái này hai tên lão giả chính là Phượng Hoàng Tông lão tổ rồi, một tên trong đó trên mặt che kín nếp nhăn. Tên của hắn gọi là Cố Phúc Hải, một thân thực lực trên đất thần cảnh tầng 2 sơ kỳ, hắn đồng dạng cũng là chú ý Nguyên Tinh cùng chú ý Kỳ hai cha con họ trưởng bối. Tại Phượng Hoàng Phong một mạch cô đơn sau đó chú ý Nguyên Tinh mặc dù có thể ngồi trên vị trí tông chủ, điều này cũng cùng Cố Phúc Hải không tránh khỏi có quan hệ. Một người khác trên lỗ mũi có một nốt ruồi lão giả, tên của hắn gọi là Lâm Cao Thành, một thân thực lực trên đất thần cảnh một tầng đỉnh phong. Vừa vặn chú ý Nguyên Tinh muốn đi thông báo hai vị này lão tổ, không nghĩ tới chú ý Nguyên Tinh ở nửa đường thượng liền gặp Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành, hai cái này lão đầu cũng cảm giác được vừa nãy nơi này dị tượng. Bọn hắn biết Phượng Hoàng Tông xuất hiện lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người rồi, bọn hắn liền lập tức đi tới nhìn một chút đến tột cùng rồi. Được cha của mình quát to một tiếng, chú ý Kỳ nói ra, tiểu tử này không xứng thành vì chúng ta Phượng Hoàng Tông đệ tử, cha hôn các ngươi sẽ không phải thật sự yếu bồi dưỡng hắn chứ. Chú ý Nguyên Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đùng, một tiếng, hắn trực tiếp một cái tát phiến ở chú ý Kỳ trên mặt, Phượng Hoàng Tông sự tình nơi nào đến phiên ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Lập tức cho vị tiểu huynh đệ này xin lỗi, bằng không từ nay về sau. Ngươi không còn là ta chú ý Nguyên Tinh con trai. Chú ý Kỳ quả thực không thể tin vào tai của mình rồi, hắn cực kỳ không cam lòng nhìn xem chính mình phụ thân. Mà một bên hai vị lão tổ Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành, hai người bọn họ cũng gật gật đầu, trong đó Cố Phúc Hải nói ra, chú ý Kỳ, phụ thân ngươi nói không sai, lập tức xin lỗi, bằng không liền cút cho ta xuất Phượng Hoàng Tông. Chú ý Kỳ thấy lão tổ đều mở miệng, hắn nhưng không muốn rời đi Phượng Hoàng Tông. Hắn chỉ là có thể biệt khuất đối với Diệp Thần Phong, nói ra, xin lỗi. Thấy chú ý Kỳ nói xin lỗi, chú ý Nguyên Tinh nói ra, đều là ta giáo tử không sao, tiểu huynh đệ, về sau ngươi chính là chúng ta Phượng Hoàng Tông đệ tử hạch tâm rồi, chúng ta Phượng Hoàng Tông hội dùng hết khả năng bồi dưỡng ngươi. Cố Phúc Hải cũng nói, ta vừa vặn cảm giác được nơi này dị tượng, ngươi có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, vậy thì chứng minh rồi ngươi cùng chúng ta Phượng Hoàng Tông có duyên. Ngươi liền yên tâm ở lại Phượng Hoàng Tông đi. Về sau ngươi tại Phượng Hoàng Tông hưởng thụ cùng tông chủ vậy đãi ngộ, chỉ cần tương lai ngươi có thể trưởng thành lên, chúng ta còn có thể ra sức bảo vệ ngươi trở thành Phượng Hoàng Tông tông chủ. Cố Phúc Hải lời nói này đối với chú ý Kỳ tới nói quả thực giống như sét đánh ngang tai, hắn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đứng ngốc đâu nguyên chỗ. Diệp Thần Phong tuy rằng khuôn mặt lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, nhưng trong lòng của hắn là ngưng trọng lên. Này chú ý Kỳ chính là tông chủ chú ý Nguyên Tinh nhi tử. Cho dù Phượng Hoàng Tông cực kỳ coi trọng hắn cái này lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người. Dựa theo bình thường tư duy, chú ý Nguyên Tinh vừa vặn chỉ cần để chú ý ngạc nhiên nói xin lỗi là được rồi, hẳn là sẽ không trực tiếp phiến chú ý Kỳ một bạt tai, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Lại có thêm Cố Phúc Hải nói về sau Diệp Thần Phong có thể trở thành Phượng Hoàng Tông tông chủ, này thì càng thêm có phần mộng ảo. Diệp Thần Phong chỉ là một cái từ địa huyền giới người tới, tuy nói hắn lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, thế nhưng hắn bây giờ mặt ngoài thực lực chỉ có tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, hắn hầu như có thể khẳng định này vị trí tông chủ tương lai là không tới phiên hắn. Chú ý Nguyên Tinh cùng Cố Phúc Hải hành động thật giống đều là làm cho Diệp Thần Phong nhìn. Diệp Thần Phong tâm tư càng phát trầm trọng, chính là sự ra khác thường tất có yêu, hắn cảm giác chuyện này sau lưng ẩn giấu một ít chuyện. Bất quá, ở bề ngoài Diệp Thần Phong vẫn là bất động thanh sắc, lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn còn chưa đủ Phượng Hoàng Tông lão tổ cùng tông chủ nhét kẻ răng, hắn hiện tại càng phát cảm thấy đến nhầm Phượng Hoàng Tông.
Ngược lại là một bên Vân Mộ Linh khuôn mặt lộ ra vì Diệp Thần Phong cao hứng nụ cười. Diệp Thần Phong ra vẻ thụ sủng nhược kinh nói ra, ta về sau nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, ta sẽ ngủ ở Phượng Hoàng trên đỉnh có thể hay không? Lâm Cao Thành nói ra, đương nhiên là có thể, ngươi là Mộ Linh mang về, ngươi và người trong lúc đó cũng khá quen thuộc, ngươi tạm thời ở tại Phượng Hoàng trên đỉnh, ngươi nên sẽ cảm thấy tự tại một chút, về sau ngươi liền sẽ từ từ quen thuộc nơi này, ngươi liền coi chúng ta là làm trưởng bối tới đối xử, có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta. Bất quá, tại sau 5 ngày, chúng ta chuẩn bị giúp ngươi cử hành một cái nghi thức, cái này nghi thức đối với ngươi tu luyện cực kỳ mới có lợi, đến lúc đó chúng ta sẽ đích thân đến Phượng Hoàng Phong giúp ngươi cử hành cái này nghi thức. Nghe vậy, Diệp Thần Phong nói rồi vài câu cảm tạ sau, hắn liền cùng Vân Mộ Linh cùng rời đi gian phòng này rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong trong tay đã sớm là nắm một khối thiên thính ngọc rồi. Hắn đem linh khí truyền vào thiên thính trong ngọc, sau đó trong tay hắn khối này thiên thính ngọc nằm ở ẩn thân trạng thái. Lúc rời đi gian phòng trước đó, Diệp Thần Phong đem thiên thính ngọc thần không biết quỷ không hay lưu tại nơi này. Hôm nay nghe ngọc nghe lén, nhưng là liền địa thần cảnh cường giả cũng không cách nào phát hiện. Tại Diệp Thần Phong cùng Vân Mộ Linh rời phòng sau. Xác định Vân Mộ Linh cùng Diệp Thần Phong đã rời đi ngọn núi này rồi, chú ý Nguyên Tinh. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành ba người này, trên mặt bọn họ đều không tự chủ được hiện lên một vệt âm trầm cười gằn, trong con ngươi phun trào nóng rực cùng mơ hồ sát ý. Chương 1819, nguy cơ giáng lâm. Vân Mộ Linh mang theo Diệp Thần Phong vừa vặn đạp không rời đi. Một tên niết bàn cảnh tam trọng trung kỳ Phượng Hoàng Tông đệ tử nội môn liền chạy tới, tên này đệ tử nội môn đối với Vân Mộ Linh, nói ra, Vân trưởng lão, ta gọi Tiền Vạn Cương. Ta là tới phụng mệnh bảo vệ vị huynh đệ này, mấy ngày nay ta cũng sẽ ở tại Phượng Hoàng trên đỉnh. Vân Mộ Linh cho rằng Phượng Hoàng Tông Tông chủ và lão tổ phi thường coi trọng Diệp Thần Phong, người đối với Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi về sau an tâm ở lại Phượng Hoàng Tông đi. Xem ra Tông chủ bọn hắn xác thực dự định yếu toàn lực bồi dưỡng ngươi rồi. Ngược lại, Vân Mộ Linh rồi hướng Tiền Vạn Cương, nói ra, vậy ngươi cùng với ta nhóm đồng thời về Phượng Hoàng Phong đi. Tên này gọi Tiền Vạn mới vừa phượng heo heo đảo tiểu nói Hoàng Tông đệ tử nội môn xuất hiện, đây càng thêm để Diệp Thần Phong cảm giác được không ổn, dưới cái nhìn của hắn Tiền Vạn mới vừa có thể là chú ý nguyên độ sáng tinh thể người phái tới giám thị hắn. Diệp Thần Phong vẻ mặt như thường, một khối ẩn thân thiên thính ngọc lưu ở trong phòng, trong tay hắn còn có một khác khối thiên thính ngọc, chú ý nguyên tinh bọn người ở tại gian phòng kia nói bất kỳ lời nói. Toàn bộ đều sẽ lan truyền đến Diệp Thần Phong trong tay khối này thiên thính ngọc bên trong, hơn nữa bọn hắn nói đem toàn bộ tạm thời bảo tồn tại Diệp Thần Phong trong tay khối này thiên thính trong ngọc, trừ phi Diệp Thần Phong chính mình thanh trong đó âm thanh xóa đi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới ở trong sơn động lấy được thiên thính ngọc, nhanh như vậy liền sẽ cử đi chỗ dùng, hắn hiện tại chỉ muốn mau chút trở về Phượng Hoàng Phong, có Tiền Vạn mới vừa giám thị, Diệp Thần Phong muốn bỏ của chạy lấy người sẽ không đơn giản như vậy. Lần sau, Diệp Thần Phong xuất hiện nơi tay cũng không có bất kỳ chứng cứ, tuy nói Vân Mộ Linh thật giống không phải là cùng chú ý nguyên độ sáng tinh thể người cùng nhau, thế nhưng nếu như hắn đột nhiên nói ra chú ý nguyên độ sáng tinh thể người có vấn đề, như vậy cũng chỉ biết đánh rắn động cỏ. Cùng lúc đó, vừa vặn kiểm tra kia thiên phú bên trong gian phòng, Cố Phúc Hải tiện tay vung lên, hắn trực tiếp bố trí một cái cách âm kết giới. Tại bảo đảm không có vấn đề sau. Cố Phúc Hải nụ cười trên mặt là càng ngày càng thịnh vượng. Một người khác Phượng Hoàng Tông lão tổ Lâm Cao Thành, hắn cũng cười ha hả nói, thực sự là trời giúp ta nhóm Phượng Hoàng Tông a hát. Không nghĩ tới một cái từ địa huyền giới tới tiểu tử. Hắn sẽ lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, lúc này chúng ta Phượng Hoàng Tông có cơ hội vùng lên rồi. Tông chủ chú ý nguyên tinh, hắn gật đầu nói, hai vị lão tổ. Ta đã vừa mới phân phó một tên niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ đệ tử đi theo tiểu tử kia, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, dù sao tiểu tử kia chỉ có tạo hóa cảnh thực lực, mà Vân Mộ Linh nha đầu kia quá ngây thơ rồi một điểm, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi ta nhóm. Một bên thất hồn lạc phách chú ý kỳ, hắn nghe cha mình và lão tổ nói chuyện, hắn cũng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi hắn, phụ thân, lão tổ, các ngươi lẽ nào thật sự yếu bồi dưỡng tiểu tử kia sao? Các ngươi lẽ nào thật sự muốn cho hắn làm tông chủ sao? Chú ý nguyên tinh mắt lạnh chừng một cái chú ý kỳ.
Nói ra, ngươi cái không đầu óc trắng. Si, ngươi chừng nào thì mới có thể giữ được bình tĩnh một điểm. Này Phượng Hoàng Tông vị trí tông chủ, thật vất vả mới vòng đến chúng ta mạch này, lẽ nào ta sẽ đem vị trí tông chủ chắp tay nhường cho sao? Vẫn là tặng cho một chỗ huyền giới tiểu tử. Ngươi và phụ tử đã nhiều năm như vậy, tính cách của ta lẽ nào ngươi không biết hay sao? Thực sự là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành hai vị này lão tổ, bọn hắn cũng là lắc lắc đầu. Cố Phúc Hải nói ra, chú ý kỳ, ngươi về sau nếu như ngồi lên rồi vị trí tông chủ. Không riêng yếu thử thách tu vi của ngươi, còn muốn thử thách tâm trí của ngươi. Chú ý kỳ nghe được là mơ mơ màng màng, hắn nói ra, lão tổ, các ngươi không là muốn thanh vị trí tông chủ đưa cho tiểu tử kia sao? Ngươi này lại là có ý gì? Chú ý kỳ, tiểu tử kia có tài cán gì? Hắn dựa vào cái gì ngồi trên chúng ta Phượng Hoàng Tông vị trí tông chủ? Cố Phúc Hải chỉ điểm chú ý kỳ. Lâm Cao Thành cũng khóe miệng khinh thường nói, tiểu tử kia liền trở thành chúng ta Phượng Hoàng Tông đệ tử nội môn cũng không xứng, chúng ta vừa ý chỉ là hắn lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa. Tại chúng ta bây giờ Phượng Hoàng Tông bên trong, liền một cái lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người cũng không có. Ta cùng Phúc Hải đồng dạng là như thế. Thế nhưng, chúng ta từng ở Phượng Hoàng Tông một bản cổ tịch nhìn lên đến một loại biện pháp. Chỉ cần tìm được một tên lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa người, tại lấy đặc thù biện pháp đưa hắn tế. Luyện, như vậy người này lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, có thể làm cho tham dự tế. Luyện 5 người đồng thời lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa. Bất quá, được tế. Luyện người cuối cùng hội hài cốt không còn, cả cái gì một tia bộ lông cũng sẽ không còn lại. Đương nhiên quá trình này nhất định muốn người kia phối hợp, chỗ bằng vào chúng ta mới diễn một cái ra hí. Vì chính là để tiểu tử kia cho là chúng ta hội bồi dưỡng hắn, khiến hắn đối với chúng ta hoàn toàn không có cảnh giác. Mà sau 5 ngày cái kia cái gọi là nghi thức, chính là tế. Luyện tiểu tử kia lúc, này 5 ngày chúng ta nhất định phải muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Đang nghe xong Lâm Cao Thành lời nói sau, chú ý kỳ hồn bay phách lạc đã sớm vô ảnh vô tung biến mất rồi, trên mặt hắn vẻ mặt đặc sắc vạn phần, nói ra sau 5 ngày tiểu tử kia sẽ phải chết. Hơn nữa hắn vẫn có thể để cho chúng ta lĩnh ngộ Phúc Phượng Hoàng áo nghĩa. Vừa vặn hết thảy đều là đang diễn trò. Chú ý Nguyên Tinh không chút do dự gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, hiện tại ngươi biết đáp án, trong 5 ngày này ngươi không nên đi trêu chọc tiểu tử kia, sau 5 ngày, ngươi là có thể nhìn thấy tiểu tử kia thống khổ từng điểm đã chết đi, tiểu tử kia còn có thể trơ mắt nhìn chúng ta mượn hắn lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa. Chú ý kỳ trong lòng dầu dĩ không vui quét một cái sạch sành xanh rồi, hắn cười lạnh nói, phụ thân, lão tổ, còn có Vân Mộ Linh người phụ nữ kia đây. Ta đều theo đuổi nàng lâu như vậy rồi, hơn nữa người trả một mực bá chiếm Phượng Hoàng Phong, chúng ta có phải không yếu nghĩ một biện pháp sửa chỉ một chút người. Dù sao thuộc về Phượng Hoàng Phong thời đại đã qua. Cố Phúc Hải nói ra, tất cả chờ chúng ta lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa lại nói, xuất hiện đối với việc này mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần chúng ta đều có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, chúng ta Phượng Hoàng Tông tuyệt đối sẽ khôi phục lúc trước huy hoàng. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành hai cái này địa thần cảnh cường giả, từ đầu tới cuối bọn hắn đều không chút nào phát hiện bên trong căn phòng không đúng. Còn mặt kia, Vân Mộ Linh cùng Diệp Thần Phong cũng về tới Phượng Hoàng Phong, Tiền Vạn mới vừa là theo sát Diệp Thần Phong. Tiền Vạn mới vừa đối với Diệp Thần Phong, nói ra tông chủ để cho ta một khắc không rời bảo vệ ngươi. Thẳng đến ngươi chính thức gia nhập chúng ta Phượng Hoàng Tông, đến lúc đó tông chủ sẽ đối với ngươi có sắp xếp khác. Diệp Thần Phong đối với Vân Mộ Linh, nói ra, Vân tỷ, ngươi nơi này có tu luyện dùng mật thất sao? Mấy ngày nay ta muốn bế quan tu luyện. Vân Mộ Linh nói ra, có giác ngộ như vậy rất tốt, về sau ở lại Phượng Hoàng Tông ngươi mỗi ngày đều nhất định muốn nỗ lực tu luyện, như vậy ngươi mới có thể trên trời huyền giới trở thành cường giả. Tại Vân Mộ Linh dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong đi tới một chỗ trong mật thất dưới đất, tại đây nơi trong mật thất khắc họa một cái tụ linh trận, cho nên chỗ này trong mật thất linh khí vô cùng nồng nặc. Vân Mộ Linh nói ra, nơi này là ta bình thường bế quan chỗ tu luyện, này 5 ngày ngươi liền an tâm ở nơi này tu luyện đi. Diệp Thần Phong nói ra, vậy cảm ơn Vân tỷ rồi. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại nhìn xem Tiền Vạn Cương, nói ra, ngươi sẽ không phải cũng phải ở lại chỗ này chứ. Tu luyện là yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Tiền Vạn mới vừa đánh giá một phen cái này mật thất,
đang xác định chỉ có một cửa ra vào, sau đó hắn nói ra, không cần, ta ở ngoài cửa trông coi là được rồi. Vân Mộ Linh cũng cảm giác được một điểm không đúng, bất quá, người lại không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Dù sao người nhưng cũng không biết loại kia thông qua tế luyện do đó đi lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa phương pháp xử lý. Không bao lâu, Vân Mộ Linh cùng Tiền Vạn mới vừa liền rời đi mật thất. Diệp Thần Phong đem thạch cửa đã đóng lại, cái này bên trong mật thất khắc họa nhiều bất đồng trận pháp, này động tĩnh bên trong người bên ngoài là không cảm giác được, cho dù ở nơi này đột phá thực lực cũng hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Thần Phong trực tiếp đem một khắc khối thiên thính ngọc lấy ra, ngón tay trên trời nghe ngọc thượng một vệt, vừa vặn chú ý nguyên tinh đám người nói chuyện trong nháy mắt từ nơi này khối thiên thính trong ngọc lặp lại đi ra. Diệp Thần Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm, con mắt của hắn lạnh lẽo một mảnh, hắn không nghĩ tới chú ý nguyên độ sáng tinh thể người phải đem hắn tế luyện, hơn nữa hắn sẽ hài cốt không còn. Ác độc như thế thủ đoạn để Diệp Thần Phong lửa giận trong lòng bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Thần Phong cắn răng nói, này mấy cái lão cẩu, bọn hắn dĩ nhiên tính kế đến trên đầu ta đến rồi. May mà ta đủ thông minh, may mà ta trước đó ở trong sơn động đã lấy được một đôi thiên thính ngọc, muốn âm ta. Đời sau rồi hãy nói. Hiện tại ta nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, dù sao khôi phục thực lực rồi, hỗn độn nhẫn cách trở là có thể đột phá, đến lúc đó thực sự không có cách nào thời điểm, ta trực tiếp tiến vào hỗn độn nhẫn tiểu thế giới là được rồi. Chương 1820, 4 chuyển, điên cuồng luyện phù. Diệp Thần Phong lần này tới đến thiên huyền giới. Hắn nguyên bản mục đích là không ngừng tăng cao thực lực, tranh thủ sớm ngày siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Chỉ có chính hắn đến sống mãi rồi, hắn mới có năng lực giúp bên cạnh hắn người thân đều đến sống mãi. Người sống cả đời không phải là đồ cái tiêu xái tự tại sao? Nếu như nhìn bên cạnh người thân lần lượt sinh lão bệnh tử, cuối cùng toàn bộ cách mình mà đi, này sẽ là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ. Cùng bên người người thân vĩnh viễn thật vui vẻ mà sinh hoạt chung một chỗ, đây mới là Diệp Thần Phong mục tiêu theo đuổi. Hắn yếu để bên cạnh mình không có sinh lão bệnh tử, không có bi hoan ly hợp. Tất cả những thứ này đều cần Diệp Thần Phong cố gắng của mình. Bây giờ Diệp Thần Phong lại thêm một cái mục tiêu, cái kia chính là giúp lão Bạch cùng lão Hắc báo thù, giúp lão Bạch cùng lão Hắc tái tạo nhục thân, hắn có thể đủ đi tới hôm nay một bước này. Lão Bạch cùng lão Hắc là không thể không kể công, trong lòng của hắn một mực thanh hai người này làm sư phụ đối xử. Có thể nói Diệp Thần Phong lần này tới đến thiên huyền giới là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thân ở trong tu luyện mật thất Diệp Thần Phong, hắn trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, sau đó từ trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn này vừa mới vừa tới đến thiên huyền giới, có người liền muốn tính kế hắn. Tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Lần sau thiên huyền giới có Trung Châu, Huyền Châu cùng Linh Châu, Diệp Thần Phong hiện tại vị trí Linh Châu là Tam Đại Châu bên trong linh khí tối thiếu thốn, tài nguyên tu luyện tối thiếu thốn một cái châu, thiên huyền giới xa xa so với Diệp Thần Phong tưởng tượng yếu phức tạp cùng lớn hơn nhiều, nếu như tại cấp thấp nhất Linh Châu gặp phải phiền phức đều không bắt được, như vậy hắn đem đến làm sao đi hướng Huyền Châu cùng Trung Châu đây? Diệp Thần Phong đem Thanh Long Ngọc Bút cùng luyện chế băng bạo phù cần thiết tài liệu toàn bộ lấy ra. Đối với hắn hiện tại tới nói, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem khôi phục thực lực lại đây. Nếu chú ý nguyên độ sáng tinh thể người có thể coi là tính toán hắn, như vậy hắn Diệp Thần Phong cũng xưa nay không phải một cái người chịu thua thiệt. Trong lòng của hắn đã tại nghĩ ngược lại tính kế chú ý nguyên tinh đám người biện pháp. Này luyện chế băng bạo phù có thể làm cho Diệp Thần Phong khôi phục nhanh hơn thực lực, trước đó trong sơn động đã xác định chuyện này rồi. Có luyện chế cấp 1 băng bạo phù kinh nghiệm sau, bây giờ Diệp Thần Phong luyện chế ngược lại là thuận buồm xuôi gió rồi. Hắn đầu tiên đem dịch, thể chế biến đi ra, sau đó đem Thanh Long Ngọc bút ở trong đó thẩm thấu. Linh khí truyền vào Thanh Long Ngọc trong bút. Tại Thanh Long Ngọc bút cán bút thượng nhấp nhoáng hào quang màu xanh thời điểm. Vung tay lên, ngòi bút liền đã rơi vào phù trên giấy, phối hợp Diệp Thần Phong chính mình cảm ngộ ra tới nhịp điệu. Hắn bắt đầu không ngừng luyện phù. Khởi điểm Diệp Thần Phong luyện chế cấp 1 băng bạo phù tốc độ cũng không phải rất nhanh. Có thể theo băng bạo phát càng luyện càng nhiều, hắn luyện chế tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, mà từ hắn lỗ chân lông bên trong cũng đang không ngừng sắp xếp ra một loại màu đen vật chất, đây chính là hấp thu cho khoảng không thạch chỗ lưu lại ở trong người tạp chất.
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai ngày sau, thân ở trong tu luyện mật thất Diệp Thần Phong. Chỉ thấy trong tay hắn thanh long ngọc bút linh động ở trên lá bùa du tẩu, một tấm cấp một băng bạo phù một lần là xong, chỉ tốn khoảng một phút thời gian. Trải qua hai ngày nay không ngừng luyện chế băng bạo phù. Diệp Thần Phong luyện chế băng bạo phù thời gian tại mức độ lớn giảm bớt, có thể nói hắn luyện chế băng bạo phù thủ pháp là cực kỳ thuần thục rồi. Mà giờ khắc này Diệp Thần Phong, toàn thân hắn cũng bị một tầng sền sệt màu đen vật chất bao trùm, từ trên người hắn tản ra một loại mùi vị khác thường. Mà Diệp Thần Phong thực lực cũng thuận lợi từ tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn khôi phục được luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong từ bên trong hang núi thu được trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một đống lại một xếp lá bùa cùng luyện phù vật cần thiết, hắn không có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Hắn yếu một hơi đem khôi phục thực lực đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong nháy mắt, lại một ngày trôi qua rồi. Diệp Thần Phong bên cạnh bầy đầy một tấm lại một tấm luyện chế tốt cấp một băng bạo phù, này trong thời gian 3 ngày. Hắn trọn vẹn luyện chế ra hơn 2.000 tấm băng bạo phù. Bao trùm ở trên người hắn màu đen vật chất càng nhiều hơn rồi, bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã khôi phục lại niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ. Trong tay hắn thanh long ngọc bút vẫn không có dừng lại. Tại lại một tấm băng bạo phù hoàn thành nháy mắt, Diệp Thần Phong khí thế trên người lần thứ 2 dâng lên. Thực lực của hắn là hoàn toàn khôi phục được niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Nhưng mà, tại khôi phục thực lực đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn cảm giác được trong cơ thể khí thế không có vững vàng xuống xu thế. Vẫn còn có một loại dâng lên tình thế. Hắn biết đây cũng là một cái thời cơ đột phá. Diệp Thần Phong thực lực trước đó nằm ở hạ xuống trạng thái. Bây giờ bên trong thân thể trở ngại thực lực của hắn tạp chất toàn bộ làm khô rồi, này làm cho hắn lơ đãng chạm vào đột phá lá chắn. Trong tay thanh long ngọc bút buông xuống, Diệp Thần Phong lập tức ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại, trong cơ thể thần huyết quyết, ma thiên quyết cùng long thần quyết này ba loại vô thượng công pháp luân phiên vận chuyển. Khí thế trên người không ngừng kéo lên lại kéo lên. Bên trong mật thất ngăn cách rất mạnh, bên ngoài mật thất người căn bản không cảm giác được bây giờ bên trong mật thất động tĩnh. Tại Diệp Thần Phong khí thế trên người nhảy lên tới mức độ nhất định sau đó hắn khí thế trên người đột nhiên rất có giảm bớt rồi. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc đang chậm chậm trở nên trắng xanh, đang chậm chậm trở nên âm u đầy tử khí. Diệp Thần Phong mũi cùng trong miệng hô hấp cũng biến thành đứt quãng. Tim đập càng ngày càng chậm, đây là niết bàn dấu hiệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗ trong nháy mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, trái tim của hắn bỗng nhiên đình chỉ, miệng cùng trong lỗ mũi hô hấp cũng không có, trên mặt trở nên cho nguội một mảnh, đầu trầm thấp rũ xuống, quả thực cùng một kẻ đã chết không có khác gì rồi. Bất quá, loại này tử vong trạng thái chỉ duy trì mấy giây. Diệp Thần Phong trái tim liền đầu tiên khôi phục nhảy lên, tại trái tim của hắn khôi phục nhảy lên sau đó hắn mũi cùng trong miệng hô hấp cũng khôi phục, sắc mặt cũng đang từ từ trở nên hồng nhuận. Ở bên trong thân thể sinh cơ khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Diệp Thần Phong khí thế trên người lần thứ 2 tăng vọt, lúc này không có phát sinh nữa bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Thần Phong trực tiếp từ niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, cực kỳ thuận lợi khóa nhập niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Tại Diệp Thần Phong bước vào niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thời điểm, tay phải của hắn trên cánh tay lại tăng thêm cái thứ tư màu đỏ tơ máu, điều này cũng đã nói lên Diệp Thần Phong bây giờ chính là tứ chuyển niết bàn rồi. Phải biết trên trời huyền giới phần lớn niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn tại niết bàn cảnh cũng chỉ có thể đủ tổng cộng niết bàn 2 lần, chỉ có những thiên tài đó có thể niết bàn 2 lần trở lên, mà Diệp Thần Phong tại niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, hắn liền niết bàn 4 lần. Đã trở thành tứ chuyển niết bàn cường giả. Tại khí thế trên người từ từ khôi phục vững vàng sau đó Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt ra, nhấc lên tay phải của mình cánh tay, hắn đem trên cánh tay phải màu đen tạp chất lau đi rồi, đang nhìn đến trên cánh tay phải đã có 4 cái màu đỏ tơ máu thời điểm, khóe miệng của hắn vi vi nổi lên. Cảm thụ tứ chuyển niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ sức mạnh, Diệp Thần Phong trong lòng tuy rằng hết sức thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình tăng cao thực lực tốc độ quá chậm, dù sao tại niết bàn cảnh bên trên chả có hóa thần cảnh, linh thần cảnh cùng địa thần cảnh, hơn nữa mỗi một cảnh giới lớn đều chia làm 7 tầng đây.
Còn nữa, Diệp Thần Phong biết trên đất thần cảnh bên trên khẳng định còn có còn lại cảnh giới, cho nên hắn bây giờ chút thực lực này còn thật sự không đáng chú ý, hắn nhất định muốn thời thời khắc khắc đều duy trì một viên dũng cảm tiến tới trái tim. Diệp Thần Phong lần nữa câu thông lên hỗn độn nhẫn, lúc này hắn hoàn toàn không có trở ngại cũng cảm giác được hỗn độn trong nhẫn tất cả, hắn cảm giác được bên trong tiểu thế giới người đều không có bất cứ vấn đề gì, sau đó hắn hết sức hài lòng khẽ mỉm cười. Hắn bây giờ còn không có ý định tiến vào bên trong tiểu thế giới, dù sao từ nơi nào tiến vào tiểu thế giới, cuối cùng đều sẽ từ nơi nào đi ra ngoài. Diệp Thần Phong hiện tại trốn bên trong tiểu thế giới, nhưng hắn lần sau đi ra ngoài địa phương vẫn cứ sẽ là nơi này, căn bản thoát ly không được Phượng Hoàng Tông phạm vi. Hơn nữa Diệp Thần Phong biết bây giờ còn chưa có đến trốn thời điểm, nếu chú ý nguyên độ sáng tinh thể người có thể coi là tính toán hắn Diệp Thần Phong. Như vậy hắn Diệp Thần Phong há có không hồi báo một chút đạo lý. Diệp Thần Phong nhìn xem chu vi luyện chế hơn 2.000 tấm cấp một băng bạo phù, bây giờ khoảng cách 5 ngày còn lại 2 ngày rồi, trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ, tuy rằng hắn bây giờ căn bản giết không được chú ý nguyên tinh, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành, dù sao chú ý nguyên tinh có linh thần cảnh thực lực, mà Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành đều có địa thần cảnh thực lực. Thế nhưng Diệp Thần Phong buồn nôn bọn hắn một cái đều có thể đi. Diệp Thần Phong trong lòng kế hoạch càng ngày càng rõ ràng, hắn không chút do dự lần nữa bắt đầu không ngừng luyện chế cấp một băng bạo phù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.